chương 826, hợp thể. Trong ầm ầm nổ vang, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh hướng hai bên kích xạ ra, trên người liệt diễm cuồn cuộn, đúng vậy hắc bạch song sát, gặp vạ lây, tuy nhiên trong nháy tựu đập chết trên người liệt diễm, nhưng cũng bị cháy sạch tóc quan xoắn, diện mục cháy đen, chật vật không chịu nổi. Cứ việc cục diện như thế hiểm ác, trừ chín như trước cười lên ha hả, kêu lên, hai vị đạo hiếu, tốt tuấn tướng mạo. Hắc y nam tử tức giận đến chỗ cổ gân xanh bạo khiêu, hung dữ hướng trừ chín bên kia quét tới, hận không thể đem trừ chín bầm thây vạn đoạn. Trừ chín một nhún vai bàng, không thèm để ý chút nào. Cửu công tử chính là như vậy tính cách, muốn cười tự cười, người đợi sao? Bất quá, trừ chín tuy có thể không đếm xỉa hắc y nam tử thù hận, một tiếng này cười to, lại đem thạch cự người chú ý lực cũng hấp dẫn đã tới. Hai người các ngươi con sâu cái kiến, gờ yêu ta ít ta nhất trung thành và tận tâm thủ hạ, nạp mạng đi a à thân thể nhoáng một cái, to lớn không gì so sánh được thân hình, vậy mà trong nháy liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Huynh đệ, chú ý! trừ chín một tiếng thét kinh hãi, ống tay áo dương lên, cổ trung bắn ra, cong ngón búng ra, đương, một tiếng vang thật lớn, từng vòng sóng âm hướng bốn phía khuếch tán mở đi ra, đem tiêu phàm hộ trong đó. Nhìn như là tiện tay một kích, nhưng lại hết toàn lực. Suy! Audio điện tử võ tấn bền giữa không chung một hồi vần nước loại chấn động, thạch cự nhân hiện hình ra, vừa rồi thi triển thuấn di thủ đoạn, vậy mà ngạnh xanh xanh bị sóng âm phá vỡ liếu tương đương. Trừ chín cái này khẩu cổ chung, cũng có thể nói là một kiện dị bảo, lúc trước trưởng bối đưa cho hắn bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Có một chút như vậy giảm sóc thời gian, tiêu phàm đã muốn theo thần thức hải như tê liệt kịch liệt đau nhức bên trong phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy thạch cự nhân lại một lần nữa dơ lên cao viêm linh chi lưới kiếm, vào đầu mãnh liệt bổ mà hạ, Tiêu Phàm không khỏi hoảng hốt. Lưỡi dao sắc bén chưa gần người, quanh thân không khí cũng đã trở nên nóng bỏng vô cùng. Tung tính toán Tiêu Phàm đột nhanh chóng mau nữa, cũng quả quyết trốn không thoát đi. Trong lúc này, Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, bát quái kính bắn ra, âm dương nhị sắc quang hoa đại phóng, hướng về viêm linh chi lưới kiếm đón đánh đi lên. Tại Hỏa Long trong động, bát quái kính uy năng cũng tăng nhiều không ít. Nhưng rất rõ ràng, lúc này đây bát quái kính đối mặt đối thủ vượt ra khỏi phòng ngự của nó cực hạn. Một gã nguyên anh cấp hỏa linh, của viêm linh chi lưới kiếm, đã đem tinh viêm thần binh uy lực phát huy đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Giang giác một tiếng, bát quái kính âm dương vầng sáng lập tức dập tắt, cả mặt bảo kính tùy theo bị một phân thành hai, tiếng ai minh ở bên trong, hóa thành hai mảnh phế đồng, ngã lạc trần cắt bụi. Cái này tiêu phàm vừa mới tìm được không bao lâu phòng ngự bảo vật, cứ như vậy hủy diệt rồi bất quá bát quái kính làm tổn thương cũng vì tiêu phàm tranh thủ đến một chút thời gian tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc thân hình uốn éo trốn vào trong thông đạo cùng trừ chín sóng vai mà đứng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng thở dốc không thôi từ bước vào giang hồ đến nay tiêu phàm còn chưa bao giờ cùng tử thần như thế tiếp cận qua cơ hồ chỉ cần lại chậm nửa giây cũng sẽ bị binh khí của mình cắt thành hai nửa họ tiêu đích nhìn ngươi làm chuyện tốt bên kia mái hiên vang lên bạch y nữ tử phẫn nộ thét lên thanh âm, trước sau như một ung dung rộng lượng, thật sự là trang không nổi nữa. Nói sau nàng hiện tại tóc dài quan xoắn, diện mạo một mảnh đen nhánh, trên người áo trắng bị liệt diễm cháy sạch thất linh bát lạc, lại có cái gì phong độ tức giận cái gì chất, đó cũng là nửa phần đều không thừa xuống. Bị thạch cự nhân một đao tử hủy diệt rồi toàn bộ liệt hỏa khôi lỗi, cũng khó trách bạch y nữ tử tức giận đến giận sôi lên. Hai người này, ở đâu là tới hỗ trợ, quả thực chính là đến đưa bảo đích nếu là bởi vì cái này mà làm cho lần này sắp thành lại bại bạch y nữ tử âm thầm thề tuyệt sẽ không bỏ qua tiêu phàm nhất định phải đưa hắn rút gân lột ra bầm thây vạn đoạn trừ chín giận dữ muốn trả lời lại một cách mỉa mai tiêu phàm khoát tay áo dưới mắt cũng không phải là xính miệng lưỡi lợi hại thời điểm thạch cự nhân giữ tợn cười một tiếng thân thể một chuyển đối mặt bạch y nữ tử cánh tay phải dương lên viêm linh chi lưới kiếm lần nữa dơ lên cao cao, hô, mà một tiếng, nhanh bổ mà xuống. Vốn là đến hắn cảnh giới bây giờ, thủ đoạn công kích xa không chỉ như vậy chỉ một, nhưng viêm linh chi lưới kiếm nơi tay, cái này đơn giản thủ đoạn công kích lập tức tự biến thành sắc bén nhất sát chiêu. Thạch cự nhân tự chẳng muốn đi đổi hoa gì dạng, cứ như vậy một đao tiếp một đao bổ ra, địch nhân ngoại trừ chật vật tránh né, ngay nửa phần sức hoàn thủ đều không có, chỉ cần hơi có sơ suất, chính là tai họa ngập đầu. Bạch y nữ tử trong mắt lóng lánh lấy vô cùng phẫn nộ thần sắc, lại cũng không dám đón đỡ, phi tốc hướng một bên tránh đi. Hắc y nam tử phi thân chạy tới, trong tay vung vẩy hắc ma kỳ, một đại đoàn mặc lục sắc đám mây, hướng về thạch cự nhân phiêu tới. Suy, viêm linh chi lưới kiếm không hề trì trệ, một đao bổ nhập mặc lục sắc đám mây bên trong, trong chốc lát, mặc lục sắc đám mây liền sôi trào quay cuồng bắt đầu đứng dậy, viêm linh chi lưới kiếm ngân bạch sắc quang mang đại phóng, ầm ầm một tiếng, mặc lục sắc đám mây liền từ chung nổ tung, tứ tán vẩy ra. Hắc y nam tử sắc mặt đại biến. Hắc ma kỳ luyện hóa hắc minh độc, đúng vậy hỏa thuộc tính yêu thú khắc tinh, lần này, tình hình nhưng trong nháy mắt nghịch chuyển liễu tương đương. Cái này tinh viêm thần binh, rốt cuộc là có nhiều nghịch thiên. Thạch cự nhân đang muốn thừa thắng sông lên, lại bỗng nhiên kêu rên một tiếng, thân thể lung lay vài cái, trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, đi nhanh hướng dung nham chỉ đi đến. Trải qua cái này chén trà nhỏ quang cảnh, nguyên vốn đã trở nên thập phần ảm đạm dung nham trì, lại khôi phục hỏa hồng nhan sắc. Nơi này vốn là liên tiếp cuồn cuộn vô cùng địa hỏa, chỉ cần địa hỏa không tắt, dung nham chỉ tinh viêm chi lực có thể tìm được cuồn cuộn không dứt bổ sung. Thạch cự nhân đi nhanh bước vào dung nham ao ở bên trong, từng sợi tinh viêm chi lực lập tức phía sau tiếp trước mà dũng mãnh vào đến trong cơ thể của nó. Tiêu phàm trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên kêu lên, ta hiểu được. Thứ này chỉ là tạm thời kích phát tiềm lực, cũng không phải thật sự có nguyên anh kỳ tu vi. Thạch cự nhân tình hình này, cực kỳ giống hắn toàn lực đem ra sử dụng viêm linh chi lưới kiếm tình cảnh, dùng hắn tu vi hiện tại, trong thời gian ngắn cũng nhiều nhất chỉ có thể toàn lực đem ra sử dụng viêm linh chi lưới kiếm ba lượt, chân nguyên pháp lực sẽ khô kiệt. Thạch cự nhân cũng giống như vậy, chỉ có điều thân là hỏa hệ yêu linh, lại cưỡng ép hát ta ép kích phát tiềm lực, trong thời gian ngắn có được nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực, có thể đem viêm linh chi lưới kiếm uy lực kích phát đến một cái trước nay chưa có trình độ, nhưng đồng dạng, tiêu hào pháp lực chi cực, cũng lúc trước mấy lần, tung tính toán dùng nguyên anh kỳ thực lực, cũng chỉ có thể đem ra sử dụng hai ba lần. Quả nhiên, pháp lực chân nguyên bỗng thấu chi, thạch cự nhân khí tức liền lập tức giảm xuống đến kim đan hậu kỳ. Tuy nhiên có lẽ hay là bình thường kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, cũng đã điệt xuất nguyên anh kỳ cảnh giới. Hỏa vân thường luồng hư ảnh, lại từ thạch cự nhân trên người di động hiện ra, chìm vào dung nham ao ở bên trong, toàn lực hấp thu địa hỏa chi tinh. Dù sao đặt dày như vậy thực một cái nham thạch nóng chảy thể xác, hấp thu tinh viêm chi lực tốc độ đại chế ngự chế, xa không bằng bản thể hiện hình tới cũng nhanh nhanh. Trừ chín nhìn tiêu phàm liếc, mang theo trưng cầu ý. Lúc này bỏ trốn mất dạng, tựa hồ là cái không tệ lựa chọn tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu viêm linh chi lưới kiếm rơi vào rồi hỏa vân thuồng luồng trong tay hắn quyết không thể cứ như vậy vừa đi chi chử chín nhách miệng cái gì cũng không hơn nữa thuộc về hắn và tiêu phàm kỳ thật đều là cùng một loại người cố chấp dị thường nhận định sự tình tuyệt không quay đầu lại thay đổi hắn là tiêu phàm tại loại tình hình này phía dưới cũng sẽ không đi mắt thấy hỏa vân thuồng luồng lại đang hấp thu địa hỏa chi tinh hắc bạch song sát liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Hai người bỗng nhiên đối diện ngồi xuống, bốn tay đém nắm, hai mắt khép hờ, bắt đầu điều tức vận khí. Tiêu phàm cùng trừ cửu nhãn ở phía trong đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, không biết cái này hai vợ chồng muốn làm cái quỷ gì. Lúc này đây, hỏa vân thường luồng tốc độ so sánh với lúc trước phải nhanh nhiều lắm rồi, rất nhanh liền hấp thu cũng đủ tinh viêm chi lực, dùng nham ao ở bên trong, một lần nữa bộc phát ra vẻ này kinh người khí thế, hỏa vân thuồng luồng hư ảnh lóe lên, lại ẩn vào thạch cự nhân trong cơ thể, lần nữa đem chính mình cưỡng ép hát yêu ta ép tăng lên tới nguyên anh kỳ thực lực. Thạch cự nhân đi nhanh bước ra dung nham trì, liếc đối diện mà ngồi hắc bạch song sát liếc, cười lạnh một tiếng, hai tay hoành nắm viêm linh chi lưới kiếm, đi nhanh tới. Lúc này đây, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì làm cái quỷ gì, đều muốn đưa bọn chúng nhất cử giải quyết. Khó khăn lắm tới gần hắc bạch song sát, thạch cự nhân hai tay giơ lên cao cao viêm linh chi trên mũi dao màu ngân bạch ký hiệu không ngừng lóng lánh bộc phát ra một cổ so sánh với lúc trước càng thêm cuồng bạo hủy diệt khí tức liền vào lúc này hắc bạch song sát thân hình một hồi mơ hồ đạo hư ảnh hướng chính giữa một gom góp vậy mà hợp hai làm một trở thành cùng là một người một nửa hắc y một nửa áo trắng thân hình mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm tướng mạo cùng lúc đó một cổ cường hãn cực kỳ khí thế đồng dạng phóng lên trời trước mặt mà đến thậm chí ngài uy phong lẫm lẫm thạch cự nhân cũng nhịn không được sướng sở ngơ ngác một chút. Tiêu phàm cùng trừ chín lại thấy giận xem líu lưỡi, sau nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Lại một cái nguyên anh kỳ. Tuy nhiên hắc bạch song sát hợp thể loại người, khí thế thượng tựa hồ so sánh với hỏa vân thuồng luồng còn muốn hơn một chút, nhưng rõ ràng cũng nhảy lên tới nguyên anh kỳ, cho dù cảnh giới không có đạt tới, thực lực khẳng định đến. Khó trách hắc bạch song sát không hẹn mặt khác giúp đỡ, tự dám đến đây hỏa long động tàn sát thuồng luồng nguyên lai like có như vậy chuẩn bị ở sau tiêu phàm cùng trừ chín cũng không phải nhạc tây quốc loại người tự nhiên không biết hắc ma dạy còn có như thế bí thuật nhưng nghĩ đến như vậy bí thuật cũng tuyệt không phải bất luận kẻ nào đều có thể thi triển đi ra đích nếu như hắc bạch song sát không có kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao hắc ma dạy bí thuật lại thần kỳ cũng không dùng được thạch cự nhân chố mắt cũng chỉ là một lát sự tình lập tức gầm lên giận dữ viêm linh chi lưới kiếm lực bổ mà xuống. Hợp thể loại người hắc hắc cười lạnh, song giơ tay lên, một cây đen nhánh kỳ phiên di động hiện ra, hợp thể người hai tay nắm chặt hắc ma kỳ, trực tiếp hướng viêm linh chi lưới kiếm nghênh đón tiếp lấy. Đương, mà một tiếng vang thật lớn. Viêm linh chi lưới kiếm bổ vào hắc ma kỳ phía trên. Đối với viêm linh chi lưới kiếm phong duệ không ai so tiêu phàm rõ ràng hơn, cái này cán hắc ma kỳ, không biết là dùng loại nào chất liệu chế thành, vậy mà ngạnh xanh xanh chặn viêm linh chi lưới kiếm chính diện một kích, bất quá cũng cột cờ cũng phát ra, kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, rất rõ ràng vô pháp trèo trống quá lâu. Lập tức hắc ma kỳ thượng ma vân quay cuồng, một cổ mặc lục sắc đám mây tuôn ra ra, hướng thạch cự nhân mang tất cả mà đi. Thạch cự nhân gầm lên giận dữ, thân hình một hồi vặn vẹo, như vậy theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, vậy mà không dám khiến cái này mặc lục sắc ma vân nhiễm đến trên người nửa điểm. Đương làm, lại một tiếng mãnh liệt trung tiếng vang lên, trừ chín kịp thời ra tay, một vòng sóng âm cổ lay động ra. Thạch cự nhân thuấn di, lập tức bị cắt đứt, tại hơn 10 trượng bên ngoài hiện thân ra, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu một tòa hoàng kim bảo tháp, quay tròn chuyển động, bỗng nhiên biến thành mấy trượng lớn nhỏ, một cổ vừa thô vừa to lôi hồ, đột nhiên oanh kích mà xuống. Đã hợp tác tàn sát thuồng luồng, tiêu phàm cùng trừ chín cũng không nguyện khoanh tay đứng nhìn, ngồi thu ngư ông thủ lợi nói sau, mọi người đã nói trước, ai gờ yêu ta ết thuồng luồng, ai lấy đan. chương 827, Hắc Minh Độc Dù là hỏa vân thuồng luồng đã có nguyên anh kỳ thực lực, cũng không dám đón đỡ lôi hồ, hai tay nắm chặt viêm linh chi lưới kiếm, mãnh lực vung lên, tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, viêm linh chi lưới kiếm chém ra đau mang, đảo mắt hóa thành hai cái huyết hồng hỏa dao, kiểu mũi tên xê dịch, dương nhanh múa vuốt. Hướng về vừa thô vừa to lôi hồ mãnh liệt phát qua, thoáng qua tựu dây dưa cùng một chỗ, trong chốc lát liền đều đều chôn vùi, tiêu tán ở vô hình. Bài này do thủ phát, thạch cự nhân không chút do dự, lại là một đao bổ ra. Tiêu phàm cùng chử chín lại càng không dám đón đỡ, phi thân hướng lui về phía sau đi, tiêu phàm thân thủ hư không một điểm, lôi quang tháp nổ vang lấy nghênh đón tiếp lấy, vì hai người cản phía sau. Viêm linh chi lưới kiếm cùng lôi quang tháp đều là tiêu phàm tại thủy tổ tàng bảo các lấy được dị bảo, tiêu phàm tin tưởng, muốn chống đỡ viêm linh chi lưới kiếm cuồng bạo chi lực, chỉ có lôi quang tháp. Âm âm một tiếng vang thật lớn, lôi quang tháp nổ vang lấy, đập vào toàn tử, phi tốc thu nhỏ lại, tiêu phàm nhất cử tay, đem lôi quang tháp thu trở về, thân thể một khắc không ngừng, cùng chữ chín cùng một chỗ, thối lui đến thông đạo hơi nghiêng. Bất kể như thế nào giao thủ, tiêu phàm cùng chữ chín đều thủy chung không chịu rời đi thông đạo quá xa, quyết định chủ ý, tình hình không đúng, tùy thời chuồn đi. Cùng lúc đó, Viêm linh chi lưới kiếm một tiếng thấp minh, ngọn gió thượng rậm rạp chẳng chịt ngân sắc ký hiệu bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra màu đỏ sẫm thân đao. Xem ra cùng lôi quang tháp cứng đối cứng, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Tiêu phàm đem lôi quang tháp thu hồi lại, cẩn thận xem, chỉ thấy bảo tháp trơn bóng như mới, cũng không có chút nào khe hở tổn thương, lúc này mới âm thầm thở phào một cái. Nửa trắng nửa đen hợp thể người vung vẩy hắc ma kỳ, bay vụt mà trước, mặc lục sắc đám mây theo kỳ phiên bên trong thành từng mảnh phất phới ra, trồng chất hướng thạch cự nhân bao phủ mà xuống. Thạch cự nhân giận dữ, hai tay nắm chặt viêm linh chi lưới kiếm, lại là một đao chém ra. Lập tức vô số ngân sắc ký hiệu bay múa, hóa thành một tòa ký hiệu đại trận. Âm âm xoay tròn lấy, hướng mặc lục sắc đám mây cái bọc mà đi. Vốn là chuyên môn khắc chế hỏa hệ linh lực mặc lục sắc ma vân. Tại ký hiệu đại trận cái bọc phía dưới, một hồi bén nhọn ZTC. Ai ít, âm thanh qua đi, rốt cuộc bị ký hiệu đại trận một chút đánh tan, hóa thành ti ti từng sợi ma vụ, tiêu tán ở vô hình. Thạch cự nhân nhưng lại không thừa thắng sông lên, mà là từng bước một hướng dung nham chỉ phương hướng thối lui, khí tức trên thân đã ở dần dần suy yếu. Xem ra vừa mới hấp thu tinh viêm chi lực, chỉ có thể duy trì thời gian lâu như vậy, pháp lực một khi hao hết. Lại phải tiến hành lại một lần nữa bổ sung. Tiêu phàm cùng trừ chín đồng thời hướng hắc bạch song sát bên kia nhìn lại cơ hội như vậy chắc hẳn hợp thể người sẽ không bỏ qua. ai ngờ hắc bạch song sát hóa thân hợp thể người thực sự ngừng tại nguyên chỗ trên người khí tức chợt mạnh chợt yếu cũng không có thừa cơ truy gỡ yêu ta ít đi qua. tiêu phàm hai người lập tức hiểu được đại trận phong ấn chi lực đối với bất luận cái gì nguyên anh kỳ đã ngoài tu sĩ cùng yêu thú đều là đồng dạng áp chế. thạch cự nhân nguyên anh kỳ thực lực kiên trì không được bao lâu hắc bạch song sát hóa thân hợp thể người cũng vô pháp thời gian dài duy trì nguyên anh kỳ trạng thái dần dần lại hiện ra hai người thân ảnh đến, bất quá vẫn là có một bộ phận chặt chẽ trọng điệp cùng một chỗ. Như tức nhược ly bộ dạng, khí tức cũng hạ xuống nguyên anh kỳ phía dưới. Trừ chín bờ môi vừa động, truyền âm nói ra, hai vị đạo hiếu, tiếp tục như vậy cũng không phải là cái biện pháp. Tại đây hỏa linh chi địa, hỏa vân thường luồng có cuồn cuộn không dứt linh lực bổ sung, rằng con nữa, nhất định là chúng ta trước ngăn cản không nổi. Riêng là ngăn cản nơi này nóng bỏng khí tức, cũng đã muốn tiêu hao trừ chín không sai biệt lắm ba thành pháp lực, lại đem ra sử dụng đại uy lực pháp bảo. Pháp lực sói mòn nhanh hơn, thật sự cũng thì không cách nào kiên trì quá lâu. Lập tức trừ chín bên tai truyền đến bạch y nữ tử tiếng hừ lạnh, trừ đạo hữu có gì cao kiến. Trừ chín cười lạnh nói, ta có cái gì cao kiến. Cùng lắm thì chính là đánh thắng được tụ đánh, đánh không thắng bỏ chạy, ta không có cái kia dã tâm, không đợi lấy hỏa vân thuồng luồng nội đan đột phá bình cảnh. Đã như vậy, trừ đạo hiếu cứ việc xin cứ tự nhiên chính là, ở chỗ này nói nhảm cái gì. Chữ chín lời nói nghe được nhân sinh cuộc sống khí, bạch y nữ tử thoại ngữ lại càng cứng rắn đích, không có nửa điểm khoan nhượng. Chữ chín bữa ăn lúc bị nghẹn đắc thẳng mắt trợn trắng. Sau một lát, hỏa vân thường luồng hấp thụ cũng đủ hỏa linh lực, lại sinh long hoạt hổ mà gợi yêu ta đi ra. Lần này, hắc bạch song sát lại không chủ động tiến công, mà là hắc ma kỳ dương lên, thả ra một cổ mặc lục sắc ma vân, đem chính mình che lấp trong đó, một lòng phòng thủ, nhưng không biết bọn hắn đánh là cái gì chú ý. Tiêu phàm cùng chữ chín càng không chủ động phóng ra, tiêu phàm thậm chí ngay lôi quang tháp cũng không lại tế ra, mà là giơ tay lên, đem thổ ma ngẫu phóng ra, song tay nắm lấy màu vàng đất cự trùy, canh giữ ở hai người trước người. Cứ việc vừa rồi lôi quang tháp cùng viêm linh chi lưới kiếm chính diện giao phong, chiến cái cân sức ngang tài, đều tự đều không có gì tổn thương, tiêu phàm cảm thấy cần phải cẩn thận là hơn, lại tới một lần cứng đối cứng, chưa hẳn còn có vận khí tốt như vậy. Tuy nhiên thổ ma ngẫu cũng khẳng định ngăn cản không nổi đã có nguyên anh kỳ thực lực thạch cự nhân một kích toàn lực, thắng tại hung hãn không sợ chết. Một tiếng nhẹ, ồ, theo mặc lục sắc trong ma vân phát ra, cho thấy đắc hắc bạch song sát cũng không nghĩ tới, tiêu phàm rõ ràng có thể đem kim đan hậu kỳ đỉnh phong thực lực thổ ma ngẫu tùy thân mang vào lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, xem như mở khơi dòng viêm linh chi lưới kiếm vừa rồi cho thấy đối với mặc lục sắc ma vân khắc chế hiệu quả, hỏa vân thường luồng liền bắt đầu chủ động đối với mặc lục sắc ma vân tiến hành công kích. Không hề nghi ngờ, hỏa vân thường luồng là muốn trước đánh tan hắc bạch song sát. Chỉ cần hắc bạch song sát duy trì không được, tiêu phàm cùng chữ chín không nói chơi, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Trong ma vân khí thế phóng lên trời, hắc bạch song sát lại cưỡng ép hát yêu ta ép đem thực lực tăng lên tới nguyên anh kỳ kiệt lực ngăn cản hỏa vân thuồng luồng tiến công tiêu phàm cùng trừ chín đảo thành ở ngoài đứng xem. Hai vị đạo hiếu, có thổ ma ngẫu tương trợ, các ngươi nên vậy có thể cùng hỏa vân thuồng luồng quần nhau một hồi, chỉ cần có thể ngăn chặn thằng nhãi này một lát quang cảnh như vậy đủ rồi, ta có biện pháp đối phó hắn. Liên vào lúc này, tiêu phàm cùng trừ chín bên tai đồng thời vang lên bạch y nữ tử truyền âm thanh âm. Tiêu phàm bất động thanh sắc mà hỏi thăm, phải không? Đạo hữu có gì diệu kế? Cái này đạo hữu đừng hỏi nữa, tóm lại ta tự có biện pháp. Cho dù đạo hữu đối với hỏa vân thuồng luồng nội đan cùng tài liệu khác không động tâm, chẳng lẽ sẽ không muốn thu hồi pháp bảo của mình sao? Bạch y nữ tử nhẹ giọng hỏi. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, liền là nói ra tốt, ta là người tranh thủ một lát thời gian. Nói xong, ống tay áo run lên, đen nhánh tụ hồn bát bắn ra, xoay tròn lấy thả ra một cổ kỳ hàn vô cùng địa uyên âm khí, hướng cao lớn thạch cự nhân bao phủ mà xuống. Địa uyên âm khí thạch cự nhân lại là gầm lên giận dữ mãnh liệt bứt ra trở ra hướng một bên né tránh mà đi cái này điệu uyên âm khí lợi hại hắn đã vừa mới được chứng kiến rồi cứ việc hắn thực lực bây giờ vượt qua xa hỏa mãng có thể so sánh dù sao cũng không dám khinh thường mắt thấy tụ hồn bát lên đỉnh đầu lóng lánh lấy hắc quang điệu uyên âm khí cuồn cuộn không dứt mà phún dũng ra thạch cự nhân hừ lạnh một tiếng hai tay nắm chặt viêm linh chi lưới kiếm một đao bổ tới một đạo màu ngân bạch trói mắt đau mang, phi chém ra, khí thế kinh người. Đang lúc thạch cự nhân bị tụ hồn bát hấp dẫn đi qua thời điểm, mặc lục sắc ma vân che lấp phía dưới, hắc bạch song sát hợp thể người run lên màu trắng ống tay áo, một đầu hỏa thiềm thử hiện thân ra. Núp tại đó, có chút cảnh giác mà nhìn qua hợp thể người, cũng không cái gì thân cận ý. Cái này hỏa thiềm thử vốn là địa hỏa môn trương phu nhân bổn mạng linh sủng, hắc bạch song sát diệt sát trương phu nhân, thậm chí còn hái trương phu nhân khổ tu nhiều năm kim đan, tuy nhiên cũng có thể sai sử hỏa thiềm thư, tự nhiên xa không bằng chính mình nuôi dưỡng linh sủng như vậy nghe lời. Hợp thể người miệng hơi mở, một khỏa đậu nành lớn nhỏ ánh vàng rực rỡ kim đan bay ra, lửa kia thiềm thư vừa thấy này cái kim đan. Lập tức hiện ra cực kỳ kích động thần sắc, một nhảy dựng lên, há mồm liền đem kim đan nuốt vào bụng đi, hướng phía hợp thể người, xì xào, mà kêu hai tiếng. Thần thái thoáng cái trở nên thân mật vô cùng đi. Hợp thể người mỉm cười, bỗng nhiên hiển lộ ra trương phu nhân bộ dáng, thân thủ hướng dung nham chỉ phương hướng một ngón tay. Thấp giọng quát nói, hỏa thiềm thư lại là cô, mà một tiếng, hỏa hồng sắc thân ảnh lóe lên. Trực tiếp hướng dung nham chỉ bay đi. Một mực canh giữ ở dung nham bên cạnh ao, không có gia nhập chiến đoàn hỏa lang vừa thấy hỏa thiềm thư hướng dung nham chỉ phóng tới. Lập tức gầm lên giận dữ, thân thể nhoáng một cái, vung vẩy phong duệ chân trước, mãnh liệt hơ lửa thiềm thư bắt xuống dưới. Hỏa lang là hàng thật giá thật cửu cấp yêu thú, hỏa thiềm thư tác chính là chỉ có bát cấp yêu thú tu vi, đối với hỏa lang một kích này, tự nhiên không dám đón đỡ, trên không chung một cái quẹo vào, khó khăn lắm tránh được hỏa lang lợi trảo, phương hướng không thay đổi, như trước hướng dung nham chỉ kích bắn đi. Hỏa lang một chảo chảo không, không chút do so dự, vừa nghiêng đầu, miệng hơi mở, một đoàn dung nham hướng về hỏa thiềm thư phun đi. Nhiệt xúc, liền vào lúc này, phụ cận không khí một hồi chấn động, một cổ cường đại khí tức tịch cuốn tới, hắc bạch song sát biến thành hợp thể người đã như quỷ mị loại tại hỏa lang bên cạnh hiện thân ra, trong tay hắc ma kỳ nhất quyển, một đoàn ma vân hướng về hỏa lang bao phủ mà xuống. Hỏa lang vậy mà đối với cái này đoàn ma vân hờ hững, chỉ là mồi lửa thiềm thư theo đuổi không bỏ. Vừa mới hướng tụ hồn bát chém ra một đao thạch cự nhân lập tức tự đã nhận ra bên này không đúng, giống to một tiếng, thân thể tại chỗ nhoáng một cái, tựu mất đi bóng dáng, sau một khắc cũng tại hắc bạch song sát sau lưng lộ ra hiện ra, tay phải nắm thành thiết quyền, một quyền hướng về phía dưới hợp thể người đập phá xuống dưới. hợp thể người đối với một quyền này rõ ràng cũng là không quan tâm, lại đối với hỏa lang theo đuổi không bỏ. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, điện quang thạch hỏa lập tức, hỏa lang phun ra dung nham hung hăng đánh tại hỏa thiềm thứ trên người, hỏa thiềm thứ kêu thảm một tiếng, một cái bổ nhào lộn ra ngoài mềm bụng lớn ra chỉ lên trời, như vậy không một tiếng động. Cùng lúc đó, mặc lục sắc ma vân cũng bao phủ đến hỏa lang đỉnh đầu, hỏa lang thân hình một chút vặn vẹo, muốn thi triển hỏa độn thuật thuấn di thần thông, tránh đi cái này chí mạng khói độc. Nhưng hỏa lang rõ ràng đánh giá thấp cái này ma vân mồi lửa hệ yêu thú khắc chế hiệu quả, chưa dính vào người, cũng đã lại để cho hỏa lang động tác một trầu, trở nên cực độ chậm chạp xuống. Cứ như vậy chỉ hoãn đắc dừng một chút, mặc lục sắc ma vân bao phủ mà hạ, hỏa lang lập tức phát ra một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Mà thạch cự nhân một quyền, cũng nặng nề đánh tại hợp thể người hậu trên lưng, một hồi khói đen chợt hiện, hợp thể người một phân thành hai, một lần nữa hóa thành hắc bạch song sát thân ảnh, nhanh bay ra ngoài, bạch y nữ tử lại càng đàn hé miệng, nhổ ra một ngụm máu tươi đến. Hợp thể xu thế một khi bị phá, nguyên anh kỳ khí thức tự nhiên thì không tồn tại liếu tương đương. Thạch cự nhân trong tay viêm linh chi lưới kiếm vung lên, muốn lần nữa phát động một kích chí mạng. Vốn là nằm tại đó không hề thanh âm hỏa thiềm thư, lại bỗng nhiên lật người đến, oa, mà một tiếng, bay nhanh mà dậy, hướng cách đó không xa dung nham chỉ bay đi. Thạch cự nhân tuy nhiên không biết hỏa thiềm thử rốt của có mưu đồ gì, nhưng tuyệt không cho phép cái này hỏa thiềm thử thật sự tiến vào dung nham trì, lúc này thân thể nhoáng một cái, xoáy lên một hồi cuồng phong, nhanh như quỷ mị loại ra hiện tại dung nham trì trên không, bá, một đạo màu ngân bạch đao mang phi chém mà qua dùng thạch cự nhân dưới mắt nguyên anh kỳ thực lực tăng thêm viêm linh chi lưỡi kiếm phong duệ hỏa thiềm thư chính là một bát cấp yêu thú tự nhiên là muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh giữa tiếng kêu gào thê thảm bị màu ngân bạch đao mang nhất đao lưỡng đoạn thạch cự nhân lúc này mới nhẹ nhẹ thở phào một cái nhưng ngay sau đó lại là gầm lên giận dữ chỉ thấy bị viêm linh chi lưỡi kiếm chém làm hai đoạn hỏa thiềm thư thân hình lập tức do hỏa hồng sắc biến thành mặc lục sắc Đợi thạch cự nhân còn muốn có cái gì động tác thời điểm, đã muốn không còn kịp rồi, phù phù, một tiếng, hỏa thiềm thứ hai đoạn thi thể, rơi xuống đến dung nham ao ở bên trong, thật giống như nước lạnh nhỏ đến phí dầu bên trong, dung nham chỉ lập tức liền quay cuồng tuôn ra động, trong khoảng khắc, hỏa hồng dung nham đều biến thành mặc lục sắc, một cổ gai mũi đến cực điểm mùi, đảo mắt tại trong nham động tràn ngập ra đến. Thu thế không kịp, thạch cự nhân một chân đã muốn bước vào đến dung nham trong ao, lập tức một tiếng kinh thiên động địa giống giận, thạch cự nhân một chân, cũng lập tức biến thành mặc lục sắc. Vậy mà lần nữa chúng hắc minh độc. Thạch cự nhân quyết định thật nhanh, bá, mà một đao, đem chân phải cắt xuống dưới, thân thể chấn động, đảo mắt hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng hỏa dao, bay lên trời, bay lên hang điểm máu tươi, giống như hỏa hồng dung nham giống nhau, rơi xuống, cực lớn thuồng luồng mục, gắt gao nhìn thẳng cái kia đã muốn biến thành mặc lục sắc dung nham trì, trong mắt lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ thần sắc. chương 828, cướp đường mà chạy. Bá, hỏa lang theo mặc lục sắc đám mây chung bắn ra, vốn là dài đến 3-4 trượng cực lớn thân hình, thoáng một tí thu nhỏ lại đến chỉ có hai trượng khoảng chừng gì đó, trong mắt thần quang ảm đạm khí tức thoáng cái hạ xuống vừa mới tiến giai cửu cấp yêu thú lúc bộ dạng hơn nữa cực không ổn định, tựa hồ tùy thời cũng có thể rơi xuống đến bát cấp cảnh giới đi. Cái này mặc lục sắc đám mây bên trong ẩn chứa hắc minh độc, đúng vậy hết thảy hỏa thuộc tính yêu thú khắc tinh, cái này hỏa lang có thể theo ma vân bên trong lao ra, đã muốn xem như rất lợi hại liếu tương đương. Thạch cự nhân trong mắt hung quang lóe lên, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, một bà tự bắt được đầu kia hỏa lang. Hỏa lang tựa hồ trong lòng biết không ổn, ngưỡng thiên nhất thanh âm giống to, liều mạng giấy ruộng bắt đầu đứng dậy, chỉ là hắn giờ phút này nguyên khí đại thương, lại đang bất ngờ không đề phòng bị thạch cự nhân một phát bắt được, ở đâu giấy ruộng đắc cới thạch cự nhân bàn tay dùng sức nắm chặt, hỏa lang gào thét một tiếng, thân hình gấp gáp thu nhỏ lại, lập tức tự trở nên giống như một đầu bình thường sói nâu loại lớn nhỏ, nhan sắc cũng do hỏa hồng sắc biến thành màu nâu xanh, trong mắt thần quang tan giả, một bộ xi si ngốc ngơ ngác bộ dạng. Thạch cự nhân lập tức mở ra miệng rộng, một ngụm đem sói nâu nuốt đi vào, kéo kẹt kéo kẹt, mà đại khẩu nhấm nuốt bắt đầu đứng dậy, nhai đắc vài cái, một thân cổ, nuốt xuống bụng đi. Một ngụm nuốt mất hỏa lang, thạch cự nhân nguyên vốn cả chút không yên khí thức, lập tức lại tăng vọt bắt đầu đứng dậy, đạt tới đỉnh phong trạng thái, quả thực cùng chính thức nguyên anh sơ kỳ tu sĩ khí tức độc nhất vô nhị. Trong tay viêm linh chi lưới kiếm gào thét một tiếng, màu ngân bạch ký hiệu chói mắt chói mắt, hai tay vung lên, một đạo dài đến mấy trượng màu ngân bạch đao mang, hướng tiêu phàm cùng chữ chín phi chém mà đến. Thạch cự nhân cũng không nhìn tới một đao kia kết quả như thế nào, mở ra đi nhanh, liền hướng tiêu phàm cùng trừ chín chiếm cứ thông đạo sông tới. Tiêu Phàm cùng trừ Chín, ai cũng không dám chính diện ngăn cản một đao kia. Tiêu Phàm tay vừa nhấc, như ý lôi quang tháp di động hiện ra, một ngân quang lóng lánh lưới điện, chút xuống mà hạ, đem cả người hắn đều cái bọc trong đó, miệng lẩm bẩm, thân thể nhoáng một cái, tính cả lôi quang tháp cùng một chỗ, vô thanh vô tức mà ẩn vào đến nham bích bên trong, đúng là lập tức thi triển ra thổ độn thuật. Cùng lúc đó, thổ ma ngỗ tay cầm song chùy, chắn hắn phía trước. Tất cả đây hết thảy vừa mới làm xong, đao mang lóe lên, tự phá vỡ nham bích chém đến trước mặt thổ ma ngỗ xong chùy vung vẩy oanh địa một tiếng, nặng nề đánh tại đao mang phía trên suy, hai quả thổ thuộc tính tự chùy lập tức bị chém làm bốn đoạn, đao mang một chút trì trệ liền hung hăng chém tại thổ ma ngỗ bên hông, lại là, suy, một tiếng vang nhỏ, thổ ma ngỗ cứng rắn thân hình từ đó hở ra vì hai bị đao mang không tốn sức chút nào mà chém ra ngay sau đó đao mang lại ầm ầm chém chúng ngân quang lóng lánh lôi võng. Vốn là tinh xảo hồ quang điện trong chốc lát quang hoa đại phóng, vừa thô vừa to mấy lần có thừa, suy suy tiếng ma sát ở bên trong, đao mang cùng hồ quang điện không ngừng lóng lánh, lại không ngừng chôn vùi. Chỉ kém cầm chỉ chốc lát, hồ quang điện liền ầm ầm mà diệt, đã muốn rút nhỏ hơn phân nửa đao mang, như thiểm điện phi chém về phía ẩn thân tại lôi trong lưới tiêu phàm. Tiêu phàm sắc mặt biến hóa, quát khẽ một tiếng, Hộ thể Màn Hào Quang lập tức do trắng sữa biến thành màu đỏ tươi, tinh viêm quyết vận chuyển tới cực hạn. Suy, đao mang lần nữa đem hộ thể Màn Hào Quang mở ra, không chút khách khí mà chém tại Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm trong nội tâm phát lạnh, trên trán mồ hôi lạnh bá tựu ra rồi, trong chốc lát chỉ cảm thấy ngực kịch chấn, giống như gặp sét đánh giống nhau, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phun ra, không cần xem, Tiêu Phàm cũng có thể biết, chính mình phủ bẩn đều đều bị thương không nhẹ nhưng sau một khắc, một cổ cuồng hỉ liền sông lên tiêu phàm trong lòng. Không hề nghi ngờ, cái này vô kiên bất tồi một đao, tại trải qua tầng tầng chặn đường về sau, đã muốn thành nỏ mạnh hết đà, cuối cùng nhất bị trên người hắn bích huyết thiên tầm giáp mềm mỏng ngăn cản xuống dưới. Hắn hiện tại chỗ được đích, chỉ là chấn tổn thương, mà không phải nhuệ khí gây thương tích. Nếu không nghe lời, chỉ sợ cũng cùng thổ ma ngẫu đồng dạng, bị nhất đao lưỡng đoạn liếu tương đương. Thổ ma ngẫu bị từ đó trẻ thành hai đoạn, vấn đề không lớn, sẽ không đả thương và bổn nguyên, cuối cùng là ma ngẫu chi thân thể, chỉ cần không phải bị diệt sát thành cho, tổng có thể chữa trị như lúc ban đầu, chính hắn nhưng lại huyết nhục chi thân thể, nếu rơi vào tay trẻ thành đoạn, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không nửa phần may mắn lý. Trên người áo bào trắng sớm được bổ ra, lộ ra bên trong lục oánh oánh bích huyết thiên tầm giáp mềm mỏng, không hổ là linh trùng tông truyền thừa trí bảo, ngạnh xanh xanh mà chặn, viêm linh chém cuối cùng uy năng. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì đao mang uy năng đã bị tiêu hao đắc còn thừa không có mấy, nếu không thiên tảm giáp cũng tuyệt đối gánh không được. Tiêu phàm nhẹ nhẹ thở phào một cái. Đã muốn biến thành hai đoạn thổ ma ngẫu, miệng vết thương một cổ hoàng mang chấp động, trong chốc lát hai đoạn thân hình liền hợp lại nhận được cùng một chỗ, hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn không tới nửa điểm vết thương, chỉ có khí tức trên thân, thoáng cái nhược vài phần cái này thế giới cái gọi là bất tử chi thân, bình thường chỉ là chỉ thân thể càng thêm cứng cỏi, càng thêm không dễ dàng bị diệt sát, tuyệt không thể nào làm được chính thức bất tử bất diệt. Tiêu phàm tính hạ tâm lai, đáy mắt lục mang lóng lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển, thông qua nham bích, ra bên ngoài vừa nhìn đi, chỉ thấy hang cùng trong thông đạo, sớm đã rỗng tuếch, thạch cự nhân cũng tốt. Hắc bạch song sát cũng thế, thậm chí ngay chữ chín đều đã bóng dáng không thấy. Tiêu phàm trong nội tâm cả kinh, bỗng nhiên đem thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, rốt cuộc tại bên kia nham bích ở chỗ sâu trong, thấy được một đoàn mông lung màu đồng cổ lục mang, tựa hồ là trừ chín cái kia khẩu cổ trung phát ra quang mang, không khỏi vui mừng quá đỗi. Xem ra trừ chín cùng hắn, trong lúc nguy cấp, không hẹn mà cùng mà vận dụng thổ độn thuật thần thông, trừ chín thậm chí trực tiếp đem chính mình ẩn thân tại cổ trung bên trong, cũng may mắn tránh được một kiếp. Lại sau một lúc lâu, tiêu phàm xác định quanh thân đã không có nguy hiểm gì, lúc này mới thu thần thông, theo nham bích chung đi ra, móc ra một cái bình ngọc, sụp đổ ba khỏa bích lục đan dược ném vào trong miệng, hướng lên cổ, nuốt xuống. Lập tức bên kia nham bích hào quang lóe lên, trừ chín cũng theo nham bích bên trong đi ra, sắc mặt xám trắng, toàn thân khí tức nhược hơn phân nửa nhiều, trên mặt khó được mà lộ ra sợ hãi ý. Hiển nhiên vừa rồi viêm linh chi lưới kiếm chém ra oai, đã muốn lại để cho hắn thần thông ra hết, mới miễn cưỡng chống cửa xuống nếu không phải thạch cự nhân một đao kia chỉ là vì cướp đường mà chạy, hơn nữa một đao lời mà nói, vô luận hắn có lẽ hay là tiêu phàm, đều tuyệt không có nắm chắc có thể tiếp được đến. Cửu huynh, không có sao chứ? Tiêu phàm hỏi, sắc mặt không thật là tốt xem. Chữ chín cười khổ một tiếng, nói ra không chết được. Bất quá ta cái kia khẩu càng hoàng trung bị thương bổn nguyên, trong thời gian ngắn sợ thì không cách nào vận dụng. Nói xong, chữ chín lắc đầu, có phần có chút buồn bực, cái kia khẩu cổ chung là hắn đỉnh đầu uy lực cực lớn một kiện pháp bảo, công thủ gồm nhiều mặt, ngày bình thường trừ cửu kinh thường dùng đến đúng phó cường địch, thật là thuận tay. Hôm nay thiếu chút nữa bị thạch cự nhân một đao bị phá hủy, thân ở hiểm địa, mất đi một loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tiêu phàm đem cái kia bình ngọc đã đánh qua, nói ra cái này trong bình ngọc còn có vài khỏa đan dược, chữa thương có chút hiệu dụng, cũng có thể bổ sung nguyên khí. Trừ chín không chút do dự, đem bình ngọc tiếp được, đổ ra ba khỏa xanh biếc dược hoàn, nhìn cũng không nhìn, một hơi đều nhét vào trong miệng, nuốt xuống bụng đi. Chỉ cảm thấy miệng đầy sinh tân, dư vị trở lại cam, dùng trừ chín kiến thức, tự nhiên rất rõ ràng, cái này ba khỏa dược hoàn đều đều là dùng đã ngoài ngàn năm linh dược luyện chế mà thành, hiệu quả thật tốt, nếu như bên ngoài gian trong phường thị, chỉ cần như vậy ba khỏa đan dược, muốn đổi mấy ngàn linh thạch, còn không nhất định có hàng. Đợi trừ chín nuốt vào đan dược, tiêu phàm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói ra, không nghĩ tới cái này hỏa vân thuồng luồng thậm chí có biện pháp tiến dai đến Nguyên Anh Kỳ. Trừ chín lại lắc đầu, nói ra cũng không thể nói là tiến cấp tới Nguyên Anh Kỳ, nhiều nhất là có Nguyên Anh Kỳ pháp lực, nhưng thần thức cùng cảnh giới, tuyệt không có đơn giản như vậy tự có thể đột phá. Hắc bạch song sát tình hình cũng không sai biệt lắm, đều là mượn nhờ nào đó bí thuật, cưỡng ép hát yêu ta ép đem pháp lực tăng lên lên rồi, kiên trì không được bao lâu. Tiêu Phàm cười cười, nói ra cái kia cửu huynh ý, là theo sau xem đến tột cùng rồi. Chữ Chín lập tức gật đầu, nói ra đây là tự nhiên, đều đã đến cái này phân thượng, như thế nào cũng muốn có một kết quả, chẳng lẽ lại không công tiện nghi hắc bạch song sát không được. Nói sau, người chuôi này bảo đau, sắc bén như thế, cũng nhất định phải thu hồi lại mới được. Tốt, vậy thì cùng đi lên xem một chút nếu như một mình đối mặt cưỡng ép hát ta ép tăng lên cảnh giới hỏa vân thuồng luồng hoặc là hắc bạch song sát, tiêu phàm cùng trừ chín chắc chắn sẽ không lại theo sau liễu tương đương. Dù cho viêm linh chi lưới kiếm lại chân quý, cũng không đáng có thể tướng mệnh hợp lại. Rất rõ ràng, hai người bọn họ đều đều có tổn thương trong người, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, cho dù liên thủ nhất trí, cũng không thấy đắc là một gã nguyên anh cấp đại năng người đối thủ. Thực tế nơi đây hoàn cảnh chật trội, một khi không địch lại, ngay cả chạy trốn mệnh thoát thân đã thành vấn đề lớn. Nhưng bây giờ là đồng thời đối mặt hai gã nguyên anh cấp đại năng người, ngược lại có thừa dịp cơ hội. Hắc bạch song sát đối với hỏa vân thuồng luồng nội đan nguyện nhất định phải có, hơn nữa hỏa vân thuồng luồng tựa hồ cũng chúng độc trước đây, nhất định sẽ theo đuổi không bỏ đích. Chờ bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương, có lẽ có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi liếu tương đương. Hai người so đo đã định, một chút luyện hóa đan dược, thoáng khôi phục một điểm nguyên khí, liền là siêu tầm về phía trước. Không có bao lâu, bọn hắn liền có điều phát giác. Hỏa vân thuồng luồng cũng không chạy ra rất xa, đã bị hắc bạch song sát đuổi theo rồi, song phương tại một chỗ tương đối rộng rãi trong nham động vung tay, ầm ầm nổ mạnh bên trong, cái thất đại hòn đá không ngừng theo đỉnh rơi xuống phía dưới. Hỏa vân thuồng luồng hai lần chúng hắc minh độc, nóng lòng trốn chạy để khỏi chết đào mệnh, hắc bạch song sát lại gắt gao cuốn lấy hắn, dưới tình thế cấp bách, hỏa vân thuồng luồng bất chấp gì khác, triệt để kích phát tiềm năng, bắt đầu dốc sức liều mạng liễu tương đương. Tương đối mà nói, hắc bạch song sát hợp thể về sau cũng miễn cưỡng đạt đến nguyên anh kỳ thực lực, nhưng so sánh với hỏa vân thuồng luồng, còn rõ ràng nhất phải kém thượng một bậc. Bất quá hỏa vân thuồng luồng chúng độc trước đây, hai người chỉ cần cuốn lấy hắn, không cho hắn thoát thân, giữ lẫn nhau xuống dưới, trước không kiên trì nổi nhất định là hỏa vân thuồng luồng. Tiêu phàm cùng chữ chín vừa mới ẩn nấp thân hình, đi tới nơi này hang hơi nghiêng trong thông đạo, chợt nghe đến một tiếng phân uất giống giận, một đạo màu ngân bạch đao mang tựa như lưu tinh kinh trải qua thiên nhất loại, hướng bọn hắn bên này bay vụt mà đến, trên nửa đường liền trở lại như cố thành một thanh màu đỏ sậm đao mang, đúng vậy viêm linh chi lưới kiếm. Tiêu phàm vừa thấy phía dưới, không khỏi vui mừng quá đỗi, cử động tay khẽ vẫy, lần này, hỏa diễm đao lập tức lại cùng hắn khôi phục cái loại này tâm linh tương thông cảm ứng không hề kháng cự, ngoan ngoãn về tới trong tay của hắn. Bên kia mái hiên, thạch cự nhân lại là gầm lên giận dữ, bỗng nhiên thân hình tăng vọt, bao vây lấy nham thạch nóng chảy hòn đá bắn ra ra, thân hình cùng tứ chi phía trên đều dài ra thành từng mảnh cực lớn hỏa hồng sắc lân phiến. Trong khoảnh khắc, thạch cự nhân tự hóa thành một cái thân cao vài chục trượng, đầu thuồng luồng thân người quái vật, khí tức tăng vọt đến cực hạn cảnh giới. Bất quá quái thú lưng mặc lục sắc dấu vết, cũng đã khuyết trương lớn hơn rất nhiều lần, không sai biệt lắm bao trùm nửa cái lưng, nhìn về phía trên cực kỳ chướng mắt, mà quái thú chân phải cũng bị mặc lục sắc kịch độc bao vây. Đầu thuồng luồng thân người quái vật không thèm để ý chút nào những này, há miệng, phun ra một đại đoàn nóng bỏng dung nham, trong nháy hóa thành một thanh hồng đỏ thấm cự trùy, quái vật hai tay nắm ở chui. Này cự trùy, cạn kiệt toàn thân chi lực, hướng về dưới chân cái kia đoàn mặc lục sắc ma vân, hung hăng đập phá xuống dưới, khí thế cực kỳ kinh người. chương 829, Tàn sát thuồng luồng cứ việc tiêu phàm cùng trừ chín cách đắc xa xôi, đầu thường luồng thân người quái vật cái này một đập, cũng thấy hoa mắt thần trì, kiểu lưỡi không dưới. Có thể khẳng định, tung xem như ân tính lão giả, cát lão quái những kia chính thức nguyên anh kỳ tu sĩ, tiện tay một kích, cũng khó có thể có uy lực như vậy. Đầu thường luồng thân người quái vật dưới chân cái kia đoàn mặc lục sắc ma vân, nhìn về phía trên tựu không chút nào thu hút liếu tương đương. Hắc bạch song sát kỳ thật hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không muốn đón đỡ một kích này, chỉ là hỏa vân thuồng luồng công kích tới thật sự quá nhanh, bọn hắn cho dù muốn né tránh, cũng đã tuyệt không khả năng. Sau một khắc, cái kia đoàn mặc lục sắc ma vân phát ra ô ô tiếng SSI. Y ngắn, y ngắn, âm thanh thanh âm, tựa hồ có vô số ma ảnh, tại trong ma vân không ngừng thoáng hiện, nguyên một đám mặt xanh nhanh vàng, hung thần ác sát. Ma vân khí thế, cũng thoáng cái tăng lên tới trình độ khủng bố, đón đầu thuồng luồng thân người quái thú hồng đỏ thấm cự truy vòng lại trên xuống anh Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Ma Vân rốt cục không phải hồng đỏ thấm cự trùy chi địch, thoảng qua trèo trống một chút, liền là tứ tán phi dương, lộ ra tàng hình trong đó hợp thể người đến. Chỉ thấy giờ phút này hợp thể người, như cũng là nửa trắng nửa đen bộ dạng, gương mặt so với lúc trước rõ ràng vài phần, vậy mà một nửa là hắc y nam tử xấu xí đến cực điểm khuôn mặt, một nửa khác thì là bạch y nữ tử kiều diễm vô cùng dung nhan, hai người cứ như vậy gom góp lại với nhau, đồng thời ra hiện tại một trên gương mặt, nhìn về phía trên muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị, làm cho người kìm lòng không được mà lông tóc dựng đứng, run như cầy sấy không thôi. Bất quá lúc này, hợp thể mặt người thượng cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, mắt thấy hồng đỏ thấm cự trùy từ trên trời giáng xuống, hợp thể người cắn răng một cái, miệng hơi mở, phun ra một mặt màu đen tiểu thuẫn lá chắn, đón gió tăng vọt, trong nháy hóa thành một mặt vài thước lớn nhỏ tấm chắn. Bên trên điêu khắc một cái giữ tợn yêu ma ảnh chân dung hắc quang đại phóng. Hướng về hồng đỏ thấm cự trùy đón đánh đi lên. Giang giác, một tiếng thầm người giòn vang, nhìn về phía trên thập phần dày đặc màu đen tấm chắn. Tại cự trùy oanh kích phía dưới, cũng chỉ trèo chống chỉ chốc lát. liền là không kiên trì nổi, bạo liệt mà mở, hóa thành từng khối màu đen mảnh nhỏ, tứ tán phi dương. Hợp thể người há miệng, phun ra một ngụm tiên huyết đến. Bất quá có cái này một lát giảm sóc, hắc ma kỳ đón gió nhất quyền đem hợp thể người cuốn vào trong đó, giống như mũi tên giống nhau, hướng một bên bay đi. Lập tức đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, kỳ phiên vừa động, từ bên trong điệt xuất hai người đến, đúng vậy đã bị phá hợp thể pháp thuật hắc bạch song sát, thất tha thất thểu mà đứng vững vàng bước chân, lại liên tiếp nhổ ra mấy ngụm máu tươi, khí thế thoáng cái suy yếu rất nhiều. Hồng đỏ thấm cự trùy ầm ầm một tiếng, nện vào trên mặt đất, rốt cục uy năng hao hết. Hóa thành điểm một chút màu đỏ dung nham, chảy xuôi trên đất. Mà đầu thuồng luồng thân người quái vật, cũng niên cuồng hét lên một tiếng, thân hình lắc lư chung. Một lần nữa biến thành một đầu hỏa hồng sắc giao long, cũng chỉ có dài hơn một trượng đoàn, cả lưng bộ vị. Mấy vị hoàn toàn bị mặc lục sắc dấu vết nơi bao bọc, trên người khí tức suy yếu vô cùng. Chỉ là khó khăn lắm duy trì lấy cửu cấp yêu thú cảnh giới. Hắc Minh độc phát tác đến loại tình trạng này, hắn vừa rồi lại thay đổi toàn thân tất cả pháp lực phát ra kinh thiên nhất kích. Sớm đã thành nỏ mạnh hết đà hỏa vân thuồng luồng oán độc vô cùng chừng mắt nhìn hắc bạch song sát liếc, thuồng luồng đuôi bãi xuống, muốn phi độn mà đi. Liền vào lúc này, lại cảm giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, bỗng nhiên lên đỉnh đầu sông ra. Hỏa vân thuồng luồng gấp vội ngẩng đầu trên lên nhìn lại, trong chốc lát quá sợ hãi, hai mắt đồng tử bỗng dưng co rút lại. Không biết lúc nào, tiêu phàm đã đến đỉnh đầu của nó trên không, hai tay nắm chặt viêm linh chi lưỡi kiếm, nhàn nhạt mà nhìn xem hắn viêm linh chi lưới kiếm ngọn gió phía trên, liệt diễm bốc hơi, màu ngân bạch ký hiệu trói mắt sáng trói. Ta trợ lấy viêm linh chi lưới kiếm hỏa hệ thuộc tính cùng tinh viêm quyết hiểm hộ, tiêu phàm vô thanh vô tức tự lấn đến gang tắc trong lúc đó, hỏa vân thuồng luồng rõ ràng không phát giác gì. Tự nhiên, cái này cũng là bởi vì hỏa vân thuồng luồng vừa rồi toàn lực đối phó hắc bạch song sát, không để mắt đến tiêu phàm cùng chữ chín bố trí. Chính diện đối địch, tung tính toán viêm linh chi lưỡi kiếm lại thần kỳ, Hỏa Vân Thuồng Luồng cũng tất nhiên sẽ có chỗ phát giác, tuyệt sẽ không cho phép tình hình như vậy phát sinh. Nhưng là hiện tại, nói cái gì nữa đều chậm. Viêm Linh chém, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, hai tay vung lên, một đạo đỏ tươi đao mang, lóng lánh lấy ngân sắc ký hiệu, gào thét lên hướng Hỏa Vân Thuồng Luồng phi chém mà đi. Hỏa Vân Thuồng Luồng chấp liên tục tránh ý niệm trong đầu cũng không kịp có, đỏ tươi đao mang liền từ cổ của nó gian chém mà qua. Máu tươi văng khắp nơi cực đại đầu thuồng luồng, xoạch một tiếng, rơi xuống tại mà. Một đầu hỏa hồng sắc dài vài tấc dao long hư ảnh, theo hỏa vân thuồng luồng chỗ cổ bắn ra, khoảng chừng gì đó xem xét, liền vội vàng hấp tấp mà nghĩ chỉ điểm phía tây một cái lối đi bỏ chạy. Tiêu phàm nơi nào sẽ cho nó cơ hội như vậy, đen nhánh tụ hồn bát sớm đã tế ra, ở giữa không chung quay tít một vòng, một đạo hắc sắc nước xoáy di động hiện ra, vào đầu bao phủ mà xuống. Hỏa hồng sắc dao long hư ảnh phát ra hét thảm một tiếng, đã bị màu đen nước xoáy nhất quyển, thu vào tụ hồn bát bên trong. Cùng lúc đó, trừ màu đỏ, đỉnh càn khôn, bắn ra, một cái trừ màu đỏ hỗn độn đồ án bao phủ phía dưới, hỏa vân thuồng luồng đầu thuồng luồng cùng thân hình vầng sáng lóe lên, đã bị đỉnh càn khôn thu đi vào. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa. Không đợi hắc bạch song sát minh bạch chuyện gì xảy ra, hỏa vân thuồng luồng đã bị tiêu phàm thu thập đắc không còn một mảnh, tại chỗ chỉ để lại một vũng máu tươi hỏa vân thường luồng thân thể khổng lồ như thế, không có trải qua luyện chế, bình thường chữ vật vòng tay nhưng thu không vào đi, tiêu phàm không chút do dự vận dụng, đỉnh càn khôn. Hắc bạch song sát ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, cho nên động tác nhất định phải nhanh. Từ nơi này liên tiếp gọn gàng động tác đến xem, trước sau như một nho nhã ung dung tiêu chân nhân, kỳ thật cũng rất có, giật đồ, thiên phú. Thậm chí ngay trừ chín đều thấy có chút hoa mắt thần trì, kiểu lưỡi không dưới hắc bạch song sát vốn là khẽ giật mình lập tức liền bạo giận lên hắc y xấu xí nam tử sắc mặt âm trầm như nước bạch y nữ tử tác chính là miễn cưỡng cười một tiếng nói ra tiêu đạo hiếu người cái này là ý gì tiêu phàm thu thập xong hỏa vân thuồng luồng phi thân thối lui đến chữ chín bên người hai người sóng vai mà đứng nhàn nhạt mà quét hắc bạch song sát liếc không rên một tiếng bất quá cái kia ý tứ đã muốn biểu đạt đắc hết sức rõ ràng chẳng lẽ người muốn nuốt một mình hắc y nam tử âm u mà hỏi thăm, thanh âm cực kỳ khàn giọng, tràn đầy âm lãnh sát cơ. Tiêu phàm có lẽ hay là không nói lời nào, chữ chín lại ha ha cười một tiếng, nói ra, hai vị, ai gờ yêu ta ít thuồng luồng, ai lấy đan. Đây chính là chúng ta đã sớm đã nói đích, hai vị không biết đổi ý a. À. Hừ, hai vị là đang nói đùa sao, không có có chúng ta kiềm chế hỏa vân thuồng luồng, các người có thể nhặt được cái này có sẵn tiện nghi thức thời lời mà nói, ngoan ngoãn đem bà hỏa vân thuồng luồng giao ra đây, mọi sự đều hưu. Nếu không, tự đừng trách chúng ta không khách khí, cái này hỏa long động, chính là các ngươi nơi táng thân. Bạch y nữ tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hung hăng nói, một tay đã muốn vươn đi ra, cùng hắc y nam tử nắm cùng một chỗ. Trừ chín cười nói, hai vị đạo hữu cũng không muốn đem chúng ta đương làm không hiểu chuyện tiểu hoa nhi. Cho dù chúng ta giao ra hỏa vân thuồng luồng, các người thật sự hội thả chúng ta rời đi không được. Hai vị đại danh đỉnh đỉnh, ta cùng tiêu huynh đệ đúng vậy đều nghe nói qua liễu tương đương. Hắc hắc, hai vị đạo hữu không cần phải hay nói giỡn. Ta biết rõ hai vị đều không phải chúng ta nhạc Tây Quốc người, là bị vu linh cốc ân lão quái cùng cát đen môn cát lão quái cưỡng bước tới tham gia đánh cuộc đích. Cũng không phải ta hù dọa hai vị, ân lão quái cùng cát lão quái nhưng không phải là cái gì phúc hậu người, chính là là nổi danh âm hiểm cay nghiệt tự coi như các ngươi lần này có thể còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu, ân lão quái cùng cát lão quái cũng sẽ không tha các ngươi rời đi đích. Đến lúc đó, các ngươi nếu như không ngoan ngoãn cho bọn hắn cả đời làm nô lệ, đó là một con đường chết. Cái này hậu quả, hai vị chẳng lẽ dự không ngờ được sao? Bạch y nữ tử cấp cấp nói ra. Tiêu phàm cùng chử chín liếc nhau, ngược lại đều không có phản bác nàng. Loại khả năng này tính, xác thực rất cao. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không vội vã muốn luyện chế đoạn trường thảo giải dược liễu tương đương. Đã không có cái này buồn phiền ở nhà, quay về đường sống muốn lớn. Thấy hai người có chút tâm động bộ giảng, bạch y nữ tử một bên gia tăng cùng hắc y nam tử chân nguyên thông hiểu đạo lý, một bên cổ động như hoàng miệng lưỡi, núng nịu nói ra, hai vị đạo hữu nên biết, hiện tại duy nhất có thể cứu các người đích, chỉ có ta sư tôn hắc ma vương. Ta sư tôn là nhạc Tây quốc đệ nhất tu sĩ, hắc ma giáo giáo chủ, coi như là ân lão quái cùng cát lão quái, tại lão nhân ra ông ta trước mặt cũng là cung kính, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Chỉ cần lão nhân ra ông ta chịu phát câu nói, lượng tất lão quái cùng cát lão quái cũng không dám không tuân theo. Thế nào, chúng ta làm giao dịch ha? À? Giao dịch gì? Trừ cửu vấn nói. Hắc hắc, rất đơn giản, chỉ cần hai vị đem bả hỏa vân thường luồng giao ra đây, vợ chồng chúng ta lưỡng lúc này thề, tuyệt đối sẽ không tìm hai vị phiền toái. Hơn nữa sau khi ra ngoài, báo cáo sư tôn, lại để cho lão nhân ra ông ta lên tiếng, tha các người nhị vị rời đi nhạc Tây Quốc, từ nay về sau hải khoát thiên không, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nghe cái này bạch y nữ tử ý trong lời nói, nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định cùng với tiêu phàm cùng trừ chín phần hưởng hỏa vân thuồng luồng, chẳng những muốn hỏa vân thuồng luồng nội đan, tài liệu khác cũng đồng dạng muốn. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra, chúng ta nếu không đáp ứng đâu này không đáp ứng. Bạch y nữ tử lạnh cười rộ lên, trên mặt tất cả đều là khinh miệt ý. Tiêu đạo hữu cảm thấy, các người có lựa chọn đường sống sao? Ta đáp ứng đi về phía ta sư tôn cầu tình, đã là rất cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi không cần phải không tán thưởng, tại đây lệ thú cánh đồng hoang vu, các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Lệ thú cánh đồng hoang vu tuy lớn, truyền thống trận lại chỉ có một. Trừ chín ha ha cười một tiếng, nói ra, bạch đạo hiếu, người cũng chớ quên, truyền tống trận chỉ có một, thời gian lại còn có hơn một tháng. Cũng đủ chúng ta chậm rãi luyện hóa hỏa vân thuồng luồng nội đan liễu tương đương. Đến lúc đó lại một quyết thắng thua, các người cũng chưa chắc tự ổn thắng. Bạch Hy nữ tử còn cần nói, Hắc Hy nam tử đã muốn rất không kiên nhẫn kêu lên cùng bọn họ nói nhảm cái gì. Trực tiếp gờ yêu ta ết bọn họ. Tốt, Bạch Hy nữ tử cũng là dứt khoát, lập tức đáp. Hai người lập tức bốn tay đém nắm, toàn thân hào quang tỏa sáng, muốn thi triển hợp thể chi thuật, đem thực lực mạnh đi tăng lên tới Nguyên Anh kỳ đi. Tiêu phàm cùng trừ chín bổn sự, bọn hắn cũng thấy tận mắt thức qua, tăng thêm có thổ ma ngẫu tương trợ, nếu như không đem thực lực tăng lên tới Nguyên Anh kỳ, cứ như vậy dùng hai địch ba, hắn hai vợ chồng còn thật không dám nói ổn thao thắng khoán. Đi! Tiêu phàm cùng trừ chín tự nhiên không biết ngốc núc ních mà ở chỗ này chờ hai người bọn họ kích phát tiềm lực, hai người liếc nhau, đồng thời kêu lên dưới chân độn quang cùng một chỗ, trực tiếp xông vào phía tây một cái lối đi, như gió bay điện chấp hướng hỏa long ngoài động phóng đi. Đi, đi tới chỗ nào đi? Quang hoa đại phóng, hắc y nam tử hòa bạch y nữ tử lại hợp hai làm một, khí tức lập tức bão táp đến Nguyên Anh Kỳ, giữ tợn cười một tiếng, hàm đuôi mau chóng đuổi. chương 830, lại thấy ly hỏa. Hỏa long trong động các loại lối dễ khẩu đếm không hết, chính là một cực lớn tự nhiên mê cung. Cũng may tiêu phàm lựa chọn con đường này kính, chính là bọn hắn vừa rồi vào động đường nhỏ, quen thuộc vô cùng, phi độn bắt đầu đứng dậy, không có chút nào trì trệ. Phía sau đi theo một gã thực lực có thể so với nguyên anh kỳ quái vật, nếu lại đem thời gian trì hoãn tại đường nhỏ lựa chọn phía trên, vậy thì thật là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào liễu tương đương. Làm cho là như thế, bọn hắn thoát ra không bao lâu, hợp thể người cũng đã xa xa đuổi tới sau lưng, tự hồ chỉ muốn mấy cái chấp động có thể đuổi theo bọn hắn. May mắn hắc bạch song sát cưỡng ép ta ép tăng lên chỉ là pháp lực, không phải cảnh giới. Vô luận thần thức có lẽ hay là độn nhanh chóng, đều bảo trì tại kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Nếu như độn nhanh chóng cũng là nguyên anh cấp tiêu chuẩn, chỉ sợ chạy không nhiều lắm xa, cũng sẽ bị đuổi theo liễu tương đương. Bốn người cứ như vậy một đuổi một chạy, lập tức chạy ra thật xa. Sẽ đi qua gần nửa canh giờ hợp thể người đã đuổi tới phía sau hai người hơn 10 trượng bên ngoài, tiếng cười lạnh rõ ràng có thể nghe. Một khi bị đuổi theo, thắng bại số lượng trên cơ bản tự định rồi. Dùng hai người hiện tại mỏi mệt thân, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không khả năng lại ngạnh kháng một vị pháp lực có thể so với nguyên anh kỳ quái vật. Hai vị đạo hiếu, đây là khổ như thế chứ? Vợ chồng chúng ta lưỡng dùng tâm ma thề, tuyệt đối hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần các ngươi giao ra hỏa vân thuồng luồng, vậy thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau lưng truyền đến bạch y nữ tử kiều mỹ thanh âm, ngọt ngào nhu nhu đích, mang theo nói không nên lời kiều thung ý, làm cho người ta nghe xong, kìm lòng không được mà muốn nhập phi phi, đã nghĩ muốn dừng lại, nhiều nghe vài câu. Sao sao ma âm, tiêu phàm cùng chử chín đều cười lạnh một tiếng, dưới chân không ngừng chút nào. Hai người tu luyện đều đều là quang minh chính đại chính đạo truyền thừa, chính là ma âm, Tự nhiên đối với bọn họ không biết tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Song Phương Chân Thật tu vi kém không xa, Hắc Bạch Song Sát cũng chỉ là Kim Đan hậu kỳ thần thức, nếu như cảnh giới kém quá xa. Loại này sao sao ma âm hiệu quả vậy thì hết sức rõ ràng Liễu Tương đương. Hắc Bạch Song Sát tự cũng biết, dựa vào loại này sao sao ma âm, không có khả năng thật sự mê hoặc ở Tiêu Phàm cùng trừ chín. Chỉ muốn nếu như có thể thoảng qua ảnh hưởng bọn hắn thoáng một tí làm cho bọn họ đột nhanh chóng lại thả chậm ba phần. Cái kia như vậy đủ rồi. Dùng sao sao ma âm nói vài câu về sau, thấy không có bất kỳ hiệu quả, bạch y nữ tử cũng liền ngậm miệng lại, nghẹn lấy một cổ khí, đem đột nhanh chóng tăng lên tới cực hạn, chăm chú đuổi theo. Tiếp qua một phút đồng hồ quang cảnh, khoảng cách của song phương đã muốn gần hơn đến năm trong vòng 10 trường. Nếu như dừng lại thì pháp lời mà nói, một ít đại uy lực thần thông hoàn toàn có thể không đếm xỉa điểm ấy khoảng cách bất quá vì bảo hiểm để, hắc bạch song sát cũng không có làm như vậy, như trước chăm chú cắn lấy phía sau. Siêu siêu, tiêu phàm cùng chử chín theo một cái nhỏ trong nham động gấp liền sông ra ngoài. Hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt, cứng rắn ngạnh ngăn cản hỏa vân thuồng luồng một đao kia thời điểm, hai người bọn họ đều tổn thương nguyên khí rồi, còn như vậy một khắc càng không ngừng cực tốc chạy như điên, pháp lực dùng tốc độ cực nhanh tiêu rông dài, đã muốn sắp chống đỡ không nối liễu tương đương. Cửu huynh, chính là hiện tại. Tiêu phàm quát khẽ một tiếng. Chữ chín bỗng nhiên đè lại độn quang, cánh tay vừa nhấc. Hai khỏa ngón cái đại hỏa hồng sắc viên châu tại hắn lòng bàn tay quay tròn mà chuyển động, đúng vậy phỏng chế phẩm ly hỏa. Cứ như vậy lược hoãn một chút, thông đạo bên kia bóng người lóe lên. Nửa trắng nửa đen hợp thể người đã vọt vào cái này tiểu nham động. Chữ chín không chút do dự ngón tay bắn ra, hai khỏa ly hỏa bắn ra. Cái này hang cũng chỉ có một đầu đường ra, trừ lần đó ra, đồng đẳng với một cái bịt kín không gian, phạm vi bất quá hơn 10 trường. Như vậy địa hình, cơ hồ trời sinh chính là cho ly hỏa chuẩn bị. Hôm nay có thể dựa vào đích, thì ra là tay hắn đầu cái này hai khỏa ly hỏa bắn. Trừ chín vừa ra tay, hai khỏa ly hỏa đều bắn đi ra ngoài, có thể thấy được là hạ quyết tâm. Không lưu chút nào chuẩn bị ở sau liễu tương đương. Nửa trắng nửa đen hợp thể người vừa thấy tiêu phàm cùng trừ chín tựu đứng ở hang bên kia cách đó không xa, giống như có lẽ đã không có ý định bỏ chạy. Không khỏi vui mừng quá đỗi, nửa phần trần chờ đều không có. Phi thân lao đến. Đây là cái gì? Mắt thấy hai khỏa hỏa hồng viên châu bay thẳng mà đến, hợp thể người màu đen ống tay áo nhất quyền, đem hai khỏa viên châu cuốn tại bào trong tay áo. Ly hỏa tại Nam Châu Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh, nhưng ở nhạc Tây Chi Địa, nhưng chỉ là nghe nói qua loại này đại sát khí danh tự, chính thức bái kiến ly hỏa tu sĩ, ít càng thêm ít, về phần thấy tận mắt thức qua ly hỏa uy lực người, vậy thì lại càng phượng mau lân giác liếu tương đương. Chính phẩm ly hỏa không phải tại chính mà đại chiến đến quan trọng hơn trước mắt, người bình thường là nhìn không tới đích. Không tốt, cái này hình như là trong truyền thuyết ly hỏa. Hợp thể người trong miệng, truyền đến bạch y nữ tử hoảng sợ muôn dạng thét lên thanh âm. Ly hỏa, làm sao có thể? liền vào lúc này, đỏ sậm quang mang lóe lên, lập tức ẩm ẩm thanh âm chấn vang lên thanh âm này cũng không thế nào vang dội, mà là thập phần nặng nề, giống như bị áp lực ở sâu dưới lòng đất giống nhau. Tránh mau tránh. Bạch y nữ tử chỉ tới kịp như vậy gọi hô một tiếng, một cổ cực kỳ trói mắt đẹp mắt ánh sáng, ngay tại trong nham động tránh hiện ra, sau đó, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cuồn cuộn mà đến, tựa hồ cả dưới mặt đất động rộng rãi đều đang chấn động, tùy thời đều sụp đổ xuống dưới. Bên ngoài trong thông đạo, từng khối cực lớn nham thạch, theo đỉnh ào ào rơi xuống phía dưới, tại trong thông đạo nện đến nát bấy. Tiêu phàm cùng chữ chín hộ thể màn hào quang liên tục lóng lánh, đem những ngày khối lớn nham thạch đều chắn bên ngoài, hết sức chăm chú mà nhìn thẳng hang, tiêu phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn. Nhưng ly hỏa uy lực thật sự quá mạnh mẽ, trong nham động màu ngân bạch loang loáng, mấy ngày liền ánh mắt thông đều đại được ký bản quyền tê ý bản quyền, có chút khó có thể nhìn gần, càng chưa nói tới xem bên trong tình hình liễu tương đương một cổ thậm chí so hỏa vân thường luồng toàn lực phóng ra lúc còn muốn nóng bỏng khí lãng, theo trong nham động cuồn cuộn toát ra, đem tiêu phàm cùng chữ chín hộ thể màn hào quang đều cháy sạch có chút biến hình, không thể không lần nữa tăng lớn linh lực rót vào, để ngăn cản cái này phản phất đến từ địa hỏa ở chỗ sâu trong cực độ nhiệt độ cao. Bọn hắn đã muốn trốn ở hơn 10 trượng có hơn, như trước như thế sóng nhiệt bức người, tự chớ đừng nói chi là ở chỗ sâu trong trong nham động hắc bạch song sát rồi, không chỉ nói cái kia hợp thể người chỉ có nguyên anh kỳ pháp lực, không có nguyên anh kỳ cảnh giới. Coi như là một gã chính thức nguyên anh tu sĩ bị nhốt tại đây trong nham động, chính diện thừa nhận hai khỏa ly hỏa một kích, cũng là cửu tử nhất sinh, trên cơ bản không có gì lao động chân tay đáng nói. Âm âm trầm đục thanh âm, vẫn còn tiếp tục, nóng bỏng nhiệt độ cao lại càng một lớp sóng so một lớp sóng rất cao. Tiêu phàm cùng chử chín đã muốn được chứng kiến một lần ly hỏa uy lực, biết rõ còn cần một hồi mới có thể năng lực dần dần chìm xuống, cũng là rất có kiên nhẫn chờ. Liền vào lúc này, một đạo bóng đen đột nhiên từ trong nham động bay thẳng ra. Tiêu phàm cùng chữ chín cũng không khỏi đắc kinh, ô, một tiếng, cái này đạo bóng đen thượng mặc lục sắc ma vân không ngừng cuồn cuộn, thình lình đúng vậy hắc ma dạy truyền thừa chí bảo hắc ma kỳ, ma vân bên trong, tựa hồ cất giấu một cái màu trắng bóng người. Tiêu phàm thiên nhãn thần thông thấy minh bạch, ma vân cái bọc bạch sắc nhân ảnh, đúng vậy hắc bạch song sát bên trong bạch y nữ tử. Dựa vào lấy hắc ma kỳ chuyên môn khắc chế hỏa hệ công pháp uy lực, vậy mà theo ly hỏa trong lúc nổ tung vọt ra. Cái này cũng là bởi vì trừ chín ly hỏa không phải chính phẩm, thậm chí đều chưa tính là tốt hơn phỏng chế phẩm, chỉ là thứ đẳng phỏng chế phẩm, vẫn chưa tới chính phẩm một thành uy lực. Nếu không nghe lời, cho dù hắc ma kỳ lại nghịch thiên, cũng sớm đã bị đốt thành cho bụi, hài cốt không còn liếu tương đương. Mặc dù như thế, dưới mắt bạch y nữ tử cũng chật vật vạn phần cả thân thể bên trái cơ hồ đều bị đốt thành than củi nửa bên mặt cháy đen như than sớm đã hoàn toàn thay đổi cũng không biết đây là nàng thân thể của mình có lẽ hay là hợp thể hậu hắc y nam tử cái kia một nửa thân hình mới vừa rồi còn hùng hổ không ai bị nổi bạch y nữ tử giờ phút này chẳng những chật vật không chịu nổi khí tức lại càng suy yếu đã muốn ngã rơi xuống kim đan hậu kỳ mới bắt đầu cảnh giới hơn nữa rất không ổn định Tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã xuống đến Kim Đan trung kỳ đi. Xem ra tại Ly Hỏa oanh kích phía dưới, mặc dù có Hắc Ma kỳ miễn cưỡng giữ được tánh mạng, lại cũng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng liễu tương đương. Tiêu Phàm không chút do dự, cánh tay vừa nhấc, lôi quang tháp bắn ra, lập tức hóa thành lớn gần trượng nhỏ, một ngân quang lóng lánh lưới điện, chút xuống mà hạ, khoảng cách liền đem Bạch Y nữ tử bao phủ tại điện trong lưới. Tiêu Phàm mười ngón thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết điên cuồng rót vào lôi quang trong tháp, một đoàn cực lớn lôi cầu, tại lôi quang tháp cuối cùng hội tụ thành hình. Cho đến lúc này, bạch y nữ tử mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, liền lập tức cảm nhận được lôi quang tháp cuồng bạo khí thức, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hồn phi thiên bên ngoài, lập tức mở miệng kêu lên, tiêu đạo hiếu, ngàn vạn đừng động thủ, người có điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Thanh âm hoảng loạn, tràn đầy đau khổ ý cầu khẩn. Tiêu phàm lạnh lùng nhìn nàng một cái, thân thủ một điểm lôi quang tháp, quát lạnh một tiếng. Nhanh! Lôi quang đáy tháp bộ lôi cầu bỗng nhiên bạo liệt, một cổ vừa thô vừa to lôi hồ ẩm ẩm đánh xuống. Bạch y nữ tử trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng, đơn giơ tay lên hắc ma kỳ, vốn đã nghiêm trọng tiêu hao truyền thừa chí bảo miễn cưỡng run lên, một cổ mặc lục sắc ma vân lần nữa tuôn ra, đem bạch y nữ tử hộ trong đó. Mặt này hắc ma kỳ trải qua đặc biệt tế luyện, chuyên môn khắc chế hỏa thuộc tính công pháp, đối với lôi điện chi lực nhưng không có đặc biệt công hiệu. Trong nháy mắt, lôi hồ oanh kích tại ma vân phía trên, một hồi xoẹt A bạo vang lên truyền ra, đơn bạc mặc lục sắc ma vân thoáng ngăn cản một chút, liền hóa thành ti ti từng sợi hắc khí, tiêu tán ở vô hình. Lôi hồ không còn chút nào nữa trở ngại, ầm ầm một tiếng, ở giữa bạch y nữ tử trên đỉnh đầu. Bạch y nữ tử hét thảm một tiếng, lập tức bị lôi hồ xuyên thấu toàn thân, trên người hiện ra một mảnh dài hẹp tinh tế khe hở, từ đó lộ ra một cổ tinh xảo hồ quang biệt, lại oanh địa nổ ra, bạch y nữ tử liền từng khúc vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Thiên lôi oanh đỉnh chi lực, diệt sát đặc biệt triệt để, ngay ẩn sâu trong cơ thể tinh hồn, cũng chút nào cơ hội chạy thoát đều không có, cùng thân thể cùng một chỗ, bị oanh gở yêu ta ít thành cho, ngay nửa điểm dấu vết đều không ở lại. Này mặt hắc ma kỳ lại càng gào thét một tiếng, bị lôi điện chi lực xé rách ra vài đạo khe hở, trở nên tàn toàn bộ không được đầy đủ, hắc mang lóe lên, lập tức linh tính hoàn toàn biến mất bộ dạng, rơi xuống tại mà. Tiêu phàm ống tay áo run lên, đem này mặt hắc ma kỳ cuốn bắt đầu đứng dậy, trong tay nhiều lần lật xem chỉ chốc lát, thu vào chữ vật vòng tay chung. Thẳng đến lúc này, trong nhàm động nổ vang thanh âm mới rốt cuộc dần dần thở bình thường lại, trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tiêu phàm cùng chữ chín đi đến bên trong nhìn lại, chỉ thấy cả hang cũng đã sụp xuống, biến thành một đống mất trật tự không chịu nổi đá vụn, đem hang chắn đắc chật như nêm cối liễu. Audio điện tử võ tấn bền chương 831 Cánh hỏa hồ Tiêu phàm thả ra thổ ma ngỗ, Chỉ chốc lát, thổ ma ngỗ theo đống đá vụn ở phía trong chui ra Cầm trong tay lấy hai cái đen nhánh chữ vật vòng tay Còn có một chuôi phá núi cự phủ tàn lưới kiếm Cùng với hai kiện pháp bảo hài cốt Tiêu phàm cùng chữ chín vừa thấy Đều nhẹ nhẹ thở phào một cái Chưa có xác định hắc y nam tử sinh tử Trong đầu luôn không nỡ hắc bạch song sát chỉ còn lại có một cái tại đây lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong tiêu phàm chử chín cũng không sợ hắn lo lắng chính là đến bên ngoài về sau nhìn thấy hắc ma vương vậy cũng tự phiền toái đại liếu tương đương mặc dù nói đánh cuộc quy củ là không cho phép truy cứu cánh đồng hoang vu bên trong phát sinh hết thảy sinh từ tất cả an thiên mệnh nhưng hắc bạch song sát tuyệt đối là cái ngoại lệ cho dù hắc ma vương đương mặt không truy cứu ân lão quái cát lão quái cũng không dám không bán mặt mũi của hắn hôm nay nhìn thấy những vật này, cơ bản có thể xác định, hắc y nam tử đã muốn bị chết tại ly hỏa phía dưới. Hắc hắc, hai quả ly hỏa, đủ bọn hắn được đích, rõ ràng còn có thể trốn tới một cái, đã là kỳ tích liễu tương đương. Hơi khoảnh, trừ chín vừa cười vừa nói. Tiêu phàm gật đầu đồng ý, nói ra, cửu huynh, nơi này địa hỏa thái thịnh, không nên ở lâu. Chúng ta có lẽ hay là tranh thủ thời gian tìm một người nơi thích hợp, đem bả giải độc đan dược luyện chế ra đến rồi nói sau đây là việc cấp bách. Trừ chín tự nhiên không có ý kiến. Lập tức hai người giá khởi độn quang, hướng lối ra chạy như bay mà đi, vừa mới thoát ra không bao lâu, hai người lại đồng thời đè xuống độn quang, không ngừng hướng bốn phía dò xét, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. ngẩng đầu nhìn lại, vậy mà cho đã mắt xanh tươi, cỏ thơm phỉ phỉ, phảng phất đưa thân vào một mảnh phong cảnh tú mỹ bãi cỏ trong lúc đó, xa xa lại càng thương sơn mây trắng, xanh um tươi tốt, cảnh trí như vẽ núi lửa trong vòng ngàn dặm trong, đều đều là không có một ngọn cỏ màu nâu đen nham thạch, hôm nay chưa rời đi hỏa long động, làm sao sẽ xuất hiện cảnh đẹp như vậy. Ảo trận, trong lòng hai người đồng thời cả kinh, tiêu phàm thân mình thì có một bộ hoa đào ảo trận, uy lực không nhỏ, nhưng cùng trước mắt chỗ ngồi này ảo trận tương đối mà nói, tựa hồ tinh diệu nơi rất có không kịp. Hai vị đạo hiếu, vội vả như vậy vội vàng đích, muốn muốn đi đâu. Khanh khách một tiếng nhõng nhẽo cười, một gã bộ ngực sữa cao ngất ta ớ huyền y ta o ổ g một đôi tuyết bạch liên đủ kiểu diễm nữ tử cười mỉm mà theo bãi cỏ hơi nghiêng đi ra đúng vậy ngọc uyển nhi bên người đi theo cầm trong tay lang nha bổng xấu xí đại hán nhào bột mì cho thanh tú tình huống tính thanh niên nam tử tiêu phàm lạnh nhạt hỏi nơi này ảo trận là ngọc đạo hữu bố trí xuống hay sao đúng vậy a à, chính là con đường nhỏ mà thôi lại để cho tiêu đạo hữu chê cười ngọc uyển nhi xảo cười yên nhiên Tựa hồ không thèm để ý chút nào, trong mắt lại hiện lên một tia đắc ý vẻ. Hiển nhiên đối với chính mình bố trí cái này ảo trận, tin tưởng 10 phần. Ngọc Sa vốn là có lấy một tia thiên huyễn linh hồ huyết mạch, tinh thông ảo thuật. Về phần dụ dỗ yêu thuật, phản đảo không là trọng yếu nhất truyền thừa. Chỉ là bởi vì dụ dỗ thuật tại Nam Xây bên trong danh khí quá mức vang dội, lúc này mới giọng khách hát giọng chủ, làm cho người ta hiểu lầm Ngọc Sa nữ tử đều là chút ít chỉ biết mị hoặc nam nhân, không có gì chân thật bản lĩnh hồ yêu nữ ít nhất tiêu phàm vừa thấy cái này ảo trận, lập tức sinh lòng gấp trăm lần cảnh giác ý. Hai vị đạo hữu thật sự là thật bản lãnh, chẳng những diệt sát hỏa vân thuồng luồng, thậm chí ngay hắc bạch song sát cũng một khối gợi yêu ta thật sự là làm cho người ta không tưởng được a ah hát. TH yêu ta ép thân quả nhiên là xem nhìn lầm rồi, bội phục, bội phục. Ngọc Uyển Nhi nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm cùng chữ chín, tựa hồ là đầu một hồi nhìn thấy bọn hắn, trong ánh mắt, tất cả đều là kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Lại nói tiếp, cũng không trách nàng giật mình, kết quả như vậy, trước đó có ai có thể dự đoán được. Đương làm tiêu phàm ra hiện tại người dự thi trong đội ngũ thời điểm, chính là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, sớm đã bị vô số người nhận định là thật giả lẫn lộn, khẳng định là người thứ nhất bị diệt sát đối tượng. Ai ngờ đến hiện tại, hắn chẳng những không chết, rõ ràng còn chém gờ yêu ta ết hỏa vân thuồng luồng, thuận tiện lấy ngay cường hãn nhất hắc bạch song sát cũng cùng nhau thu thập đắc sạch sẽ. Đây cũng quá nghịch thiên. Chữ chín ha ha cười một tiếng, nói ra, Ngọc Tiên Tử cái này nói rất đúng chuyện này. Cái gì hỏa vân thuồng luồng, cái gì hắc bạch song sát, chúng ta tới đây ở phía trong, là vì hái một đóa xích luyện hoa. Vậy mà cho hắn đến không nhận chứng. Thật sự cái này sổ sách cũng là không thể tùy tiện nhận thức. Ngọc Huyền Nhi càng thêm cười má lúng đồng tiền như hoa, nhẹ nói nói, chữ huynh thật đúng là đích. Tiểu muội đều tận mắt thấy liễu tương đương. Nói xong, ống tay áo run lên, một đầu hỏa hồng thú con bắn ra, ở giữa không chung một cái xoay quanh, lập tức tự chui vào Ngọc Uyển Nhi trong ngực, ghé vào nàng cao ngất giữa hai vú, chừng mắt một đôi đồng dạng hỏa hồng con mắt, quay tròn tại trừ chín cùng tiêu phàm trên người đảo quanh, bộ dáng cực kỳ cơ linh, thậm chí trên mặt còn mang theo một đám hết sức rõ ràng nhân cách hóa xảo trá ý. Ngọc Uyển Nhi nhẹ nhàng mơn trớn thú con lông mềm như nhung hỏa hồng đầu, mỉm cười nói, tốt gọi hai vị biết được, đây là tiểu muội nuôi nấng bổn mạng linh sủng cánh hỏa hồ, trời sinh hỏa thuộc tính linh thú. Thần thông khác thì cũng tạm được, cái này biến ảo theo dõi chi thuật, lại còn nghĩ tự không có trở ngại. Hai vị ở sâu dưới lòng đất, đại triển thần thông, diệt sát hỏa vân thuồng luồng, vừa rồi lại thu thập hết hắc bạch song sát, tiểu gia hỏa này đều thấy nhất thanh nhị sở. Ta có một đám phân thần ký thác vào tiểu gia hỏa trên người, hắn nhìn qua hết thảy, ta đều có thể cảm động lây. Tiêu phàm cùng trừ chín liếc nhau, đều đều trong nội tâm giật mình. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì vừa rồi đại chiến thời điểm, tất cả mọi người không rảnh phân tâm bên cạnh chú ý. Nếu không, tung tính toán cái này cánh hỏa hồ biến ảo theo dõi chi thuật cường thịnh trở lại, bản thể cũng không quá đáng là một đầu khó khăn lắm thất cấp yêu thú, không có khả năng chút nào giấu vết cũng không lộ. Hai vị thật sự là rất giỏi, bội phục, bội phục. Ngọc Huyền Nhi ánh mắt dịu dàng, nhẹ vừa cười vừa nói. Tiêu phạm ánh mắt, lại hướng xấu xí đại hán cùng tình huống tính thanh niên nam tử trên người nhìn lại, hai hàng lông mày cao lại, trầm giọng nói ra, ngọc đạo hiếu, hai vị này đạo hiếu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người đối với bọn họ thi triển cái gì tà thuật? Tà thuật, tiêu đạo hiếu làm gì nói được khó nghe như vậy? Hai vị này đạo hiếu, đều hào hào đích, tự nguyện cùng tiểu muội liên thủ đối địch. Như thế nào, cái này cũng phạm vào giới luật của trời, tiêu đạo hiếu muốn quản thượng một ống sao? Ngọc Huyền Nhi cười đến càng thêm vui vẻ rồi, lo lắng mười phần. Chữ chín cười nói, người khác nhàn sự, chúng ta cũng không muốn quản. Ngọc Tiên Tử ở chỗ này bố trí xuống ảo trận, vây khốn hai anh em chúng ta, rốt cuộc có tính toán gì không, không ngại rõ rệt nói a, à, đừng đánh cái gì bí hiểm liễu tương đương. Trên thực tế, Ngọc Huyền Nhi vừa nói nàng tận mắt nhìn thấy tiêu phàm cùng chữ chín diệt sát hắc bạch song sát, việc này cũng đã vô pháp từ bỏ ý đồ. Bí mật này, tiêu phàm trừ chín đều tuyệt không cho phép có người tiết lộ ra ngoài. Nếu không bị hắc ma vương nhớ thương, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngọc Huyền Nhi tự mình nghĩ cũng thập phần tin tưởng điểm này, nhưng như cũng không thèm để ý chút nào tự nói ra, chứng minh nàng cũng không còn ý định cùng tiêu phàm trừ chín thiện việc này. Cùng hắc bạch song sát đồng dạng, lần này tham gia đánh cuộc. Ngọc Uyển Nhi vốn là hướng về phía hỏa vân thuồng luồng nội đan đến đích. Chỉ có điều hắc bạch song sát tự cao thần thông quảng đại, có sư phụ hắc ma vương chỉ điểm gọn gàng dứt khoát tựu xâm nhập hỏa long động tàn sát thuồng luồng ngọc uyển nhi biết mình không có bổn sự như vậy liền thủ tại bên ngoài chuẩn bị nhặt có sẵn tiện nghi lần này tàn sát thuồng luồng đắc thủ đích bất kể là ai ngọc uyển nhi cũng không đánh tính toán buông tha dù cho giờ phút này chính là hắc bạch song sát tàn sát thuồng luồng đi ra ngọc uyển nhi đồng dạng hội cản đường ăn cướp nàng thọ nguyên sắp đạt tới kim đan tu sĩ đại nạn không chiếm được hỏa vân thuồng luồng nội đan tiến dai vô vọng, dù sao cũng sống không được vài năm, còn có cái gì tốt cố kỵ hay sao? Tốt, trừ huynh là người biết chuyện, TH ta ép thân tựu nói rõ liễu tương đương. Hai vị buông hỏa vân thuồng luồng, TH ta ép thân cái này rút lui ảo trận, phóng hai vị rời đi. Ngọc Huyền Nhi như trước cười mỉm nói, tựa hồ nàng nói hết thảy đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa. Trừ chín cười nói, chỉ đơn giản như vậy, không có biệt đừng đúng không? Ngọc Huyền Nhi liếc nhìn hắn một cái, nói ra, đương nhiên còn có một bổ sung điều kiện, thì phải là hai vị phải buông ra thần thức, để cho ta tại hai vị thần trong thức hải kế tiếp cấm chế, cam đoan không đem ta được đến hỏa vân thuồng luồng nội đan sự tình nói ra. Nếu không nghe lời, TH -i -o ta ép thân tình nguyện tốn nhiều một phen tay chân, cũng muốn triệt để đem cái này tai họa ngầm tiêu trừ sạch. Trừ chín cười lên ha hả, nói ra, Ngọc Tiên Tử ngược lại lưu manh đắc rất, cản đường cướp bóc đều như vậy lẽ thẳng khí hung xem ra ma đạo tựu là ma đạo, chúng ta nếu không đồng ý, Ngọc Tiên Tử lại ý định đem chúng ta đều xử lý sao? Ngọc Huyền Nhi Huyền chuyển ánh mắt tại trừ chín trên mặt nhẹ nhàng khẽ quấn, trừ chín chỉ cảm thấy một cổ khác thường diêm rúa lập y gờ lợi ý thẳng vào nội tâm, thiếu chút nữa tự ảnh hưởng đến tinh thần của mình, không khỏi âm thầm dùng mình. Hồ yêu ca nữ dụ dỗ thuật, rõ ràng lợi hại đến tư, chính mình như thế toàn bộ tinh thần đề phòng, như trước có lẽ hay là khó lòng phòng bị. Ngọc Uyển Nhi ngập nước mắt to, tiếp tục dừng lại tại chữ chín trên mặt, khe khẽ thở dài, thấp giọng nói ra, cửu công tử, kỳ thật TH yêu ta ép thân đối với ngươi là cực kỳ ngưỡng mộ đích, một chút cũng không muốn cùng ngươi xung đột vũ trang. Chỉ cần ngươi thuyết phục vị này tiêu đạo hiếu, dựa theo TH yêu ta ép thân nói yêu cầu đi làm, ta có thể đối với cửu công tử mở một mặt lưới, chỉ ở tiêu đạo hiếu thần trong thức hải hạ cấm chế, như thế nào? Một tiếng này thanh âm, cửu công tử, gọi đắc quả nhiên là sầu triền miên, rung động đến tâm can. Chữ chín ha ha cười một tiếng, nói ra, Ngọc tiên tử, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Vị này tiêu đạo hiếu, đừng nhìn bề ngoài tao nhã, kỳ thực là thối tính tình. Vừa thối lại vừa cứng, người muốn đồ đạc của hắn, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Ngọc Uyển Nhi như trước xảo cười yên nhiên, ánh mắt cũng đã nghiêm túc. Đánh, đánh phục hắn. Người đem hắn triệt để đánh ngã, nghĩ muốn cái gì hắn cũng cho người cái đó, nếu không nghe lời, ai cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn giả vờ giả vịt. trừ chín cười ha hà nói, lập tức lại tăng thêm một câu, đúng rồi, đã quên nói cho ngọc tiên tử, ta trừ chín cũng là như vậy thối tính tình. nói như vậy, hai vị là thật muốn làm vây hãm thú chi đấu rồi. ngọc huyền nhi trên mặt cũng không lộ ra thất vọng thần sắc, nhẹ giọng hỏi, tựa hồ đây hết thảy đều ở dự liệu của nàng bên trong nhưng tiêu phàm cùng trừ cửu nhãn hạ đã muốn nguyên khí giảm nhiều thiệt thòi lớn pháp lực còn chưa đủ để bình thường một nửa tình hình này ngọc uyển nhi nhưng khi nhìn đắc nhất thanh nhị sở nàng bên này lại khoảng chừng ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ nguyên một đám nghỉ ngơi dưỡng sức thần hoàn khí túc tăng thêm có ảo trận tương trợ vô luận như thế nào tính toán phần thắng đều ở bảy thành đã ngoài tiêu đạo hiếu ta biết rõ người có thổ ma ngẫu tương trợ còn có một đầu có thể khám phá ảo thuật linh thú không ngại đều thả ra đi. Tiêu phàm lạnh nhạt nhìn qua Ngọc Uyển Nhi, ống tay áo run lên, một cổ cát vàng cuồn cuộn ra, ở trên mặt đất nhất quyền hóa thành 6 xích cao thổ ma ngẫu, song tay nắm lấy một đôi cự trùy, ngăn ở tiêu phàm phía trước. chương 832, Thiên Huyễn Bảo Thụ Ngọc Uyển Nhi liếc thổ ma ngẫu liếc, lộ ra một tia khinh miệt thần sắc. Cái này thổ ma ngẫu cùng nàng đồng dạng, cũng có kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng vật chết chính là vật chết, chẳng lẽ còn thật có thể cùng cùng giai tu sĩ đánh đồng không được. Bất quá hiện tại xem ra, này là thổ ma ngẫu ngược lại là đối diện trong ba người khó đối phó nhất liễu tương đương. Dù sao chỉ cần tại linh lực không có hao hết trước kia, cái này ma ngẫu là vĩnh viễn không biết mệt mỏi, cũng vĩnh viễn không biết sợ hãi là vật gì đích. Thật muốn cùng thứ này liều cái lưỡng bại câu thương, ngẫm lại đều phiền muộn. Cũng may đây là đang huyến trong trận, chỉ cần đem thổ ma ngẫu cùng tiêu phàm ngăn ra, mượn nhờ ảo trận chi lực, có thể đem thổ ma ngẫu một mực vây khốn, đợi diệt sát rơi chủ nhân của nó về sau, lại thu phục chiếm được như vậy một cụ vật chết, còn không phải dễ dàng. Tiêu phàm ống tay áo lại run lên, hắc lân bắn ra. Hắc lân vừa mới theo linh thú hoàn trung bay ra, liền là, mèo ô, một tiếng, cái cổ gian lông màu đen chuẩn bị đứng đấy, trên chắn cái kia một rúm màu ngân bạch bộ lông quang mang chấp thước, một đạo đen nhánh quang mang hướng về cách đó không xa ngọc uyển nhi kích bắn đi liệt bạch một tiếng bốn phía không khí một hồi như gợn sóng lắc lư trước mắt cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi do như đệm bãi cỏ xanh biến thành xá tử yên hồng hậu hoa viên cầu nhỏ nước chảy róc rách cách đó không xa đình đài lầu các giống như tàng hình tại mờ mịt mỏng trong sương mù thậm chí còn loáng thoáng có người đầu lắc lư vẫn đứng khi bọn hắn phía trước cách đó không xa ngọc uyển nhi ba người bỗng nhiên gian không thấy bóng dáng vừa rồi cái kia xảo cười yên nhiên trông rất sống động ngọc uyển nhi cũng chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, chân thân không biết giấu ở nơi nào. Tiêu phàm thần sắc trên mặt vừa động, hắn trước kia thật đúng là chưa từng có nghĩ đến qua, ảo trận rõ ràng có thể như thế tinh xảo. Tương đối mà nói, hoa đào ảo trận uy lực tựu xa xa không bằng liễu tương đương. Vây khốn một ít cấp thấp tu sĩ cùng yêu thú, không thành vấn đề, muốn vây khốn cùng giai tu sĩ, hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Kỳ thật với tư cách linh trùng tông hộ pháp trận, hoa đào ảo trận uy lực vốn là không nhỏ, chỉ có điều tiêu phàm chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt mà thôi. Trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, không có trên trăm năm công phu thấm nhìn trong đó, muốn chính thức tinh thông, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngọc Gia nhưng lại lấy ảo thuật với tư cách truyền thừa đạo thống, đối với ảo thuật ảo trận nghiên cứu, xa không là người ngoài có thể so sánh đích. Hi hi, tiêu đạo hiếu, người này đầu linh sủng thật đúng là rất không tồi đâu rồi, ngay cả ta đều tâm động không thôi coi như là cái thu hoạch ngoài ý muốn liễu tương đương. Ngô ý, đã muốn trực tiếp đem tiêu phàm trở thành một người chết, tiêu phàm tất cả mấy cái gì đó, đều là nàng. Trừ chín hừ lạnh một tiếng, ống tay áo dương lên, tính ra miếng lè lè sáng lên phi kiếm, trực tiếp hướng cách đó không xa một tòa núi sơn phi chém mà đi, suy suy, mấy tiếng, phi kiếm không hề trở ngại mà theo trong núi giả xuyên đeo tới, cái kia hòn non bộ vặn vẹo vài cái, biến thành một tòa đình nghỉ mát. Cửu công tử, tốt pháp bảo. Bên tai truyền đến Ngọc Uyển Nhi cười khanh khách thanh âm. Hắc Lân cái chán ô mang lóe lên, trực tiếp xuất tại đình nghỉ mát phía trên, phát ra giống như bọt biển vỡ vụn giống nhau thanh âm, đình nghỉ mát đung đưa, lộ ra Ngọc Uyển Nhi mang theo mỉa mai ý khuôn mặt, trong nháy lại biến thành một đạo hành lang. Hắc Lân, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Cái này ảo trận uy năng không nhỏ, không chỉ có chỉ là đơn giản ảo thuật, Hắc Lân tuy có được quý thủy thánh linh thực mắt Hắc Kỳ Lân huyết mạch, làm gì được tu vi còn thấp, đơn thuần dựa vào cái này một loại thiên phú thần thông, nhưng không đủ để xé rách ảo trận. Mà mỗi bắn ra một đạo ô mang, hắc lần ánh mắt muốn thoảng qua ảm đạm một phần, có thể thấy được muốn tiêu hao không ít linh lực. Chính là một tòa ảo trận, chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, chẳng lẽ còn thật có thể đem chúng ta vây khốn? Trừ chín đối với trận pháp chi đạo, không có bao nhiêu nghiên cứu, bất quá dùng hắn kiến thức, tự cũng biết, đại đa số ảo trận Thân mình cũng không chuẩn bị công kích chi lực. Cho dù tại Nam Châu Đại Lục, cũng chỉ có vì số không nhiều mấy cái đại tông môn siêu cấp ảo trận mới bổ sung có thủ đoạn công kích. Trừ chín sư môn trưởng bối đã từng đã nói với hắn, một khi lâm vào huyễn trong trận, biện pháp tốt nhất chính là nhận thức chuẩn một cái phương hướng, dùng đại huy lực bảo vật tiếp tục không ngừng mà tiến hành công kích, đem cái này một cái phương hướng thượng ảo trận uy năng tiêu hao hầu như không còn, trận pháp thì tự sụp đổ liễu tương đương. Trừ chín tay khẽ vấy tính ra miếng phi kiếm kích xạ mà quay về, ở giữa không trung hợp làm một thể, hóa thành một thanh dài hơn một trượng cự kiếm. Chém, trừ chín thân thủ hư không một điểm, nộ quát một tiếng. Cự kiếm khẽ run lên, một đạo cao vài trượng ngân sáng kiếm quang, gào thét lên điên cuồng chém ra. Đình nhỉ mát huyễn hóa ra cái kia đạo trưởng hành lang, tại kiếm quang oanh kích phía dưới, lần nữa nổi lên vằn nước loại chấn động, khoác suy, một tiếng, lộ ra một đầu đen nhánh thông đạo đến, cuối thông đạo là màu nâu đen nham bích, thình lình lộ ra hỏa long động nham bích tướng mạo sẵn có. Trừ chín không khỏi đại hỉ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng thông đạo kích bắn đi. Cửu huynh, coi chừng có lừa dối. Tiêu phàm sắc mặt trầm xuống, cấp cấp quát. Hắc hắc, giả vờ thực thì thật cũng giả, ảo trận vốn chính là thật thật giả giả đích, cho dù có lừa dối cũng không sợ. Trừ chín cười lạnh một tiếng, dưới chân hào không ngừng lại, phi thân vào trong thông đạo bỗng nhiên trong lúc đó, lại là, hoắc suy, một tiếng, cái kia cái lối đi mãnh liệt hợp làm một thể, một lần nữa biến trở về hành lang bộ dáng, trừ chín thân hình, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tâm tắc, cửu công tử thật đúng là lỗ mãng. Trong hư không, lần nữa truyền đến Ngọc Uyển Nhi tiếng cười duyên, càng thêm pha lấy khinh thường ý. Ngay sau đó, trong hư không truyền đến chữ chín hô quát thanh âm, tựa hồ đang cùng người nào vung tay. Tiêu phàm đánh giá bốn phía tinh xảo, hai hàng lông mày có chút dương lên, bỗng nhiên nói ra, Ngọc Đạo Hiếu, người cái này ảo trận, là một thuộc tính A. Tốt tinh thuần mộc linh khí. Hi hi, đúng thì thế nào đâu này. Tiêu Phàm cười cười, nói ra, ngũ hành sinh khắc đạo lý, chắc hẳn Ngọc Đạo Hiếu vô cùng rõ ràng A. Tại đây như cũ là hỏa long động phạm trù, ở chỗ này bố trí một thuộc tính ảo trận, Ngọc Đạo Hiếu thật đúng là tự tin đắc vô cùng. Hừ hừ, cái này không cần phải tiêu đạo hữu quan tâm, chính là một chìa xuống đất hỏa lực được coi là cái gì ngọc uyển nhi cười lạnh nói đã hà quyết tâm đến hỏa long động đến cản đường ăn cướp cái này ảo trận vốn là ngọc uyển nhi một đại dựa vào hỏa long động đặc thù tình hình nàng sớm đã có chỗ cân nhắc bất quá nàng hiển nhiên không ngờ rằng ngoại trừ hỏa vân thuồng luồng tiêu phàm cũng tinh thông hỏa thuộc tính công pháp tiêu phàm thủ đoạn một phen hai tay nắm chặt viêm linh chi lưới kiếm một cổ khổng lồ hỏa hệ linh lực rót vào ly hỏa thần binh bên trong, viêm linh chi lưới kiếm lập tức do đỏ sậm mà chuyển thành màu đỏ tươi, ngọn gió phía trên, liệt diễm bốc hơi mà dậy, ngân sắc ký hiệu trói mắt sáng chói Viêm linh chém, tiêu phàm một tiếng hét to, viêm linh chi lưới kiếm toàn lực chém ra, một vòng sóng lửa, cuồn cuộn hướng bốn phía mang tất cả mà đi. Sóng lửa nơi đi qua, vô luận là màu xanh hoa cỏ có lẽ hay là cây cối, vô luận là hòn non bộ có lẽ hay là đình nghỉ mát, đều lập tức tan rã, tại nóng bỏng liệt diễm bên trong lược quằn quại liền biến thành cho tàn màu nâu đen nham thạch mặt đất lộ ra đi ra thổ ma ngẫu hóa thành một hồi cát vàng bỗng nhiên gian liền chui xuống dưới đất bóng dáng không thấy xa xa hành lang cũng bị sóng lửa nhất quyển mà diệt lộ ra ngọc uyển nhi hơi kinh ngạc khuôn mặt trong tay nâng một gốc cây xanh biếc vô cùng lưu ly cây nhỏ ước chừng hai thước chiều cao tán cây phía trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tinh thuần đến cực điểm mộc linh khí vây quanh cả khỏa cây nhỏ, cao thấp lưu truyền, thành từng mảnh đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối hư ảnh, liên tục không ngừng mà theo lưu ly cây nhỏ tán cây bên trong phún dũng ra. Vừa mới bị viêm linh chi lưới kiếm mang tất cả mà qua ảo trận, cơ hồ là trong khoảng khắc, lại bắt đầu biến thành xanh ngắt vẻ, hoa cỏ cây cối, cầu nhỏ nước chảy, sẽ cực kỳ nhanh di động hiện ra, lại một lần nữa hướng bên này lan tràn tới, rất nhanh lại đem tiêu phàm bao phủ trong đó. Hi hi, tiêu đạo hiếu, người thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn nhì. Cái này ly hỏa thần binh cũng xác thực sắc bén vô cùng, chỉ tiếc, gặp được chúng ta ngọc Gia đổ ra đồ ra truyền thiên huyễn bảo thụ, có lẽ hay là hội thất bại trong gang tất đích. Ngọc huyền nhi tiếng cười duyên vang lên, có vẻ nói không nên lời thoải mái. A à hát, đúng rồi, tiêu đạo hiếu, nếu như ta không có nhớ lầm, đem ra sử dụng cái này ly hỏa thần binh, cần tiêu hao thật lớn pháp lực A. Không biết tưởng vừa rồi như vậy uy mãnh công kích, tiêu đạo hữu còn có thể phát ra mấy lần. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không lần nữa thi triển, viêm linh chém. Ngọc Uyển Nhi nói không sai, pháp lực của hắn tiêu hao thực không ít, đương nhiên, cũng không có tượng Ngọc Uyển Nhi phỏng trừng cái kia dạng tiêu hao hơn phân nửa còn nhiều. Vừa rồi một kích kia, kỳ thật hơn phân nửa có lẽ hay là mượn nhờ viêm linh chi lưới kiếm bản thân hấp thu hỏa linh lực. Cửu cấp hỏa mãng đào tạo nhiều năm phong hỏa châu, bị viêm linh chi lưới kiếm hấp đắc sạch bong, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu hao hầu như không còn đích. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, vài khỏa hệ bùa khấu trừ trong tay, đang chuẩn bị ra tay, lại bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, thân thể nhoáng một cái, liền hướng bên cạnh tránh gấp mà đi. Ngay tại tiêu phàm vừa mới tránh đi lập tức, hắn trước kia đứng thẳng chỗ, một đầu đen xì lang nha bổng di động hiện ra, mang theo vù vù tiếng gió, vào đầu dáng xuống. Oanh, mà một tiếng vang thật lớn, lang nha bổng hung hăng nện trên mặt đất, rõ ràng là xanh ngắt bãi cỏ, nhưng lại hỏa tinh văng khắp nơi, phụ cận hư không một hồi vặn vẹo, một gã xấu xí hắc y đại hán, hiện thân ra, đúng vậy đi theo tại Ngọc Uyển Nhi bên người tên kia dự thi đại hán, so sánh với táo đen lâm vừa thấy, cái này đại hán ánh mắt càng thêm ngốc trệ, không hề linh tính, sự khác biệt lại lộ ra một cổ thị huyết giá thú loại khí tức, một đôi con người thậm chí biến thành màu đỏ sầm. Hắc y đại hán vốn là có kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới, luận chân thật tu vi, không tại Ngọc Uyển Nhi phía dưới, lại bị Ngọc Uyển Nhi dụ dỗ thuật chỗ khống chế, hoàn toàn đánh mất bản tính. Thấy một kích không có hiệu quả, lập tức vung răng sói đại bổng, hô, mà một tiếng, hướng tiêu phàm mãnh liệt quét tới. Nhìn ra được, cái này hắc y đại hán tựa hồ còn tu luyện có nào đó luyện thể chi thuật, không chỉ là trời sinh lữ lực hùng hồ đồ. Bình thường pháp thể song hưu tu sĩ, đối với cận thân vật lộn đều tương đối thiên vị. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân lại, thân thể lần nữa nhoáng một cái, lại hướng hơi nghiêng thổi đi. Tuy nhiên cận thân vật lộn hắn chưa hẳn chỉ sợ cái này hắc y đại hán, nhưng đang ở huyễn trong trận, thời khắc muốn phòng bị Ngọc Uyển Nhi theo bên cạnh đánh lén, tại loại này lòng có không chuyên tâm dưới tình hình. Cùng cái này hung hán vô cùng hắc y đại hán cận thân chém gỡ yêu ta tiêu phàm cũng không nhận ra là ý kiến hay. Bất quá từ nơi này hắc y đại hán hơi có vẻ ngốc trệ động tác cũng có thể nhìn ra được, Ngọc Uyển Nhi cứ việc dùng tà thuật khống chế được thần trí của hắn, lại không thể tránh khỏi hội lưu lại một chút ít tai họa ngầm, cái này Hắc Y đại hán rất khó phát huy ra kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới xứng đáng tiêu chuẩn. Có lẽ, cái này là tiêu phàm cơ hội. Chương 833, Đồng Quy Vu tận đấu pháp. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, một định thân phù di động hiện ra. Xấu xí đại hán thần trí không rõ, đúng vậy dùng định thân phù đối phó hắn cơ hội tốt. Nói như vậy, ngũ hành cấm chế chi lực đối phó so với chính mình cùng bậc rất cao tu sĩ, thành công tỷ lệ rất thấp. Chỉ cần phát giác hơi có không đúng, đối thủ liền lập tức mau né đi. Mắt thấy xấu xí đại hán vùng vẩy lang nhà bổng, hùng hổ gờ yêu ta tới đây, tiêu phàm giơ tay lên, định thân phủ hóa thành một đạo quang mang kích bắn xuyên qua. Một cổ cường đại ngũ hành cấm chế chi lực, lập tức tại xấu xí đại hán bên người tuôn ra hiện ra, không khí trở nên kiên hơn kim thiết xấu xí đại hán thân thể cao lớn, lập tức liền cứng tại chỗ cũ, trên cổ gân xanh bạo khiêu, hai con người tử tựa hồ muốn theo trong hốc mắt chừng đi ra, cho thấy đắc đã muốn đem hết toàn lực, muốn muốn tránh thoát định thân phù giam cầm. Như vậy cơ hội tốt, tiêu phàm sao lại, há có thể bỏ qua, lúc này khoát tay, cầm viêm linh chi lưới kiếm, dưới chân độn quang cùng một chỗ, dơ lên cao màu đỏ sậm hỏa diễm đao, hướng về xấu xí đại hán lực bổ mà xuống. Đã xấu xí đại hán hiện tại không thể động đậy, cái kia cũng không cần phải lãng phí pháp lực để ký bản quyền tê ý bản quyền viêm linh chi lưới kiếm tinh viêm chi lực chỉ cần bằng vào viêm linh chi lưới kiếm phong duệ cũng cũng đủ đem xấu xí đại hán vừa bổ hai nửa liếu tương đương thấy tiêu phàm lăng không đánh tới xấu xí đại hán trong mắt hung quang bạo phát trong miệng phát ra một tiếng giã thú loại điên cuồng hét lên một cổ cuồng bạo dị thường khủng bố khí tức bộc phát ra bỗng nhiên đem quanh người ngũ hành cấm chế chi lực một dãy kiếm được mà mở đối với vào đầu đánh xuống viêm linh chi lưỡi kiếm nhìn như không thấy, không tránh không né, hai tay dơ lên lang nha bổng hô, mà một tiếng, hướng về tiêu phàm ngực gấp xử đi qua. Vậy mà hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Tiêu phàm chấn động, trong lúc này, muốn né tránh, vô luận như thế nào đều là không còn kịp rồi, lập tức trên cánh tay trái nhũ bạch sắc quang mang chợt hiện, duỗi ra tay trái, hướng về cực đại lang nha bổng ôm đồm đi, tay phải viêm linh chi lưỡi kiếm thế đạo một phần không giảm, làm theo gấp bổ mà xuống. Nhưng trong nháy mắt, viêm linh chi lưới kiếm liền do đỏ sậm biến thành màu đỏ tươi, một đạo nóng bỏng đau mang phi chém ra. Điện quang thạch hỏa nháy mắt, tiêu phàm một tiếng kêu đau đớn, cao to thân hình hướng về xa xa tung bay mà đi. giữa không trung, tiêu chân nhân cánh tay trái quần áo tổn hại, trong tay trái máu tươi đầm đìa, một bộ bị thương không nhẹ bộ dạng. lại nhìn xấu xí đại hán, vai phải áo phục vỡ tan, lộ ra một kiện màu đồng cổ chiến giáp thành từng mảnh sợi băng nhọn hình giáp tấm, tạo hình đắc tinh mỹ dị thường, cực phú lập thể cảm giác, bất quá giờ phút này, chiến giáp vai phải nơi cháy đen một mảnh, giáp diệp cuốn, máu tươi bắn tung tóe ra, huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên tình hình việt không so tiêu phàm tốt hơn chỗ nào. Xấu xí đại hán đối với cái này lại hoàn toàn làm như không thấy, phảng phất chút nào đều cảm giác không thấy đau đớn, hai tay nắm chặt lang nha bổng, hét lớn một tiếng, mở ra đi nhanh, đằng 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 về phía lấy tiêu phàm gờ yêu ta đem đi qua cho đã mắt mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng thị sát khát máu ý. Tiêu phàm một lòng lập tức trầm xuống. Thật không hiểu Ngọc Uyển Nhi khiến loại nào bí thuật, vậy mà lại để cho người này kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ, triệt để bị lạc bản tính, hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Phàm tục thế giới có câu nói, gọi là hoành sợ lăng đích, lăng sợ không muốn sống đích. Một gã kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ, như thế chăng muốn chết chém gợi yêu ta ít, huy lực lập tức tăng vọt hơn phân nửa, trở nên cực khó đối phó. Nhất là vẻ này không thèm để ý chút nào tánh mạng của mình, thầm nghĩ cùng đối thủ đồng quy vô tận khí thế, càng làm cho đối thủ vì khí tự. Phu chiến, dũng khí cúng. Đối chiến song phương, một phương khí thế như cầu vồng một phương khác nghi kỵ nặng nề, thập phần công lực cũng chỉ có thể phát huy ra 5 phần đến. Thắng bại xu thế, lại càng khó có thể nghịch chuyển. Tiêu phàm cũng không sợ tử, nhưng muốn hắn và như vậy một cái đã bị người khống chế khôi lỗi loại tu sĩ liều cái đồng quy vô tận, thực sự tuyệt không muốn. Thấy xấu xí đại hán đi nhanh đánh tới, linh thú hoàn trung hắc quang lóe lên, hắc lân hiện thân đi ra, cái chán ô mang lóng lánh, suy, mà một tiếng, đánh chúng phụ cận một chỗ bồn hoa, lập tức cảnh sắc một hồi vặn vẹo, hiện ra một cái đen xì đại động đến. Tiêu phàm không chút do dự, phiêu nhiên nghi khởi, theo cái kia đen xì đại trong động xuyên đi vào hoắc suy, một tiếng, đại động lắp đầy như lúc ban đầu. Tiêu phàm thấy hoa mắt, vậy mà đến một chỗ cực lớn trong thính đường, bốn phía giấy lên hừng hực bếp lò, từng dãy giá vũ khí thượng, đau thương kiếm kích, 18 loại vũ khí mọi thứ đều đủ, tựa hồ là một chỗ diễn võ sở. Ngọc Uyển Nhi bố trí chỗ ngồi này ảo trận, quả nhiên không giống tiểu khả, cấm chế nặng nề, dùng hắc lân thiên phú thần thông, cũng chỉ có thể lập tức xé mở trong đó một đạo cấm chế, muốn phá giải cả ảo trận, một chút như vậy thời gian, khẳng định không đủ. Nếu thật là đem Hắc Lân một mình thả ra, khiến nó chuyên tâm phá trận, Tiêu Phàm cũng lo lắng. Ngọc Uyển Nhi nhất định sẽ tự mình ra tay để đối phó Hắc Lân. Dùng Ngọc Uyển Nhi kim đan hậu kỳ tu vi đỉnh cao, Hắc Lân chính là kim đan sơ kỳ cảnh giới, cũng không phải nữ nhân kia đối thủ. Như vậy phong hiểm, Tiêu Phàm không thể bốc lên. Diễn võ đại sảnh cuối cùng, một gã khuôn mặt thanh tú, mặc đoàn hoa cẩm bào, cách ăn mặc đắc thập phần đoan chính nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay một cây thanh đồng giáo, yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn thẳng tiêu phàm. Cùng xấu xí đại hán đồng dạng, thanh tú nam tử trong hai mắt lộ ra cực kỳ hung tàn bạo ngược thần sắc, tựa hồ cùng tiêu phàm có thâm cửu đại hận, chỉ muốn đem tiêu phàm vứt đi tánh mạng rồi sau đó sống lại nhanh. Người này thanh tú nam tử, tu vi so sánh xấu xí đại hán lược tốn, nhưng là có kim đan hậu kỳ cảnh giới, so tiêu phàm cao một cái cùng bậc. Thực tế cái loại này điên cuồng thần sắc, lại để cho tiêu phàm nhìn rất không thoải mái. Khó trách phu linh cốc thái cốc chủ phái Ngọc Uyển Nhi tới tham gia đánh cuộc, một bộ tin tưởng 10 phần bộ dạng, cái này Ngọc gia hồ yêu nữ, quả thực tay đoàn phi phàm, vậy mà đã khống chế hai gã cùng giai tu sĩ, vì chính mình quên mình phục vụ. Có can đảm tại hỏa long động bố trí mai phục, đánh hắc bạch song sát chủ ý, không có như vậy điểm lo lắng có thể không làm được. Tiêu phàm vỗ hắc lân lông mềm như nhung đầu, liền định xé rách nơi này ảo cảnh mà đi. Tình huống tính thanh niên nam tử một tiếng tiêm uống, trong tay thanh đồng giáo dương lên, hai cái thật dài mãng xà biến ảo ra, mở ra miệng rộng, hướng về tiêu phàm gấp phúc mà đến, đồng thời dưới chân độn quang vừa động, phi tốc gợi yêu ta tới đây. Tiêu phàm dương tay đánh ra hai đạo viêm linh phù, hóa thành hai mảnh đỏ tươi đau mang, đón thanh đồng giáo biến ảo mãng xà kích bắn đi. Hắc lân cái chán ô mang lóe lên, đánh tại cách đó không xa một loạt giá vũ khí thược, lập tức một hồi vần nước loại vặn vẹo, chỗ này ảo cảnh sẽ bị xé rách mà mở, tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, hướng về bên kia bay đi. Liền vào lúc này, cái kia nơi vặn vẹo ảo cảnh bên trong, một cây bén nhọn lang nha bổng, hô, mà một tiếng, đập phá tới, xấu xí đại hán từ đó hiện thân ra, vùng vẩy lang nha bổng, hùng hổ mà đánh tới. Tiêu phàm lập tức liền lâm vào hai mặt thụ địch khốn cảnh bên trong, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm ở viêm linh chi lưỡi kiếm, Trầm giọng nói ra, đã nhất định phải đánh, chẳng lẽ ta còn sợ là các ngươi không được. Luận đến cận thân chém gờ iota s, tiêu chân nhân đã từng cơ hồ có thể nói là không đâu địch nổi. Xấu xí đại hán cùng tình huống tính thanh niên nam tử sắc mặt đờ đẫn, đối với Tiêu phàm nói lời, không có bất kỳ phản ứng, một cái vung vẩy lang nha bổng, một cái vung vẩy thanh đồng giáo loại binh khí dài, phân biệt theo hai cái phương hướng xung phong liều chết mà đến. Bên này đánh cho khí thế ngất trời ảo cảnh bên trong khác một cái khu vực, rồi lại là hoàn toàn một loại khác cảnh tượng. Trừ chín chính đưa thân vào một chỗ trang trí cực kỳ xa hoa trong tầm cung, bốn phía đèn cung đình cao chiếu, đem chọn cái tầm cung phủ lên thành một loại cực kỳ đau khổ màu hồng phấn. Nặng nề màn gấm về sau, một đám mây trưng sương mù quấn cảnh tượng, truyền đến từng đợt tà âm, tựa hồ có vô số khuê phòng oán phụ, đang tại nói liên miên cằn nhằn mà thổ lộ hết lấy đối với cách người tưởng niệm, tràn đầy vô hạn hấp dẫn chi tình. Chữ chín khóe miệng mang theo một tia sao sao mỉm cười, mở ra đi nhanh, hướng về màn gấm về sau đi đến. Thậm chí trải qua màn gấm thời điểm, chữ chín còn cố ý đưa tay sờ thoáng một tí những kia màu hồng phấn màn gấm, xúc tua trắng nõn mềm mại, dĩ nhiên là thượng đẳng lụa. Cái này ảo trận, thật sự đến dùng giả đánh cháo tình trạng. Chữ chín trong nội tâm cũng không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Theo oán phụ phát ra tà âm, trừ cửu chuyển qua vài đạo màn che, vang lên bên tai nhẹ nhàng nghịch nước thanh âm cùng nữ tử nhu mị khắc có tiếng cười duyên, trước mắt vậy mà xuất hiện một cái hà sương mù bốc hơi suối nước nóng trì, bốn phía rắt ngũ quang thập sắc đèn cung bình, đem suối nước nóng trì nhuộm thành đủ mọi màu sắc, khoảng như mộng huyễn thế giới giống nhau. Trong nước hồ, mấy tên tuổi trẻ thiếu nữ đang tại nghịch nước. Cái này vài tên thiếu nữ đều đều quốc sắc thiên hương, làn da trắng nõn vô cùng, khoác hơi mỏng lụa mỏng, trong nước ngâm, lụa mỏng đều dính tại trên thân thể, uyển chuyển dáng người tinh xảo đặc sắc, đẹp không sao tả xiết, bất luận cái gì nam nhân thấy, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Mà vài tên uyển chuyển thiếu nữ vây quanh đích, tắc chính là là một gã dáng người càng thêm nóng bỏng, làn da càng thêm non mịn, dung mạo càng thêm kiểu diễm mê người tuổi trẻ thiếu phụ, lửa nóng dáng người nửa dấu ở ôn trong suối nước, như ẩn như hiện, hai mắt nhìn qua chữ chín, lộ ra vô tận khiêu khích xx ý. Đúng vậy Ngọc Uyển Nhi, nếu như nói cái kia vài tên tuổi trẻ thiếu nữ làm cho nam nhân vừa thấy tự kìm lòng không được mà nuốt nước miếng lời mà nói, giờ phút này Ngọc Uyển Nhi lại hội làm cho nam nhân vừa thấy phía dưới, lập tức chảy nước miếng. Nam nhân thấy cái kia vài tên tuổi trẻ thiếu nữ, có lẽ còn mang theo một điểm thưởng thức chi tình, nhưng là thấy Ngọc Uyển Nhi lại 100% chỉ còn lại có ái dục. Hận không thể lập tức nhào tới tiến đến, thô bạo mà đem Ngọc Uyển Nhi trên người cái kia ướt đẫm lụa mỏng triệt để bóc đi, lại càng thêm thô bạo mà giữ lấy nàng mềm mại thân thể. Mỗi nhiều liếc nhìn nàng một cái, loại bản quyền võ y g này tự trở nên càng cường liệt một phần, càng về sau lại càng là khó có thể ức chế. Ngọc Huyền Nhi ngập nước hai mắt, tại trừ chín trên mặt lưu luyến, khẽ cắn cặp môi đỏ mỏng, thấp giọng nỉ non nói cửu công tử, đến chứ sao. THIO ta ép thân ở chỗ này chờ ngươi thật lâu đã lâu rồi. Công tử là hùng dũng ngoài vệ nam tử Hán, chẳng lẽ còn lo lắng ta như vậy một cái tay trói gà không chặt con gái yếu ớt sao chúng ta nữ nhân trời sinh chính là vì hầu hạ đàn ông các ngươi mà sinh đích từng tiếng yêu kiều không ngừng truyền vào chửi chín trong tai suối nước nóng ao ở bên trong sương mù cũng dần dần đem chửi chín bao vây lại một loại thập phần đặc biệt hương khí không ngừng chui vào chửi chín chóp mũi thậm chí theo da của hắn bên trong xông vào trong cơ thể của hắn trừ cửu nguyên bản thanh minh hai mắt dần dần trở nên mê mang bắt đầu đứng dậy, trong con mắt lộ ra một tia huyết hồng vẻ, tựa hồ bản tính đã bị bị lạc, nghe xong Ngọc Uyển Nhi một lần lại một lần triệu hoán, rốt cuộc nhịn không được bước chân vào suối nước nóng ao ở bên trong. Cái kia vài tên tuổi trẻ thiếu nữ, lập tức một hồi cười khanh khách, ao ao tuôn ra tiến lên đây, ba chân bốn cẳng mà triền trụ trữ chín, nửa đầy nửa về phía lấy Ngọc Uyển Nhi bên kia đi tới, Ngọc Uyển Nhi nụ cười trên mặt, càng thêm kiểu diễm vô cùng chương 834, Phật Môn Thần Thông. Một nam vài nữ, tại suối nước nóng ao ở bên trong triển miên. Trên người nữ nhân quần áo, cũng đã bỏ đi, nguyên một đám TA ớ huyền ITA Upsilon OI G Đích, núi thịt nhũ biển, sao sao không chịu nổi. Trừ chín tựa hồ hoàn toàn bị lạc bản tính, một bộ hầu nhanh chóng bộ dáng. Ngọc Huyền Nhi cùng hắn triển miên lấy, trong mắt lại toát ra một cổ khó tả vẻ châm chọc, buông xuống tình đậm đặc chỗ, Ngọc Uyển Nhi một chi thon dài bàn tay trắng nõn, chậm rãi vuốt ve đến chữ chín đỉnh đầu, vốn là xanh miết loại trắng nõn năm ngón tay trên đầu ngón tay, bỗng nhiên hắc khí lượn lờ, móng tay trở nên bén nhọn vô cùng, lộ ra một cổ quỷ dị màu đen, mãnh liệt hướng chữ chín trên đỉnh đầu bắt xuống dưới. Bỗng nhiên trong lúc đó, xét đánh một tiếng. Một đạo kim quang tự chữ chín trên đỉnh đầu bắn ra, nặng nề đánh tại Ngọc Uyển Nhi đen nhánh năm ngón tay phía trên, kim quang loạn tránh, ngọc huyền nhi năm ngón tay lập tức từng khúc đứt gãy hóa thành một cổ huyết phụ ngọc huyền nhi hết thảm một tiếng mãnh liệt đẩy ra trừ chín thân thể nhoáng một cái liền hướng bên cạnh tránh đi trên mặt vẻ này dương dương đắc ý thần sắc sớm đã bóng dáng không thấy mà chuyển biến thành chính là một cổ tuyệt đối khó có thể tin thần sắc mắt thấy muốn đắc thủ cũng tại cuối cùng trước mắt thất bại trong gang tấc ngọc huyền nhi vừa sợ vừa giận cũng có chút không hiểu thấu không biết cái này chuyển biến là như thế nào phát sinh đích Liên vào lúc này, trừ chín đầu thoảng qua nhoáng một cái, trong mắt mê mang dần dần rút đi, trọng lại trở nên thần quang trầm tĩnh, nhìn qua Ngọc Uyển Nhi, ha ha cười một tiếng, nói ra, Ngọc Tiên Tử, thật có lỗi đắc rất, người xúc động trong cơ thể ta Phật môn cấm chế. Thân thể vừa động, liền từ suối nước nóng trong ao bắn ra, toàn thân pháp lực một chút lưu chuyển, y phục ướt nhẹp lập tức liền hong khô rồi, lơ lửng tại giữa không chung, quanh thân lóng lánh lấy tầng một kim quang nhàn nhạt. nhạt. Ngọc Huyền Nhi tay phải năm ngón tay hắc khí cuồn cuộn, theo trong hắc khí lại từ từ sinh ra năm miếng xanh miết loại trắng nõn ngón tay đến, nhìn về phía trừ chín ánh mắt. Trở nên lại là phẫn nộ lại là sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi nói, Phật môn cấm chế. Cái gì Phật môn cấm chế? Không ngờ như thế ngươi vừa rồi đều là giả vờ. Ngươi đang ở đây giả heo ăn thịt hổ, trêu đùa hí lộng lão nương. Trừ chín hai tay một quán, rất vô tội nói, Ngọc tiên tử, người cái này nhưng oan uổng ta, Ngọc gia dụ dỗ thuật không nói thiên hạ vô song cũng có thể nói số một số hai tại hạ thật đúng là không có cái kia giả heo ăn thịt hổ bổn sự. Bất quá cái này Phật môn cấm chế là lúc trước sư phụ ta một vị bạn chi kỷ không mầu thiền sư tự mình cho ta gieo xuống đích chỉ cần có tà ma ngoại đạo muốn khống chế tinh thần của ta cái này cấm chế sẽ tự hành khởi động. Hắc hắc việc này a à hát, muốn trách thì trách chính ngươi a à. Ngọc Uyển Nhi khuôn mặt trở nên lại thanh lại bạch thật sự không tưởng được. Trên đời lại vẫn có cổ quái như vậy cấm chế, vậy mà có thể tìm đường sống trong cõi chết. Cái này trừ chín rõ ràng chính là cố ý trêu chọc nàng, giả ra đã muốn rơi vào nàng tầm bắn tên, nhưng thật ra là muốn nhờ lực lượng của nàng đến phát động trong cơ thể cái này Phật môn cấm chế, chính mình một cái không bắt bẻ, thiếu chút nữa bị tổn thất nặng. Hảo hảo, rất tốt, không nghĩ tới các ngươi Nam Châu Đại Lục còn có như vậy Phật môn thần thông, coi như là ta hiếm thấy vô cùng liếu tương đương đợi tí nữa chờ ta chế trụ ngươi, nhưng lại muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhìn xem cái này Phật môn cấm chế, rốt cuộc đến cỡ nào lợi hại. Hơi khoảnh, Ngọc Uyển Nhi nổi giận đùng đùng nói. Chữ chín nhàn nhạt, nhạt mà nhìn xem nàng, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, chậm rãi nói ra, Ngọc Tiên Tử. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội như vậy, ngươi cho rằng, cái này Phật môn thần thông chính là vừa rồi cái kia thoáng một tí sao. Vậy ngươi tự mười phần sai liếu tương đương lời nói thật nói cho ngươi cái này phật môn cấm chế mới vừa vặn mở ra sốt cuộc có nhiều hơn uy năng ngay ta chính mình cũng không biết tóm lại không đem tà ma ngoại đạo diệt sát rơi là tuyệt sẽ không bỏ qua đích phải không ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngọc Huyền nhi cười lạnh không thôi nhưng lời còn chưa dứt sắc mặt tựu thay đổi chỉ thấy trừ chín toàn thân phát ra nhàn nhạt kim quang càng ngày càng là sáng ngời trong nháy tự trở nên ánh vàng rực rỡ đích trói mắt sáng chói Giữa kim quang, trừ chín thân hình dần dần ẩn nấp không thấy, một pho tượng Phật môn kim cương trượng sáu kim thân, di động hiện ra. Nhìn kỹ lại, cái này kim cương lập lông mày trợn mắt, toàn thân, vạn, tự phù văn không ngừng lóng lánh, tay trái niết quyết, tay phải ôm một quả đồng dạng kim trói hàng ma sử, dưới cao nhìn xuống mà nhìn gần lấy Ngọc Uyển Nhi, một cổ khổng lồ đến cực điểm linh áp, tràn trề ra. Cùng lúc đó, từng đợt phản sướng thanh âm, tại đây trong không gian chấn vang lên. Trong chốc lát, bốn phía cảnh vật như là nhận lấy nào đó cực lớn trùng kích, không ngừng vặn vẹo bắt đầu đứng dậy. Tại đây vốn là Ngọc Uyển Nhi bố trí ra tới ảo cảnh, mang theo cực kỳ nồng đậm yêu tà khí, hôm nay tại Phật môn thần thông trùng kích phía dưới, lập tức liền không kiên trì nổi, lộ ra sắp sụp đổ điểm báo trước. Lẽ nào lại như vậy? Ngọc Uyển Nhi vừa sợ vừa tức, một tiếng gầm lên, thủ đoạn một phen, trắng nõn trong lòng bàn tay, thiên huyễn lưu ly li bảo thụ di động hiện ra. Vốn là Phật môn thần thông chuyên khắc yêu tà công pháp, nhưng cái này Phật môn đại đức cũng không phải tự mình lúc này, chỉ là trùng tại trừ chín trong cơ thể một đạo cấm chế mà thôi, có thể có nhiều hơn uy năng. Nàng hao tốn to như vậy tâm huyết, mới ở chỗ này vây khốn tiêu phàm cùng trừ chín, mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, há lại sẽ bởi vì này sao một đạo không hiểu thấu xuất hiện Phật môn cấm chế, tự không đánh mà chạy. Ngọc Uyển Nhi miệng lẩm bẩm, thiên huyễn lưu ly li bảo thụ quang mang chấp diệu, từng đạo cảnh vật hư ảnh đổ xuống mà ra, cuồn cuộn không dứt mà dũng mãnh vào đến bốn phía trong hư không, vốn đã vặn vẹo không chịu nổi, tùy thời đều sụp đổ ảo cảnh, dần dần ổn định lại. Yêu nhiệt, đang lúc Ngọc Uyển Nhi âm thầm thở vào một cái lúc, vang lên bên tai một tiếng hét to. Trượng sáu kim cương hai mắt tròn cả, phải giơ tay lên, kim chói hàng ma sử bay lên giữa không trung, đón gió bay múa, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, ầm ầm hướng về Ngọc Uyển Nhi oanh kích mà xuống. Ngọc Uyển Nhi sắc mặt thoảng qua biến đổi, eo nhỏ nhắn uốn éo, muốn tránh đi. Nhưng là ngay sau đó, Ngọc Uyển Nhi lại phát hiện, chính mình hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không nhúc nhích được. Lần này, lập tức đem Ngọc Uyển Nhi cả kinh hồn phi thiên bên ngoài, gấp vội cúi đầu hướng dưới chân nhìn lại, chỉ thấy một đôi màu vàng đất dài khắp cát đất vướng mắc hạt, bàn tay lớn, theo lòng đất sông ra, một mực bắt được nàng hai chân mắt cá chân chỗ đúng vậy tiêu phàm cái kia thổ ma ngẫu không biết lúc nào đã muốn lặng lẽ tiềm hành đến ngọc uyển nhi dưới chân tại đây quan trọng hơn trước mắt không chút khách khí mà bắt được nàng mắt cá chân nếu như là một trọi một tranh đấu ngọc uyển nhi tự nhiên không sợ hãi chút nào thổ ma ngẫu như vậy chiêu số có rất nhiều biện pháp đối phó nhưng dưới mắt rất rõ ràng thổ ma ngẫu bắt được chỗ yếu hại của nàng nàng hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự không có thời gian đi thoát khỏi thổ ma ngẫu dây dưa Hàng ma sử đã muốn mang theo Lôi Đình Vạn Quân uy thế, mãnh liệt đánh mà xuống. Trong lúc này, Ngọc Uyển Nhi cũng chỉ có thể cắn răng, cái má hiện hồng, đem toàn thân pháp lực đều rót vào Thiên Huyễn Lưu Ly li bảo thụ bên trong, hướng lên nhất cử. Dùng Ngọc Uyển Nhi Kim Đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, cái này một toàn lực thi triển, tự nhiên không giống tiểu khả, chỉ thấy Thiên Huyễn Lưu Ly li bảo thụ ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng đen, linh quang đại phóng, không chút nào yếu thế về phía lấy cực lớn hàng ma sử đón đánh đi lên. Oanh! Hàng ma sử hung hăng đánh trung thiên huyễn lưu ly li bảo thụ. Không nghĩ giống như bên trong bất phân thắng bại, tại hai người giải trừ lập tức, thiên huyễn lưu ly li bảo thụ phóng xạ ra ngũ thải quang cháo, liền lặng yên không một tiếng động mà từng khúc vỡ vụn. Giống như xinh đẹp bọt xà phòng vỡ tan ra, ngay nửa phần kháng cự chi lực đều không có. Ngũ thải quang cháo vừa vỡ liệt, hàng ma sử liền không hề cản trở mà oanh kích tại thiên huyễn lưu ly li bảo thụ bản trên hạ thể đồng dạng ngũ thải ban lan vàng xanh đỏ trắng đen lưu ly li bảo thụ phát ra một tiếng giòn vang liền là hóa thành một đống đủ mọi màu sắc mảnh vụn tứ tán vẩy ra tựa như rơi xuống một hồi kỳ quái lưu ly li vũ ngọc huyền nhi quá sợ hãi hai tay kết ấn muốn thi triển ra mặt khác thần thông đến chỉ tiếc nàng thật sự là không có thời gian liễu tương đương sau một khắc hàng ma sử liền ở giữa nàng trên đỉnh đầu. Ngọc Huyền Nhi một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết. Toàn bộ thân hình liền bị kim quang cái bọc trong đó, lập lè không thôi. Ngọc Huyền Nhi tiếng thét chói tai cũng không tiếp tục thời gian quá dài, rất nhanh liền kiết nhiên Nhi chỉ. Kim quang bỗng nhiên vừa thu lại, bên trong đã muốn rỗng tuếch, thật là làm không đến còn lại. Hàng ma sử gào thét mà dậy, bay lên giữa không chung, chậm rãi trở lại trượng sáu kim cương trong tay. Trượng sáu kim cương toàn thân kim quang cũng khoảng cách ảm đạm xuống dưới, lại hóa thành ti ti từng sợi kim quang, dung nhập đến chữ chín trong cơ thể, không thấy bóng dáng. Chữ chín lần nữa hiện thân ra, nhẹ nhẹ thở phào một cái, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ thần sắc. Lúc trước không màu thiền sư nói hắn có đào hoa kiếp, tự tay đem cái này Phật môn cấm chế chủng tại trong cơ thể của hắn, nói rõ đương làm đào hoa kiếp hàng lâm thời điểm, có thể bảo vệ hắn ba lượt bình an. Chữ chín cũng chỉ là bán tín bán nghi đây là đầu hắn một hồi kích phát cái này Phật môn cấm chế. Lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này cấm chế chi lực, vậy mà sắc bén đến tận đây. Ngọc Huyền Nhi cùng hắn đồng dạng là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, rõ ràng ngay nửa điểm kháng cự chi lực đều không có, thoáng qua trong lúc đó, đã bị cấm chế diệt sát. Cứ việc trong đó có thổ ma ngẫu hay đến hào đỉnh phối hợp, nhưng cấm chế lực lượng cường đại, còn là xa xa vượt qua trừ chín tưởng tượng bên ngoài. Đáng tiếc chính là, cái này Phật môn cấm chế không thể do chính hắn đến điều khiển, chỉ có tại đào hoa kiếp hàng lâm thời điểm mới sẽ tự động kích phát. Ngọc Huyền Nhi nếu như sớm biết như vậy Nam Châu Đại Lục Phật môn cao tăng, có như vậy thần diệu vô thượng thần thông, tự nhiên tuyệt sẽ không đối với chữ chín thi triển sắc dụ thủ đoạn, tự hành muốn chết. Ngọc Huyền Nhi vừa chết, thiên huyễn lưu ly li bảo thụ bị phá hủy, cả ảo trận liền rốt cuộc duy trì không được, lập tức tiêu tán chỉ thấy mới vừa rồi còn cho mình vô tận triền miên suối nước nóng trì, tầng tầng màn gấm, như hoa mỹ nữ, đều đều tại văn nước loại chấn động điểm giữa điểm chôn vùi, lộ ra màu nâu đen núi lửa nham, trừ chín cũng không nhịn cảm thán không thôi. Tại cách trừ chín cách đó không xa, tiêu phàm vươn người đứng thẳng, hắc y xấu xí đại hán cùng tình huống tính thanh niên nam tử, một trái một phải nằm trên mặt đất, đầu đều bị theo trên cổ cắt xuống dưới, cút ra mấy trượng bên ngoài, đã muốn biến thành hai cỗ không đầu thi thể. Trên người khí tức đều không có. Tại Ngọc Uyển Nhi chết lập tức, cái này hai gã đã bị tà thuật khống chế tu sĩ, cũng rất giống mất hồn phách tựa như bỗng nhiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Cơ hội như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua, Viêm Linh chi lưới kiếm vung lên, một đao một cái, nhất thời hết nợ. Đáng thương hai người cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, tân tân khổ khổ tu luyện hơn 100 năm, mới đạt tới hôm nay cảnh giới, nguyên lai tưởng rằng Trường Sinh có hy vọng đại đạo đều có thể, ai ngờ đang nhận được Ngọc Uyển Nhi tà thuật khống chế, càng ở chỗ này vẫn lạc mà vong, thành dưới đao chi quỷ. Cửu huynh, cái kia yêu nữ đã bị ngươi diệt sát đến sao? Tiêu phàm thu hồi viêm linh chi lưới kiếm, cũng nhẹ nhẹ thở phào một cái, hỏi. Chữ chín ha ha cười một tiếng, nói ra yêu nữ xác thực là chết. Rồi, bất quá giống như không thể xem như bị ta diệt sát đích. Nghe xong lời này, tiêu phàm không khỏi sững sờ. Trừ chín lập tức đem Phật môn cấm chế thần thông cùng hắn đại khái giải thích thoáng một tí, tiêu phàm lập tức cũng ngây dại, hơi khoảnh, mới cảm thán nói quả nhiên là có đạo cao tăng, thần thông quảng đại. chương 835, Đoạt xá Hắc Lân Địch nhân tiêu diệt, hai người không chút khách khí mà tại nguyên chỗ tìm tòi một phen, đem ba người chữ vật vòng tay cùng linh thú hoàn đều thu trong tay. Đối với xấu xí đại hán cùng tình huống tính thanh niên chữ vật vòng tay linh thú hoàn, hai người cũng không thế nào chú ý, ngoại trừ một ít pháp bảo đan dược các loại. Gì đó, không có mặt khác chân quý vật phẩm còn lại đích, khẳng định đều tập trung vào Ngọc Uyển Nhi trong tay. Ngọc Uyển Nhi chỉ là đưa bọn chúng đương làm thành hình người, khôi lỗi, sử dụng, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không nghĩ tới, làm cho bọn họ còn sống rời đi lệ thú cánh đồng hoang vu. Đã như vậy, thứ tốt tự nhiên đều quy Ngọc Uyển Nhi, cần gì phải ở lại hai cái tử trên thân người. Ngọc Uyển Nhi chữ vật vòng tay khoảng chừng ba cái nhiều, trong đó thứ tốt quả thực không ít. Coi hắn ngọc ra lão tổ tông thân phận, tăng thêm vơ vét xấu xí đại hắn cùng tình huống tính thanh niên nam tử tích xúc, thân gia tự nhiên xa xỉ. Bất quá linh thạch cũng không phải nhiều, nàng không phải tán tu, lại càng không là người từ ngoài đến, không cần phải đem quá nhiều linh thạch tùy thân mang theo, lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, cũng không có nhưng cung cấp giao dịch phường thị, ngoại trừ bổ sung linh lực, bố trí pháp trận cần dùng đến một ít linh thạch, địa phương khác không dùng được. Cũng may tiêu phàm cùng trừ chín mục tiêu, cũng cũng không có đặt ở linh thạch thượng cấp. Đáng tiếc, ngày đó huyễn lưu ly li bảo thụ hủy diệt rồi. Tiêu phàm có chút tiếc hận mà lắc đầu. Hắn đối với ảo trận cũng có một chút nghiên cứu, nếu có thể đem cái này khỏa thiên huyễn lưu ly li bảo thụ làm tới tay, hoa đào ảo trận uy lực nhất định có thể tăng nhiều không ít. Ngoại trừ cái này khỏa thiên huyễn lưu ly li bảo thụ, hai người không hẹn mà cùng đem chú ý đặt ở ngọc uyển nhi linh thú hoàn thượng. Tiêu Phàm run lên linh thú hoàn, một đạo hồng mang hiện lên, một đầu toàn thân hỏa hồng thú con, bắn ra, đúng vậy Ngọc Uyển Nhi khoe qua cái kia đầu cánh hỏa hồ. Cánh hỏa hồ hiện thân về sau, sẽ cực kỳ nhanh co lại đến hang trong khắp ngõ ngách, trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn thẳng Tiêu Phàm cùng chữ chín, trong mắt mang theo một chút vẻ kinh hoàng, càng nhiều là thì là dịu dàng ngoan ngoãn ý, cũng không có đặc biệt đối địch tâm tình. Cái này linh thú tựa hồ cũng không biết chủ nhân của nó đã bị người trước mắt diệt gợi yêu ta chết. Trừ chín có chút kỳ quái nói, cái này linh thú nên vậy đã muốn nhận thức qua chủ A. Như thế nào giống như có chút là lạ đích. Theo lý thuyết, nhận chủ linh thú cùng chủ nhân ở giữa tâm thần liên lạc là mật thiết nhất đích, Ngọc Uyển Nhi vẫn lạc, cánh hỏa hồ không có khả năng không biết. Rõ ràng đối với diệt sát loại người không có biểu hiện ra bao nhiêu địch ý đến, xác thực tại lẽ thường không hợp tiêu phàm cũng hai hàng lông mày cao lại. Cái kia cánh hỏa hồ tựa hồ biết rõ bọn hắn suy nghĩ cái gì, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra một cổ nhân cách hóa ý cầu khẩn, lại từ từ theo chỗ ẩn thân đi ra ngoài ra hai bước, ngẩng đầu lên, tỏ vẻ thần phục. Nếu như tiêu phàm lúc trước chưa từng gặp qua này đầu thú con trong mắt hiện lên giảo hoạt thần sắc, thật là có khả năng bị hắn cái này đáng thương bề ngoài lừa dối đi qua. Không hề nghi ngờ, dùng Ngọc Huyền Nhi giảo hoạt đa trí, nàng nuôi dưỡng nhận chủ linh thú, không có khả năng biết điều như vậy trung thực. Tiêu Phàm giơ tay lên, Hắc Lân theo linh thú hoàn ở phía trong kích xạ ra. Vừa thấy được không tính ra cánh hỏa hồ, Hắc Lân biểu hiện làm cho người ta chấn động, vậy mà thân thể một cung, toàn thân bộ lông chuẩn bị đứng đấy mà dậy, một đôi bích lục mắt to, gắt gao nhìn thẳng cánh hỏa hồ, một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Cánh hỏa hồ lại càng thêm biểu lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong mắt to thậm chí nước mắt sóng gợn sóng gợn. Hắc Lân hai mắt nhíu lại, mèo ô, một tiếng, một đạo chiều cao hai trượng mãnh thú hư ảnh, bỗng nhiên tại hắn trên người di động hiện ra, ngửa đầu phát ra không tiếng động giống to, uy phong lẫm lẫm. Vốn là còn đáng thương cánh hỏa hồ, vừa thấy được này đầu mãnh thú hư ảnh, lập tức cũng thân thể một cung, bộ lông đứng đấy, một cổ cường đại khí tức, phóng lên trời, trong mắt đáng thương thần sắc, trong nháy tự biến thành vô cùng oán độc cùng bạo ngược, nhìn về phía trên cực kỳ quen thuộc. Ngọc Uyển Nhi, Tiêu Phàm cùng trừ chín đồng thời hít một hơi lương khí, thấp giọng kêu lên. Cái này cánh hỏa hồ, vậy mà làm cho bọn họ cảm nhận được Ngọc Uyển Nhi khí tức, hơn nữa đặc biệt rõ ràng. Tại đây lập tức, bọn hắn rõ ràng cảm giác được đối mặt không phải một đầu linh thú, mà là Ngọc Uyển Nhi bản thân. Cánh hỏa hồ bộc phát ra cường đại khí tức về sau, cũng không cùng Hắc Lân phóng đúng, mà là thân thể bắn ra, thẳng tắp về phía lấy một cái khác cái lối đi bay đi, đó là xâm nhập Hỏa Long động thông đạo không thể nghi ngờ, cái này linh thú cũng tâm lý nắm chắc, giờ này khắc này ra bên ngoài chạy, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Đi đến bên trong chạy, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, tiêu phàm cùng chử chín vội vã rời đi nơi đây, không nhất định hội đuổi gỡ yêu ta ít hắn. Xét đánh một tiếng, mấy đạo tinh xảo hồ quang điện phát sau mà đến trước, hướng về cánh hỏa hồ oanh kích mà xuống. Cánh hỏa hồ không chút do dự mà uốn éo thân thể, chuyển biến một chút tiến lên phương hướng, hiểm và hiểm địa tránh được những kia hồ quang điện, nhưng cũng không dám dừng lại, một lòng muốn rời khỏi cái này hang. Tiêu phàm quát khẽ một tiếng, như ý lôi quang tháp phi bắn ra, lóe lên tức thì, sau một khắc, tại cánh hỏa hồ phía trước hiện thân ra, một đạo lôi điện bình chướng, chút xuống mà hạ, kết kết thật thật đem phía trước hang đều phong kín liễu tương đương. Cánh hỏa hồ chạy thuộc mảng tốc độ quá nhanh, né tránh không kịp, một đầu đâm vào lôi võng. Lập tức lại là một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, nương theo lấy một hồi da lông khét lẹt hương vị, tràn ngập ra đến. Đương nhiên, lôi quang tháp vội vàng thả ra những này lôi điện, còn chưa đủ để dùng nhất cử đánh gục này đầu thất cấp yêu thú, chỉ là lại để cho cánh hỏa hồ bị thương mà thôi, chạy trốn động tác bị ngạnh xanh xanh mà cắt đứt. Sau một khắc, hắc lân đảo mắt đã đến cánh hỏa hồ sau lưng, mở ra miệng rộng, không chút khách khí mà hướng phía cầm lên lưới điện chung thoát thân cánh hỏa hồ cắn xuống dưới. Cánh hỏa hồ lông mềm như nhung đuôi to ba hất lên, thân thể mãnh liệt điều quay tới, cũng hé miệng, không sợ hãi chút nào hướng về hắc lân đón chào, trong nháy hai đầu tu vi có thể so với kim đan sơ kỳ thất cấp linh thú, liền là uốn éo đánh thành một đoàn, cùng bình thường yêu thú ở giữa tranh đấu, tựa hồ không có gì khác nhau. Bất quá đã muốn bị thương cánh hỏa hồ, rõ ràng không phải hắc lân đối thủ, huống chi hồ ly loại linh thú, vốn là tựu cũng không am hiểu tranh đấu, vừa mới giao thủ, đã bị hắc lân triệt để đặt ở hạ phong, cơ hồ chỉ có chống đỡ chi công không có sức hoàn thủ. Tiêu phàm cùng chữ chín chậm rãi bay đi, một trái một phải, bên cạnh đang xem cuộc chiến. Đến trình độ này, cái này cánh hỏa hồ mặc kệ còn có cái gì cổ quái, hẳn là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn liễu tương đương. Hắc lân thực ánh mắt thông, vốn là đối với nó ẩn nấp cùng ảo thuật có rất mạnh khắc chế chi lực. Đang lúc tiêu phàm âm thầm thở vào một cái thời điểm, dị biến nảy sinh. Hắc lân một ngụm cắn cánh hỏa hồ cái cổ, Cánh hỏa hồ vùng vẫy hai cái, liền là đạp chết thẳng cẳng, không động đậy được nữa, lập tức một đạo nhạt bóng người màu đen, từ cánh hỏa hồ trên người vừa bay ra, thình lình đúng vậy Ngọc Uyển Nhi bộ dáng, bất quá chỉ có hơn một xích chiều cao, diện mục tương đối mơ hồ. Hắc Lân, chú ý. Tiêu Phàm chấn động, gấp vội kêu lên, muốn ra tay, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy đạo kia hơn một xích chiều cao màu đen bóng người, nhoáng một cái liền chui vào đến Hắc Lân trong cơ thể, không thấy bóng dáng chính gắt gao cắn cánh hỏa hồ hắc lân bỗng nhiên mèo ô kêu to một tiếng thân thể một cung mãnh liệt nhảy dựng lên lập tức xoạch một tiếng nặng nề rơi xuống trên mặt đất tứ chi bế tắc toàn thân bộ lông đứng đấy không ngừng mà phát run bích lục trong mắt to toát ra cực độ thần sắc thống khổ hắc lân tiêu phàm cái này cả kinh không giống tiểu khả sắc mặt lập tức đại biến vốn là đụng phải bất cứ chuyện gì đều chấn định tự nhiên tiêu chân nhân giờ khắc này hoàn toàn sợ tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải. Theo tình lý đi lên phân tích, Hắc Lân chính diện Lâm Ngọc Uyển Nhi linh hồn đoạt xá. Lại nói tiếp, Ngọc Uyển Nhi cũng thật sự là giảo hoạt, tại bị hàng ma sử đánh chúng lập tức, quyết định thật nhanh, đem tinh hồn ẩn thân tại linh thú trong cơ thể, lại chủ động hướng tiêu phàm trừ chín tỏ vẻ thần phục, hy vọng hai người không bắt bẻ phía dưới, hội đem cánh hỏa hồ trở thành bình thường nuôi dưỡng linh thú mang ra lệ thú cánh đồng hoang vu đi ai ngờ lại đụng phải hắc lân cái này khắc tinh, thoáng một tí tựu xem thấu cánh hỏa hồ tướng mạo sẵn có. Mắt thấy không chỗ có thể trốn, Ngọc Uyển Nhi lần nữa quyết định thật nhanh, trực tiếp đoạt xá hắc lân. Chỉ cần lúc này đoạt xá thành công, tiêu phàm đã có thể ở vào lưỡng nan hoàn cảnh liễu tương đương. Ngọc Uyển Nhi nhìn ra được, hắc lân chính là tiêu phàm bổn mạng linh thú, đối với tiêu phàm tầm quan trọng, có thể nghĩ. Một khi thành công đoạt xá, thì có cùng tiêu phàm đàm phán vốn liếng về phần từ nay về sau, khả năng vĩnh viễn đều muốn trở thành tiêu phàm linh thú, thực sự đành phải vậy. Sống chết trước mắt, dù sao cũng là mạng sống đệ nhất. Tiêu phàm cũng quả thật bị nàng đánh cho trở tay không kịp, trơ mắt nhìn xem linh hồn của nàng xâm nhập hắc lân trong cơ thể, hoàn toàn không kịp ngăn trở. Bất quá tiêu phàm bối rối, cũng là lóe lên tức thì, lúc này khoanh chân ngồi xuống, hai tay nhiết quyết, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, toàn thân hạo nhiên chính khí lưu chuyển, bắt đầu câu thông Hắc Lân tâm thần. Với tư cách bổn mạng của hắn linh sủng, Hắc Lân đã cùng hắn cùng một chỗ sinh sống 30 năm, hai người trong lúc đó sớm đã làm được tâm tức tương thông. Hắn hiện tại tuy không có cách nào trực tiếp trợ giúp Hắc Lân đối kháng Ngọc Uyển Nhi hồn phách, nhưng có thể trấn an Hắc Lân cảm xúc, trợ giúp hắn tĩnh tâm đối địch. Đối mặt loại tình hình này, Trừ Chín cũng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể ở một bên tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng phòng ngừa có mặt khác yêu thú đến quấy giày tiêu phàm cùng Hắc Lân. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, Hắc Lân toàn thân run rẩy đắc càng ngày càng là lợi hại, một đôi xinh đẹp lục nhãn con ngươi cũng bắt đầu trắng dã rồi, lật nghiêng trên mặt đất, tứ chi không ngừng run rẩy, tựa hồ đang tại kinh nghiệm nào đó cực hạn thống khổ. Cũng không biết bao nhiêu thời điểm đi qua một đạo dài hai trượng mãnh thú hư ảnh, mãnh liệt theo Hắc Lân trong cơ thể lao ra, lần nữa không tiếng động mà ngửa mặt lên trời giống to, sóng mà một tiếng tứ tán vỡ vụn hóa thành vô số quang điểm tan rã tại trong hư không run rẩy run rẩy hắc lân như vậy an tĩnh lại lẳng lặng gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích tiêu phàm tắc chính là nhìn không chuyển mắt mà nhìn qua hắc lân vươn tay ra nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn đen nhánh mềm mại bộ lông mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương cùng vẻ chú ý hơi khoảnh hắc lân cái chán cái kia rúm ngân bạch bộ lông hào quang lóe lên một đạo nhàn nhạt, nhạt hư ảnh xông ra mơ hồ là một nữ tử thân hình, ước chừng hơn một xích chiều cao, dáng người tinh xảo đặc sắc, diêm dúa lập y gờ lơ vô cùng, ngay từ đầu lúc cực kỳ mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng. Nhìn thấy cái này hư ảnh khuôn mặt, tiêu phàm cùng chữ chín đều đều sắc mặt đại biến. Thình linh đúng vậy Ngọc Uyển Nhi. Tiêu đạo hiếu, như thế nào, không biết th yêu ta ép thân đến sao. Không đợi tiêu phàm phục hồi tinh thần lại, cái kia Ngọc Uyển Nhi hư ảnh liền khanh khách một tiếng nhõng nhẽo cười, yên nhiên nói ra, thanh âm nũng nịu đích, lại mị lại nhu, cũng chính là Ngọc Uyển Nhi tiếng nói. Tiêu phàm sắc mặt, thoáng cái trở nên khó coi dị thường, gắt gao nhìn thẳng cái kia đạo hư ảnh, trong mắt phun ra phẫn nộ ngọn lửa. Audio điện tử võ tấn bền chương 836 Tiến Giai Kim Đan Hậu Kỳ Hi hi, chủ nhân, người thật sự không biết ta. Ta không phải Ngọc Uyển Nhi, ta là Hắc Lân. Ngay tại tiêu phàm nổi giận đùng đùng, nhìn gần lấy hư ảnh thời điểm, bóng người kia thanh âm lại là biến đổi, trở nên xinh đẹp nghịch ngợm, cười hì hì nói ra, cùng Ngọc Uyển Nhi cái loại này nũng nịu lại mị lại nhu thanh âm, hoàn toàn bất đồng. Nhìn kỹ lại, bóng người khuôn mặt cũng có rất lớn thay đổi, một gã trâu tròn ngọc sáng đáng yêu nữ hài, còn mang theo hai cái dí giỏ má lúng đồng tiền, tuy nhiên còn có năm sáu phân cùng Ngọc Uyển Nhi tương tự, so với Ngọc Uyển Nhi thiếu vài phần dụ dỗ nhiều vài phần ngây thơ, thần sắc trong lúc đó, mang theo nói không nên lời thân cận ý. Tiêu phàm lập tức bị làm hồ đồ rồi, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, rất không xác định nói, người rốt cuộc là ai. Đối với tiêu chân nhân mà nói, như vậy cầm bất định chủ ý tình hình, thật đúng là phi thường hiếm thấy. Hi hi, ta mới vừa rồi là với người hay nói dẫn đích, ta đương nhiên là hắc lân liễu tương đương. Người hảo hảo cảm giác thoáng một tí chẳng phải sẽ biết rồi. Tiêu phàm hai mắt khép hờ, hơi khoảnh, mở choang mắt, tràn đầy kinh hỉ ý, kêu lên, người thật sự là hắc lân. Người cái này tiểu phiến tử, vừa rồi đem bà ta sợ tới mức. Hư ảnh khanh khách mà nhõng nhẽo cười lấy, nghịch ngợm mà mở chừng hai mắt, nói ra, Ngọc Uyển Nhi muốn ăn tươi ta, kết quả bị ta chó ăn hết. Hiện tại, trong nội tâm nàng nghĩ cái gì, ta cũng biết nhì. Cái dạng này, có phải là cũng có chút tượng nàng. Nghe đi lên, ngữ khí thoải mái vô cùng, ai có thể nghĩ đến, Tự vừa rồi, Hắc Lân vừa mới đã trải qua một lần thảm thiết vô cùng đoạt xá chi tranh giành. Vốn là muốn thôn vệ Hắc Lân linh hồn, áp chế tiêu phàm Ngọc Uyển Nhi, tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà bị Hắc Lân đem nguyên thần thôn vệ đắc không còn một mảnh. Thông qua thần thức câu thông, tiêu phàm xác nhận hiện tại cùng hắn nói chuyện thật sự là Hắc Lân, không phải Ngọc Uyển Nhi. Bởi vì cắn nuốt sạch Ngọc Uyển Nhi linh hồn, Hắc Lân vậy mà có biến ảo thành hình người năng lực, cứ việc chỉ là hư ảnh, nhưng có thể cùng tiêu phàm trực tiếp dùng ngôn ngữ tiến hành câu thông, cùng trước kia quả thực là cách biệt một trời. Há dừng lại là tưởng, lúc mới bắt đầu, quả thực chính là giống như đúc. Ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào, hắc lân có lẽ hay là hắc cô nương. Một bên chử chín nhịn không được cười trêu gẹo nói. Chử chín xuất thân Nam Châu Đại Lục, yêu thú biến hóa loại sự tình này, hắn cũng được chứng kiến đích, cũng là chút nào không lấy làm lạ, ngược lại cảm thấy thập phần thú vị hư ảnh cổ nghiêng một cái, rất chân thành nói, hắc cô nương nhiều khó nghe a à hát, người có lẽ hay là bảo ta hắc lân a. À. Hiện thân nói chuyện kỳ thật rất tốn sức đích, ta mệt chết đi, muốn cần nghỉ ngơi liếu tương đương. Nói xong, hư ảnh một hồi lắc lư, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hắc lân tung người mà dậy, chui vào tiêu phàm trong ngực, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ngáp một cái, còn rũi ra thịt vù vù móng vuốt, vỗ vỗ miệng của mình tiêu phàm thân thủ vuốt ve hắn lông mềm như nhung đầu, mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương vẻ. Hắc lân rũi ra phấn hồng đầu lưỡi, thân mật mà liếm liếm tiêu phàm mu u bàn tay, thân thể nhoáng một cái, chủ động chui vào linh thú hoàn, gục ở chỗ này, nằm ngáy o. O, bắt đầu đứng dậy, tiêu phàm thần niệm hướng linh thú hoàn ở phía trong tìm tòi, phát hiện Hắc lân khí tức, so sánh với lúc trước càng cường đại hơn vài phần, giống như hồ đã đến thất cấp yêu thú đỉnh phong, sắp tiến dài thành bát cấp yêu thú tinh tế tưởng tượng ngọc uyển nhi là kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ hắc lân cắn nuốt sạch linh hồn của nàng về sau sắp tiến dai ngược lại đương nhiên cũng không làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn ha ha huynh đệ đây chính là nhân họa đắc phúc bên người có như vậy một xinh đẹp linh thú tương bồi không tiếp tục tịch mịch mà lo lắng tiêu phàm ha ha cười một tiếng gật đầu đồng ý gần nửa canh giờ hậu đạo độn quang từ miệng núi lửa phóng lên trời trên không chung một chút xoay quanh, liền là hướng đông bắc phương hướng bay đi, đúng vậy thắng lợi trở về tiêu phàm cùng trừ chín lượng người. Một thiên đi qua, hai người tại một tòa sơn mạch bên trong đè xuống độn quang, chỗ này dãy núi tuy nhiên không lớn, lại là linh khí mở mịt, làm cho người vui vẻ thoải mái. Lập tức hai người tại dãy núi bên trong khai ra một cái tạm thời động phủ. Huynh đệ, người tranh thủ thời gian nuốt vào cái kia hỏa vân thường luồng nội đan, ở chỗ này nếm thử một chút, nhìn xem có thể hay không đột phá bình cảnh ta tại bên ngoài cho ngươi hộ pháp tạm thời động phủ mở đi ra trừ chín lập tức nói ra tại hỏa long trong động hai người sớm đã đem phen này thu hoạch chia cắt không còn lời nói thật nói lần này hỏa long động hành trình hai người thật đúng là buôn bán lời cái đại mãn quan vô luận hắc bạch song sát có lẽ hay là ngọc uyển nhi cùng với tên kia xấu xí đại hán cùng tình huống tính thanh niên nam tử đều đều thân gia phong phú thực tế hắc bạch song sát chữ vật vòng tay ở bên trong, rõ ràng có thật nhiều không thuộc về đồ đạc của bọn hắn, có thể muốn gặp, nhất định là diệt sát tu sĩ khác về sau, cường đoạt tới. Tiêu phàm cùng chữ chín đại phát một số tiền của phi nghĩa. Những này còn thì thôi rồi, tiêu phàm, đỉnh càn khôn, trong, còn cất chứa lấy một đầu nguyên vẹn hỏa vân thuồng luồng. Đây chính là ngay nguyên anh tu sĩ đều trông mà thèm không thôi dị thú. Đối với hỏa vân thuồng luồng tài liệu phân phối, trừ chín đã sớm thanh minh qua, nội đan quy tiêu phàm. Tự trước mắt loại tình hình này mà nói, tiêu phàm so với hắn càng cần nữa này cái hỏa vân thuồng luồng nội đan đến đột phá bình cảnh. Mà hắn đã là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, có đại trận phong ấn chi lực áp chế, muốn tại lệ thú cánh đồng hoang vu trong đột phá bình cảnh, tiến giai nguyên anh kỳ, cái kia tuyệt không khả năng. Lập tức tiêu phàm cũng không khách khí, đem hỏa vân thuồng luồng tháo thành tám khối, nội đan quy chính mình, trừ lần đó ra, tiêu phàm còn muốn hỏa vân thuồng luồng chỗ cổ tính ra miếng bổn mạng thực lân cùng một con thuồng luồng gân cùng với hỏa vân thuồng luồng lợi trảo. Lần này trong chiến đấu, thượng phẩm pháp bảo âm dương bát quái kính bị hủy, tiêu phàm muốn dùng hỏa vân thuồng luồng bổn mạng thực lân luyện chế một mặt hộ thân tấm chắn. Về phần thuồng luồng gân cùng hỏa vân thuồng luồng lợi trảo, tiêu phàm tác chính là ý định luyện chế thành cung tiến các loại vũ khí, hỏa vân thuồng luồng khác một con thuồng luồng gân cùng vài miếng bổn mạng thực lân, cùng với một cái chân sau, phân cho chữ chín. Chiếu tiêu phàm ý tứ, là muốn trước luyện chế ra đoạn trường thảo giải dược, lại chuẩn bị đột phá bình cảnh, chữ chín cũng rất kiên trì, muốn hắn trước nếm thử đột phá bình cảnh. Bất kể thế nào nói, nếu như tiêu phàm thật có thể thành công tiến dai đến kim đan hậu kỳ, pháp lực đại tăng, luyện chế giải dược thì càng gia tăng bảo hiểm một ít. Tiêu phàm không lay chuyển được hắn, chỉ phải cung kính không bằng tuân mệnh liễu tương đương lúc này trừ chín tại tạm thời ngoài động phủ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, bảo vệ cho cửa vào. Tiêu phàm lại đem thổ ma ngẫu phóng xuất, chui xuống dưới đất, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, đem hỏa vân thuồng luồng nội đan lấy ra, phóng trong tay cẩn thận chu đáo. Trong lúc này đan ước trừng trứng gà lớn nhỏ, óng ánh sáng long lanh, giống như một khỏa hơi mờ kê huyết thạch, cực kỳ huyễn lệ, cùng đại đa số yêu thú nội đan không giống với, hỏa vân thuồng luồng nội đan không có chút nào huyết tinh khí, do ở phía trong mà bên ngoài, lộ ra một cổ tinh thuần vô cùng hỏa hệ linh lực. Bình thường mà nói, đại bộ phận yêu thú nội đan cần phụ trợ hắn dược vật của hắn, trải qua luyện chế về sau, mới có thể năng lực trở thành tu sĩ có thể dùng đan dược. Nhưng hỏa vân thường luồng nội đan nhưng lại cái ngoại lệ, trực tiếp nuốt sau luyện chế về sau hiệu quả càng tốt. Do xét thật lâu, tiêu phàm rốt cục nhướng mày, miệng hơi mở, đem hỏa vân thường luồng nội đan nuốt xuống, hai tay nhiết quyết, bắt đầu luyện hóa ba ngày ba đêm đi qua. Nguyên gốc thẳng lẳng lặng tại ngoài động phủ gian ngồi xuống chữ chín, bỗng nhiên xương cung mày nhẹ nhàng vừa động, mở hai mắt ra, thập phần rõ ràng mà cảm giác được, bốn phía linh khí đang tại hướng tại đây hội tụ, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau một lát, thậm chí ở bên cạnh hắn tạo thành một cổ linh khí vòi rồng, gào thét lên hướng trong động phủ gian phóng đi. Cũng nên không sai biệt lắm là lúc sau. Chữ chín khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, vui mừng nói hắn là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, xem xét chỉ biết, đây là tiêu phàm chuẩn bị tiến giai liếu tương đương. Kim đan trung kỳ về phía sau kỳ giảo bước tiến lên, tuy nhiên sẽ không giống tiến giai nguyên anh kỳ như vậy tạo thành cực lớn hiện tượng thiên văn, thực sự vượt qua xa trúc cơ kỳ tiến giai kim đan kỳ có thể so sánh, cần linh khí nhiều, cũng không phải bình thường kim đan tu sĩ có thể tưởng tượng được đến đích. Lại là một thiên đi qua. Không ngừng hội tụ tới linh khí bỗng nhiên vừa thu lại, từng tiếng thiếu tự trong lòng núi phát ra, thẳng thấu trời cao vân ngoại, trọn vẹn một phút đồng hồ đi qua mới chậm rãi dừng lại nghỉ. Trừ chín cười ha ha, bước đi tiến trong động phủ gian, cao giọng nói ra, chúc mừng huynh đệ, tiến giai thành công. Chỉ thấy tiêu phàm vươn người ngọc lập, chạm trong động phủ, tinh thần no đủ, toàn thân bảo quang lưu truyền, thần thái phi dương, trong hai mắt sạch bong trầm tính, làm cho người ta một loại cực độ tinh thần phấn chấn bồng bột cảm giác trừ cửu thần niệm chi lực thoảng qua quét qua, liền từ tiêu phàm trên người cảm nhận được một cổ hơn xa từ trước khí thế, pháp lực chi hùng hậu, ngay trừ chín cũng cảm thấy thầm giật mình, thậm chí có thâm bất khả chắc cảm giác. Xem ra nếu không phải tiêu phàm thân mình tu luyện công pháp không giống người thường, chính là hỏa vân thuồng luồng nội đan chi lực. Dù sao cái kia hỏa vân thuồng luồng, chính là có thể trong thời gian ngắn đột phá đến nguyên anh kỳ pháp lực cửu cấp cấp tột cùng dị thú, có thể nói là lệ thú cánh đồng hoang vu vạn thú chi vương đa tạ cửu huynh vì tiểu đệ hộ pháp. Tiêu phàm vội vàng chắp tay làm lễ, cảm tạ nói. Trừ chín cười khoát tay. Tiêu phàm nói ra, thời gian cấp bách, chúng ta hiện tại mà bắt đầu luyện chế giải dược A, hay là muốn vất vả cửu huynh, tiếp tục vì tiểu đệ hộ pháp. Cái này tự nhiên, ngươi yên tâm chế thuốc, ta cam đoan không có bất kỳ vật gì tới quấy rầy ngươi. Việc này không nên chậm chế, đợi trừ chín vừa đi ra ngoài, tiêu phàm liền tế ra, đỉnh càn khôn, ống tay áo run lên, một đống lớn bình ngọc hộp ngọc bắn ra, tại trước mặt bao quanh xoay tròn, trong lúc nhất thời, các loại bất đồng mùi tràn ngập tại cả trong động phủ. Tiêu phàm miệng hơi mở, một cổ màu vàng đan hỏa phún dũng ra, xa so sánh với trước đan hỏa muốn tinh thuần nhiều lắm, trong động phủ nhiệt độ, thoáng cái trở nên cực cao, phảng phất đặt mình trong hỏa long động giống nhau. Đan hỏa chi lực như thế tinh thuần, còn không chỉ là bởi vì tiêu phàm đã muốn tiến giai kim đan hậu kỳ, pháp lực đại tăng, hỏa vân thuồng luồng nội đan cũng là không thể bỏ qua công lao. Loại này chỉ do tính dị thú nội đan, cùng bình thường cửu cấp yêu thú nội đan rất là bất đồng. Đối với một ít tư chất không được tốt tu sĩ mà nói, thậm chí có thể cải tạo hắn trong cơ thể hỏa thuộc tính linh căn. Tiêu phàm tại tiến dài đến kim đan hậu kỳ đồng thời, tinh viêm quyết cũng nhất cử đạt tới tầng 2 đỉnh phong cảnh giới, mồi lửa hệ linh lực khống chế, đồng dạng đạt đến một cái trước nay chưa có độ cao, cái gì thậm chí đã không tại hắn đối với lôi hệ linh lực khống chế phía dưới. Cửu cấp hỏa vân thuồng luồng nội đan cùng trời sinh thánh linh ngân dực lôi bằng nội đan tự nhiên không thể so sánh, nhưng đối với tại tiêu phàm cảnh giới bây giờ mà nói, hai người hiệu dụng nhưng lại tương đương đích. Chỉ có điều hỏa vân thuồng luồng nội đan hắn duy nhất một lần luyện hóa sạch sẽ, ngân dực lôi bằng nội đan lại vẫn đang luyện hóa không chút nào thu hút một chút như vậy, theo ngoại hình thường, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, có lẽ hay là im lặng mà đợi tại tiêu phàm đan điền khí trong nước. Tiêu phàm cẩn thận từng ly từng tí mà khống chế được đan hỏa, đem đồng dạng dạng linh dược bỏ vào, đỉnh càn khôn, trong, phút chốc, một cổ nồng đậm mùi thuốc liền trong động phủ tràn ngập ra đến. chương 837, Vô Cấu Tịnh Thổ Chút bất chi bất giác, ba tháng thời gian trong chớp mắt, tính toán, đã muốn nhanh đến đánh cuộc chấm dứt, sắp mở ra truyền thống đại trận thời điểm. Lần này tham gia đánh cuộc tu sĩ, chỉ cần là còn may mắn còn sống đích, đều bị đêm tối kiêm trình, hướng truyền tống trận chỗ vị trí đuổi đi qua. Tại cách truyền tống trận cách đó không xa một chỗ trong sơn cốc, một cái lông xù đầu, đột nhiên từ sơn gian trên vách đá thỏ ra, cảnh giác vạn phần mà hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong nhìn quanh. Rõ ràng là một đầu ba thước đến cao thương vượt, bất quá hai mắt nháy động trong lúc đó, cực kỳ linh động, cho thấy đắc linh trí không thấp. Này đầu thương vượt, trên người vậy mà lộ ra cửu cấp yêu thú linh lực chấn động, chính là tại táo đen trong rừng, cùng Ngọc Uyển Nhi đồng hành cái kia đầu cửu cấp thương vượn. Phía sau không biết nguyên nhân gì, lại cùng Ngọc Uyển Nhi chia nhau hành động, cũng không tại hỏa long động hiện thân, dưới mắt lại ra hiện tại nơi này cách truyền tống trận không xa trong sơn cốc. Thương vượn cẩn thận xem một phen về sau, xác định cũng không có gì dị thường, thân thể nhoáng một cái, theo vách núi trên vách đá dựng đứng thả người mà dậy, hướng về sơn cốc ở chỗ sâu trong phi đột mà đi, trong khoảnh khắc tự không thấy bóng dáng rất nhanh, thương vượn tựu ra hiện tại một chỗ sơn động trước kia, chậm rãi đứng lại, há mồm phát ra vài cái cực kỳ ngắn ngủi tiếng thét. Bóng đen lóe lên, một đầu toàn thân bộ lông đen nhánh tỏa sáng đại hắc miêu tự trong sơn động bắn ra, cái chán một nắm ngân bạch mau phát thực tế thấy được, trên người lộ ra bát cấp yêu thú linh lực chấn động, đúng vậy đã muốn tiến giai thành công hắc lân, lục oánh oánh hai mắt nhìn thẳng phía trước cách đó không xa thương vượn. Hình cầu mèo trên mặt lộ ra một đám giống như cười mà không phải cười nhân cách hóa hóa thần tình vừa thấy hắc lân, thương vượn chấn động, toàn thân bộ lông đứng đấy, hét lớn một tiếng, thân thể đón gió tăng vọt, lập tức tự hóa thân trở thành cao tới mấy trượng quái vật khổng lồ, kim cương lưng sắt, mục bắn hung quang. Dưới cao nhìn xuống mà nhìn thẳng hắc lân. Tựa hồ đa số viên hầu loại yêu thú, đều có cùng loại cực lớn hóa biến thân thần thông. Sau khi biến thân thương vượn, khí tức trở nên cực kỳ cuồng bạo. Tựa hồ tùy thời cũng có thể đối với Hắc Lân phát động công kích. Bất quá lập tức, thương vượn ánh mắt liền từ hắc lân trên người rời. Cực đại đầu lâu phía bên trái phải quét tới, trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Chỉ thấy tiêu phàm cùng trừ chín phần biệt đừng tại cách đó không xa hiện thân ra, lơ lửng tại trong hư không, nhàn nhạt mà nhìn qua cực lớn hóa biến thân thương vượn, hai cố cường đại vô cùng khí tức, không che giấu chút nào mà thích phóng ra. Thương vượn mặc dù là cửu cấp yêu thú, nhưng đối mặt hai gã nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ vây công, trên cơ bản không có bất kỳ thủ thắng cơ hội, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều rất ít. Liền vào lúc này, Hắc Lân bỗng nhiên há mồm, nhổ ra liên tiếp cổ quái thanh âm đến. Cái kia thương viên nhất nghe, lập tức thân hình chấn động, lại mãnh liệt quay đầu nhìn thẳng Hắc Lân, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Một đạo hơn một xích cao hư ảnh, tại Hắc Lân đỉnh đầu di động hiện ra, khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng, đúng vậy Hắc Lân huyễn hóa ra đến hình người bề ngoài cùng Ngọc Uyển Nhi có vài phần tương tự. Người này hư ảnh miệng hơi mở, lại nhổ ra mấy cái cổ quái âm tiết. Thương vượn trần chờ một lát, cũng theo trong miệng hộp ra giống nhau thanh âm, bất quá nghe đi lên. Tựa hồ hơi có chút kinh nghi bất định. Ngọc Uyển Nhi hiểu được thú ngữ, chúng đang lấy thú ngữ tiến hành nói chuyện với nhau. Sau một lát, hư ảnh chuyển hướng tiêu phàm, nũng nịu nói ra, chủ nhân, cái này thương vượn nói, nó là chúng Ngọc Uyển Nhi, thất tình hương, chi độc. Không thể không nghe theo Ngọc Uyển Nhi phân phó, đi vì nàng thu thập linh thảo linh dược cùng loại thú nội đan tài liệu, đã nói ở chỗ này dùng những vật này trao đổi, thất tình hương, giải dược. Ngọc Uyển Nhi còn đáp ứng, nếu như hắn bắt được tài liệu đủ nhiều lời mà nói, ngoại trừ giải dược, còn có thể cho nó một ít thể hồ hương với tư cách khen thưởng. Hắc Lân cắn nuốt Ngọc Uyển Nhi nguyên thần, đối với Ngọc Uyển Nhi cùng thương vượn ở giữa giao dịch, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tiêu Phàm cười cười nói ra, người nói cho nó biết, cùng Ngọc Uyển Nhi giao dịch, chúng ta cùng hắn hoàn thành. Chỉ cần hắn thu thập đến mấy cái gì đó có thể làm cho chúng ta thỏa mãn lời mà nói, chẳng những thất tình hương, giải dược có thể cho nó, thể hồ hương cũng có thể cho nó một ít. Cái này hai dạng đồ vật, Ngọc Uyển Nhi chữ vật vòng tay ở phía trong đều có. Hư ảnh khanh khách một tiếng, lại chuyển hướng thương vượn, huyên thuyên mà dùng thú ngữ nói vài câu. Thương vượn liền lộ ra do dự thần sắc hắc lần ngữ khí, bỗng nhiên trở nên rồn dập lên, bao hàm lấy vài phần không kiên nhẫn cùng ý cảnh cáo. Bị tiêu phàm cùng trừ chín kẹp ở giữa, thương vượn tình cảnh, có thể nói không xong đến cực điểm. Nếu thật là chọc giận hai người này, một đầu cửu cấp thương vượn nội đan cùng tài liệu khác, cũng là rất đáng tiền. Thương vượn linh trí rất cao, lập tức liền sáng tỏ tình cảnh của mình, một chút trần chờ liền gật đầu, thân thể nhoáng một cái, thu biến thân thần thông, một lần nữa hóa thành một đầu ba thước cao viên hầu, trong tay hắc mang lóe lên, một cái màu đen chữ vật vòng tay di động hiện ra, hướng tiêu phàm vứt tới, thần tình trên mặt cũng trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí còn mang theo vài phần nịnh nọt nịnh nọt ý. Tiêu phàm tiếp nhận chữ vật vòng tay, thần niệm đi đến bên trong tìm tòi, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra giật mình thần sắc. Tuy nhiên tiêu phàm cũng biết, dùng ngọc uyển nhi tâm ngoan thủ lạt, nàng giao cho này đầu thương vượn nhiệm vụ, khẳng định tuyệt không đơn giản, nhưng mà tuyệt không nghĩ tới, cái này chữ vật vòng tay ở phía trong, vậy mà trang nhiều như vậy thứ tốt. Quý hiếm linh thảo linh dược hơn 10 chủng trồng các loại yêu đan tài liệu vô số kể, trong đó thậm chí còn có hai khỏa cửu cấp yêu thú yêu đan. Đặc biệt lại để cho Tiêu Phàm giật mình chính là, cái này chữ vật vòng tay bên trong, rõ ràng còn có pháp bảo pháp khí, các loại bình ngọc hộp ngọc, thẻ che thậm chí số lượng xa xỉ linh thạch. Vừa nghĩ lại gian, Tiêu Phàm liền đã đoán được đây là từ đâu tên vẫn lạc tại lệ thú cánh đồng hoang vu nhân loại tu sĩ trên người tìm được mấy cái gì đó Về phần là ở lúc này đây đánh cuộc chung vẫn lạc đích Hay là đang trước kia đánh cuộc bên trong vẫn lạc đích Vậy thì không được biết rồi Kết quả lại bị cái này thương vượn nhặt được cái có sẵn tiện nghi Bất kể thế nào nói Này đầu thương vượn mới được là lệ thú cánh đồng hoang vu Dân bản địa Hơn nữa tu luyện tới cửu cấp yêu thú cảnh giới Thần thông không giống tiểu khả Ngoại trừ một ít đặc biệt nguy hiểm chỗ hắn không dám giao thiệp với, lệ thú cánh đồng hoang vô địa phương khác, chỉ sợ hắn đều có thể đi đắc, cũng sẽ không có quá lớn trở ngại. Như vậy tưởng tượng, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, cái này thương vượn có thể thu thập đến nhiều như vậy thứ tốt, cũng là có thể giải thích liễu tương đương. Mặt khác linh thảo linh dược yêu thú tài liệu cũng là mà thôi, chính thức lại để cho tiêu phàm giật mình chính là, cái này chữ vật vòng tay bên trong cất chứa lấy một ít khối bùn đất hình dáng mấy cái gì đó, ngoại hình không chút nào thu hút, cũng tại chữ vật vòng tay ở phía trong một mình chiếm cứ lấy một cái tiểu không gian, cùng mặt khác linh thảo yêu đan đoạn bất tương hỗn. Tiêu Phàm tay vừa nhấc, cái kia một ít khối bùn đất hình dáng màu vàng đất vướng mắc hạt liền từ chữ vật vòng tay ở phía trong bị câu đi ra. Chưa đợi Tiêu Phàm nhìn rõ ràng, cái này màu vàng đất vướng mắc hạt liền bỗng nhiên vầng sáng lóe lên, trực tiếp theo Tiêu Phàm trong tay bay ra, nhanh như thiểm điện loại hướng mặt đất trụy lạc mà đi. Tiêu Phàm cả kinh, năm ngón tay kỳ hóa thành một màu ngà sữa bàn tay lớn hướng màu vàng đất vướng mắc hạt nhanh chóng chộp tới chỉ tiếc động tác của hắn mặc dù nhanh màu vàng đất vướng mắc hạt lại trụy lạc đắc nhanh hơn trong khoảng khắc tự rớt xuống mặt đất ánh sáng màu vàng lóe lên như vậy chui vào trong đất bùn vô ảnh vô tung tiêu phàm không khỏi giận xem líu lưỡi trừ chín cũng giật mình nói đây là vật gì như thế tinh thuần thổ thuộc tính linh khí cơ hồ sắp vượt qua đất nguyên tinh liếu tương đương liền vào lúc này, tiêu phàm dưới chân thổ địa bỗng nhiên nhô lên một khối, một khỏa hoàng vù vù tràn đầy vướng mắc hạt đầu theo lòng đất sông ra, đúng vậy tiêu phàm sớm đã mai phục tại dưới mặt đất thổ ma ngẫu. Thổ ma ngẫu hiện thân ra về sau, hai tay nắm chặt, từng sợi màu vàng đất tinh quang, theo hắn giữa ngón tay lộ ra, lúc sáng lúc tối, tựa hồ có đồ vật gì đó, tại lòng bàn tay của nó không ngừng dẫy ruộng. Tiêu phàm gắt gao nhìn thẳng thổ ma ngẫu hai tay, thấp giọng nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, đây là vô cấu tịnh thổ. Chữ chín hai hàng lông mày nhăn lại, nói ra, vô cấu tịnh thổ. Đúng, vô cấu tịnh thổ là luyện chế cao đẳng giai thổ thuộc tính pháp bảo trọng yếu nguyên liệu, cũng là luyện chế cao đẳng giai thổ ma ngẫu cùng thổ thuộc tính khôi lỗi trung cực tài liệu, tuy nhiên tựu thổ hệ linh khí mà nói, còn cản không nổi đất nguyên tinh, nhưng ở biến hóa thần thông phía trên, lại còn hơn lúc trước. Thậm chí đại bộ phận pháp thuật công kích, đối với vô cấu tịnh thổ đều là không có hiệu quả đích tiêu phàm nhẹ nói nói đây hết thảy tự nhiên đều là ân tính lão giả tại truyền thụ thổ ma ngẫu khống chế phương pháp lúc thuận tiện cùng hắn cho tới đích ân tính lão giả đã từng thật đáng tiếc nói chính mình thổ ma ngẫu bên trong trộn lẫn vào cực nhỏ vô cấu tịnh thổ cùng đất nguyên tinh nếu như hai thứ này hy hữu tài liệu lại nhiều một chút lời mà nói lại phối hợp một cái kim đan hậu kỳ thậm chí là nguyên anh cấp tinh hồn hắn thì có thể luyện chế ra nguyên anh cấp thổ ma ngẫu đến, vu linh cốc trước nay chưa có khơi dòng. Có quan hệ đất nguyên tinh cùng vô cấu tịnh thổ một ít đặc tính, ân tính lão giả cũng cùng tiêu phàm nói qua. Vô cấu tịnh thổ là xuống một tức hóa, nếu như tiêu phàm không có chuyện trước đem thổ ma ngẫu mai phục tại dưới mặt đất, không nghĩ qua là, cái này một ít khối vô cấu tịnh thổ, chỉ sợ như vậy bỏ trốn mất dạng liễu tương đương. May mà thổ ma ngẫu cũng là tinh khiết thổ thuộc tính ma ngẫu, lúc này mới có thể giam cầm được tinh thông biến hóa vô cấu tịnh thổ. Có loại sự tình này, trừ chín nhưng cũng là đầu một hồi nghe nói vô cấu tịnh thổ thần kỳ, không khỏi rất là kinh ngạc. Tiêu phàm gật gật đầu, thủ đoạn một phen, một cái hộp ngọc di động hiện ra, tiêu phàm cẩn thận từng ly từng tí mà vạch trần hộp ngọc thượng bùa, từ bên trong lấy ra một khối trứng gà lớn nhỏ, mặt ngoài gập gành màu vàng đất tinh thạch, đúng vậy tiêu phàm tại lệ thú cánh đồng hoang vu lấy được cái kia khối đất nguyên tinh tiêu phàm đem đất nguyên tinh đặt ở lòng bàn tay, chậm rãi để sát vào thổ ma ngỗ, thổ ma ngỗ xong nhẹ buông tay, hoàng mang tránh gấp, cái kia một ít khối vô cấu tịnh thổ hóa thành một đạo màu vàng gió lốc, veo mà một tiếng, chui vào đến đất nguyên tinh bên trong, không thấy bóng dáng. Cái kia đất nguyên tinh sáng bóng màu sáng ngời, lập tức lại khôi phục đầy bụi đất bộ dạng, nhìn về phía trên vậy mà không có chút nào biến hóa. Cái này đất nguyên tinh không hổ là thổ thuộc tính trí bảo, dùng đất nguyên tinh đến giam cầm vô cấu tịnh thổ đúng vậy tốt nhất pháp môn tiêu phàm đem đất nguyên tinh thả lại trong hộp ngọc một lần nữa dùng bùa phong ấn trừ chín đối với cái này cũng không ý kiến bọn hắn lần này lệ thú cánh đồng hoang vu hành trình đã muốn thu hoạch nhiều lắm cuống hồ tiêu phàm có thổ ma ngẫu so với hắn càng cần nữa cái này vô cấu tịnh thổ lập tức tiêu phàm đem chữ vật vòng tay ném cho trừ chín trừ chín dùng thần niệm một điều tra cũng là kinh hỷ nảy ra hôm nay thượng rơi rơi xuống, còn thật là lớn đích. Tiêu phàm cùng chữ chín đều đều không là người hiếu sát, tiêu phàm lập tức theo chữ vật vòng tay chung lấy ra, thất tình hương, giải dược, giao cho thương vượt, lại lấy ra không ít thể hồ hương cho nó với tư cách thù lao, sức nặng so Ngọc Uyển Nhi đáp ứng muốn hơn rất nhiều. Vốn là tâm thần bất định bất an thương vượn tiếp nhận cái này hai dạng đồ vật, không khỏi vui mừng quá đỗi, hướng về phía tiêu phàm cùng chữ chín liên tục gật đầu thăm hỏi, ánh mắt cực kỳ hiền lành đi thôi đi thôi, chúng ta cũng muốn đi. Chử chín cười khoát tay áo, tâm tình thật tốt. chương 838, ương ngạnh sắc mặt. Ba tháng hậu, lệ thú cánh đồng hoang vu nhất nam đoan trên núi cao, truyền tống trận hơi nghiêng, lần nữa bày ra long trọng tiếp khách trận thế. Quay mắt về phía truyền tống trận hơi nghiêng, hai hàng ghế bành bày đặt đắc chỉnh tề. Thiên thai tông các đệ tử, như trước do cách hiền lĩnh đội, đang tại một khắc càng không ngừng bận rộn lấy, nghênh đón theo phụ cận cách đó không xa chạy tới tất cả tông môn nguyên anh kỳ tiền bối. Ba tháng trước đánh cuộc thủy chi lúc, nhạc Tây Quốc chín đại ma tông 21 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, ngoại trừ hắc ma giáo giáo chủ hắc ma vương bên ngoài, mặt khác 20 vị kể hết đến đông đủ. Bởi vì đánh cuộc thời gian chỉ có chính là ba tháng, đại bộ phận nguyên anh kỳ tu sĩ trong lúc này cũng không chạy về tông môn đi, ngay tại cách đây cách đó không xa sân thượng thành ở lại. Sân Thượng Thành là nhạc Tây Quốc hữu số thành phố lớn, cũng là Thiên Thai Tông tổng đàn chỗ mà. Bởi vì chỗ Nhạc Tây quốc vùng phía nam, cùng quốc gia khác thậm chí lệ thú dãy núi giáp giới, sân thượng thành có Nhạc Tây quốc lớn nhất phường thị. Điểm này coi như là Hắc Ma dạy tổng đàn chỗ mà đều cản không nổi. Tới gần quốc gia một ít tu sĩ, cũng sẽ đổi tới Thiên Thai Tông đến tiến hành các loại giao dịch. Vì bảo đảm sân thượng thành phường thị có thể tiếp tục hưng thịnh, Nhạc Tây quốc chín đại ma tông đạt thành chung nhận thức thì phải là tuyệt không tại sân thượng thành cực kỳ phụ cận bắt người cướp của quốc gia khác trong kim đan hậu kỳ tu sĩ tham gia đánh cuộc. Dù sao đổi tới sân thượng thành đến tiến hành giao dịch tu sĩ cũng tốt, thương đội cũng tốt, giống nhau đều là dùng kim đan kỳ tu sĩ làm chủ. Nguyên anh kỳ tu sĩ tự cao thân phận, cực nhỏ tự mình tham dự như vậy sinh ý, nhiều nhất là với tư cách có chút phường thị hoặc là thương đội chỗ dựa. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ là bởi vì pháp lực tương đối thấp cạn, cũng rất khó chống đỡ nổi đại khái qua loa thương đội quy mô. Chín đại ma tông tại thiên thai tông đều đều có trọng đại lợi ích, đảo thật là tốt mà giữ gìn cái này nội quy tắc chính là. Cho tới nay, sân thượng thành phường thị liền cực kỳ thịnh vượng. Nhất là 60 năm một lần đánh cuộc thủy chi sau trong vòng 3 tháng, càng là trời đại thành phường thị náo nhiệt nhất thời điểm. Bởi vì rất nhiều nguyên anh kỳ tiền bối tham dự, hội đưa tới rất nhiều hiếm thấy chân bảo lộ diện một ít bảo tàng mọi người hy vọng có thể trong thành không ngừng cử hành giao dịch trên đại hội đem chính mình bảo vật bán cái giá tốt, hoặc là đổi lấy chính mình càng cần nữa những vật khác. Tung tính toán đánh cuộc sau khi chấm dứt, trong thành phường thị còn sẽ kéo dài náo nhiệt một đoạn thời gian rất dài. Bộ phận theo lệ thú cánh đồng hoang vu mang đi ra quý hiếm yêu thú nội đan cùng hiếm thấy linh thảo linh dược, thậm chí đại huy lực pháp bảo pháp khí, đều chảy vào đến trong phường thị, tiến hành giao dịch. Như vậy giao dịch, một phần là do chín đại ma tông công khai tổ chức còn có một bộ phận thì là tại chợ đêm tiến hành cứ việc đánh cuộc chế độ rất nghiêm cực nhỏ có người dự thi có thể tại một đám nguyên anh kỳ lão quái trước mặt che giấu cái gì đó phàm là sự tình luôn luôn ngoại lệ những này có thể còn sống ra tới người dự thi không người nào là thông minh dị thường ở trên giao đại bộ phận bia vật đồng thời tổng có thể vì chính mình lưu lại một chút ít thứ tốt từ đánh cuộc thủy tri hậu tụ tập trong thành các tu chân giả ngay tại hưng phấn vô cùng mà chờ mong lấy đánh cuộc kết quả cùng lúc đánh cuộc thắng bại trực tiếp quan hệ đến chín đại ma tông lợi ích phân chia vốn là phi thường khiên động nhân tâm thậm chí còn tại đánh cuộc thủy chi trước sân thượng thành trong chợ đen cũng đã khai ra đánh bạc bàn khẩu đánh bạc đúng là lần này đánh cuộc kết quả bởi vì đánh cuộc cử hành không ít lần sân thượng thành dưới mặt đất chợ đêm ra tới bàn khẩu cũng càng ngày càng là kinh người tiền đặt cược to lớn rất nhiều tu sĩ cả đời này ngay nghe đều không có nghe nói qua. Trong đó có không ít bàn khẩu, là những kia nguyên anh kỳ lão quái vật tự mình ra tới. Mỗi lần đánh cuộc về sau, dưới mặt đất chợ đêm sòng bạc, cũng phải lớn hơn lợi nhuận một số. Đương nhiên, bất kể là cái nào chợ đêm, chỉ cần hơi chiếc cụ quy mô, đều tất nhiên sẽ có nguyên anh kỳ lão quái tại phía sau màn ủng hộ. Nếu không, sớm đã bị người hắc ăn đen. Cái khác phương diện, thì là một ít nhu cầu cấp bách quý hiếm yêu đan tài liệu hoặc là linh thảo linh dược tu sĩ, trông mong dùng trông mong, chờ theo lệ thú cánh đồng hoang vu mang đi ra tin tức tốt. Dù sao tự trước mắt mà nói, chỉ có lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc là có thể danh chính ngôn thuận trắng trợn săn gỡ yêu ta ít yêu thú đích. Giới hạn trong nhân loại đẳng cấp cao tu sĩ cùng lệ thú cánh đồng hoang vu đẳng cấp cao biến hóa yêu thú trong lúc đó định ra hiệp nghị, trực tiếp tiến vào lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong săn gỡ yêu ta ít yêu thú, chỉ có thể ở nói lý ra lén lút mà tiến hành, hơn nữa phong hiểm thật lớn. Không có phong ấn đại trận áp chế, coi như là nguyên anh tu sĩ xâm nhập lệ thú dãy núi, cũng có thể vẫn lạc trong đó. Như vậy ví dụ cũng không tại số ít. Hôm nay đúng vậy truyền tống trận mở ra thời gian, hai hàng trên mặt ghế thái sư đã muốn ngồi không ít nguyên anh kỳ lão quái. Có tính tọa minh tưởng, có chậm rãi thưởng thức trà, có thì tại châu đầu ghé tai, nói liên miên nói nhỏ. Phu Linh Cốc cùng các đen môn bốn gã nguyên anh kỳ tu sĩ, đều đều đã muốn hiện thân. Ân tính lão giả cùng các lão quái, chính đoan lấy chén trà tại thấp giọng nói chuyện phiếm. Ân huynh, nghe nói người đem cái kia kim linh thể tiểu cô nương, đưa cho thiên thai tông ninh tông chủ. Cát lão quái nhịn không được hỏi. Chuyện này, cứ việc tiến hành đắc rất che giấu, mấy tháng đi qua vẫn có tiếng gió truyền ra. Tinh khiết linh thể tu sĩ, tại nhạc Tây Quốc xuất hiện tỷ lệ thật sự không cao, từ trước đều là rất được người chú ý đích. Ân tính lão giả nâng chung trà lên uống một ngụm linh trà, không nói một lời. Thì các lão quái cùng hắn giao tình không thể tầm thường so sánh, hắn mới không có thể thốt phủ nhận. Các lão quái cười cười, lập tức hiểu rõ tại ngực, thấp giọng nói ra, ta sớm chỉ biết người đánh chính là loại này chú ý, thiên thai tông chiếm cứ lấy sân thượng thành, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, ninh tông chủ trong tay một mực đều có một chút chúng ta cầu mãi không được thứ tốt ngươi dùng tiểu nha đầu kia hướng ninh tông chủ thay đổi không ít chỗ tốt a nghe được đi ra cát lão quái ngữ khí có chút hối hận tiếc như thế nào đầu của mình hạt dưa cũng không bằng người ta xoay chuyển nhanh đâu này vốn là nha đầu kia tự làm mình trước phát hiện đích kết quả chỗ tốt đều bị ân lão quái lấy được liễu tương đương mặc dù là mấy trăm năm giao tình cũng làm cho cát lão quái trong nội tâm ẩn ẩn có chút không thoải mái cảm giác mình ăn giảm nhiều thiệt thòi lớn Ân tính lão giả như trước nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào, bất quá cái kia dương dương tự đắc thần sắc, càng thêm lại để cho các lão quái trong nội tâm tức giật, lúc này có chút không có hảo ý nói, ân huynh, người đúng vậy đáp ứng cái kia họ tiêu tiểu tử, chỉ cần hắn còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu, tự làm cho bọn họ vợ chồng son đoàn tụ đích. Hiện tại người đem nhà đầu kia bán đi, vạn nhất họ tiêu tiểu tử còn sống đi ra, làm sao người hướng hắn bản giao. Ân tính lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra bàn giao cát huynh cảm thấy ta cần hướng hắn bàn giao sao nếu là hắn thức thời còn chưa tính về sau ngoan ngoãn tại môn hạ của ta hành động nô bộc tư dưỡng ta liền lại để cho hắn sống lâu mấy ngày này nếu không nghe lời lão phu nhất cử tay tiểu gợi yêu ta ít hắn lúc nào đến phiên hắn tức giận không tức giận rồi cát lão quái lập tức bị nghẹn đắc không nhẹ nhưng ân tính lão giả nói lại là tình hình thực tế một gã tán tu xuất thân kim đan trung kỳ tu sĩ tại vu linh cốc đại trưởng lão trước mặt, có thể có cái gì nói chuyện đường sống. Ngay nhà mình tánh mạng còn ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ ở người khác một ý niệm, còn quản cái gì xong tu bầu bạn. Ai, nghe nói ninh tông chủ hôm nay đừng tới. Hơi khoảnh, cát lão quái thay đổi, thay thế một cái chủ đề, vẫn đang chưa từng liên quan đến đến vậy phiên đánh cuộc thắng bại, tựa hồ tất cả mọi người tại tránh cho đàm luận việc này. Càng là tới gần đánh cuộc chấm dứt, đoàn người liền càng là tiểu tâm cẩn thận như vậy đánh cuộc, quả nhiên là phong ba quỷ dị, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Dưới mắt đem bà lời nói được quá vẹn toàn rồi, rất dễ dàng tự tắt tai. Có thể là a à, nghe nam trưởng lão nói, Ninh Tông chủ chính đang bế quan tu luyện. Dù sao hắc ma vương nhất định sẽ đổi tới đích, có hắn tự mình chủ trì, các huynh có gì có thể đảm nhận tâm hay sao? Ân tính lão giả quay đầu liếc chủ tỏa phía bên phải trên vị trí đoan tỏa chứ một gã mặt đỏ béo lão giả liếc, lạnh nhạt nói ra. Người này mặt đỏ béo lão giả, cũng là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại không chút khách khí mà ngồi ở trước kia Thiên Thai tông Ninh tông chủ đã từng ngồi qua trên vị trí, đúng vậy đại biểu Thiên Thai tông mà đến Nam trưởng lão. Cát lão quái nói ra, ta lại không lo lắng, dù sao quy củ tựu bày ở cái kia, hết thảy dựa theo quy củ xử lý là được. Cho dù Hắc Ma vương không đến, tin tưởng cũng không có người dám quấy rối a. À. Chúng ta cái này rất nhiều nguyên anh kỳ đồng đạo lúc này, cũng không phải là ngồi không thì phải là liễu tương đương. Hắc hắc, đánh cuộc lúc mới bắt đầu, hắc ma vương không đến, hôm nay lại ba ba địa chạy tới, còn không phải muốn ở trước mặt mọi người hảo hảo lộ đem mặt. Dù sao người khác như thế nào không dám nói, đệ tử đắc ý của hắn hắc bạch song sát là nhất định có thể thắng đích. Nói không chừng, ngay hỏa vân thuồng luồng đều gờ yêu ta ấy. Năm đó hắc ma vương khả là duy nhất tàn sát qua hỏa vân thuồng luồng tu sĩ. Ân tính lão giả vừa cười vừa nói cái kia cũng chưa chắc. Cát lão quái nhếch miệng, nhẹ giọng thầm nói, thanh âm ép tới rất thấp, hiển nhiên đối với lời của mình cũng không có gì tin tưởng. Dùng hắc bạch song sát tu vi, cùng với vợ chồng liên thủ hợp thể chi thuật, ngoại trừ hỏa vân thuồng luồng, thật đúng là có thể quét ngang lệ thú cánh đồng hoang vu không đối thủ. Những người dự thi khác đều có vẫn là khả năng, duy chỉ có hắc bạch song sát là nhất định chiến thắng đích. 60 năm trước, hắc ma dạy tham gia đánh cuộc đệ tử thất bại thảm hại, lại để cho Hắc Ma Vương mặt quét rác, lúc này đây, vô luận như thế nào cũng muốn hãnh diện một phen. Hừ, nếu Hắc Bạch song sát thật sự tàn sát thuồng luồng thành công, bọn hắn tiến giai Nguyên Anh kỳ khả năng cũng rất đại liễu tương đương. Đến lúc đó, Hắc Ma dậy chỉ cần Nguyên Anh tu sĩ thì có năm tên, còn có chúng ta những này tông môn khai khẩu đường sống sao? Một ngực ngồi ở Ân tính lão giả thượng thủ thưởng thức trà Vu Linh cốc cốc chủ thái sư tỷ, cười lạnh nói: Ân Tính lão giả cùng Cát lão quái đều đều sắc mặt trầm xuống, hiện ra một đám u buồn vẻ. Đúng vậy, người ta bồi dưỡng được như vậy hai gã lợi hại đệ tử, mặt khác tông môn lại không phục, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy. Cát lão quái miệng hơi mở, còn muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên thần sắc vừa động, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy xa xôi phía chân trời, một đoàn mây đen cuồn cuộn mà đến, mây đen bên trong ma khí phóng lên trời ngồi ngay ngắn ở bên phải vị trí đầu não mặt đỏ béo lão giả nam trưởng lão sắc mặt biến đổi, lập tức đứng dậy, dưới chân độn quang lóe lên, liền là phóng lên trời, thiên thai tông tiếp khách đệ tử, lập tức ào ào đuổi kịp, liệt vào hai đội, đi theo ở phía sau. Tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ, đều đồng loạt đứng dậy, đều đều lộ ra dáng tươi cười. Trong đó hai vị nguyên anh tu sĩ, lại càng độn quang cùng một chỗ, vượt qua mặt đỏ béo lão giả, cùng hắn ở giữa không chung song song mà liệt, nhìn phương xa Ma Vân, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Cái kia Ma Vân thanh thế như vậy, không hề nghi ngờ, người đến nhất định là nhà Tây quốc đệ nhất tu sĩ, Hắc Ma giáo giáo chủ Hắc Ma Vương. Cũng chỉ có Hắc Ma Vương đại giá Quang Lâm, những này nguyên anh tu sĩ mới có thể đồng loạt mà đứng dậy đón chào. Chương 839, Hắc Ma Vương. Ma Vân đột nhanh chóng cực nhanh, trong nháy liền đi tới trên quảng trường phương. Hắc giáo chủ một đường vất vả, chúng ta đồng đạo cung kính bồi tiếp hắc đạo hữu đại giá nam trưởng lão hai tay ôm quyền nhún cao giọng nói ra hai gã khác nguyên anh tu sĩ cũng đồng thời chắp tay thăm hỏi thần thái có chút cung kính cái này hai gã nguyên anh tu sĩ chỗ tông môn tại chín đại ma trong tông thực lực yếu nhất trước sau như một cùng hắc ma dạy giao hảo giờ phút này tự nhiên không dám chậm trễ nam đạo hữu khách khí chư vị đồng đạo khách khí trầm mặc ít khi trong ma vân mới chuyển tới một nam tử thanh âm, tựa như sấm sét cuồn cuộn, khí thế phi phàm, vạn trượng trên quảng trường, tụ tập vô số tu sĩ, đều đều âm thầm biến sắc. Ngay sau đó, ma vân quay cuồng, bỗng nhiên trên không trung ngưng tụ thành một cụ thân cao hơn 10 trượng màu đen ma tược, đầu sinh màu đen đoản miệng đầy răng nanh, giữ tợn dị thường. Cùng 3 tháng trước, hắc ma dậy mặt khác hai vị trưởng lão hiện thân lúc ngưng tụ ra đến ma tược, giống như đúc, nhưng càng thêm khí thế khinh người. Ma tượng lóe lên tức thì, lập tức lộ ra ma vân ở phía trong một trận tàu cao tốc, dài ước chừng hơn 10 trượng, so sánh với lúc trước hắc ma dậy khống chế khổng lồ tàu cao tốc muốn không lớn lắm, cũng tinh xảo nhiều lắm, khí thế chút nào cũng không tại khổng lồ phi dưới đỏ. Một danh toàn thân hắc y, ước chừng 50 tuổi khoảng chừng gì đó trung niên nam tử, tại tàu cao tốc thượng hiện thân ra. Trung niên nam tử này sư mũi rộng rãi khẩu, mắt như chuông đồng, dung mạo cực kỳ uy mãnh, trên người lộ ra một cổ làm cho người hít thở không thông cường đại khí tức. Giống như một đầu thượng cổ mãnh thú, tùy thời đều chuẩn bị nhắm người mà phệ. Một đầu đen nhánh tóc, tự nhiên quan xoắn thành một loại hết sức kỳ lạ hình dạng, càng thêm phụ trợ ra người này tính nguy hiểm. Vừa thấy hắc ma vương hiện thân, nam trưởng lão cùng cái kia hai vị nguyên anh tu sĩ lại càng cung kính mà sâu thi lễ. Lập tức hắc ma vương tại đoàn người túm tụng phía dưới, đáp xuống trên quảng trường. Còn lại nguyên anh tu sĩ, cũng đồng loạt tiến lên, cùng Hắc Ma Vương Hàn Huyên chào. Hắc Ma Vương tuy nhiên bề ngoài uy mãnh, khí thế phi phàm, nhưng cũng không thập phần kiêu căng. Cái kia cổ khinh người khí thế, càng nhiều thời điểm là bởi vì hắn tu vi bố trí. Tuy nhiên cùng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Hắc Ma Vương làm cho người ta cảm giác muốn so Ninh tông chủ cường đại hơn nhiều. Trên thực tế, Hắc Ma Vương tiến giai nguyên anh trung kỳ thời gian, cũng tại phía xa Ninh tông chủ tiến giai trước kia vị kia đã có nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, đã từng đối với hắc ma dạy khác hai vị nguyên anh trưởng lão không thế nào khách khí lang tính chậm mặt lão giả, tại hắc ma vương trước mặt, cũng kính cẩn chú ý, không dám hơi có vượt rào chỗ. Hàn huyên khách khí về sau, hắc ma vương bị mọi người vây quanh, ngồi trên tay trái chủ vị. Thiên thai tông nam trưởng lão lúc này mới cáo một tiếng tội, tại hắc ma vương bên người phía bên phải chủ vị ngồi xuống. Hắc ma vương quay đầu nhìn nam trưởng lão liếc, mỉm cười, nói ra, nam đạo hiếu, quý tông ninh đạo hiếu hôm nay không đến sao. Nam trưởng lão vội vàng đáp, hắc giáo chủ, ninh sư tỷ đang tại tu luyện một loại bí thuật, thật sự thoát thân không ra. Nắm ta hướng hắc giáo chủ nhiều hơn thăm hỏi, tin tưởng có hắc giáo chủ tự mình tỏa chấn, lần này đánh cuộc, nhất định sẽ có một viên mãn kết cục. Hắc hắc, đánh cuộc phải trang viên mãn, muốn xem các huynh đệ tại lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong vận khí như thế nào. Nghe nói quý tông không lâu mới thu một gã Kim Linh thể đệ tử, có có chuyện như vậy sao? Hắc Ma Vương bất động thanh sắc, tựa hồ là rất vị ý mà hỏi thăm. Nam trưởng lão khóe mắt có chút nhảy dựng, lập tức đáp xác thực. Nói như vậy, Ninh Đạo hiếu kỳ thật cũng không phải mình tại tu luyện bí thuật, nhưng thật ra là tại giám sát người này mới thu nhận đệ tử nắm chặt tu luyện. Hắc hắc, tinh khiết linh căn tu luyện giả, trăm năm khó cầu. Chúng ta Nhạc Tây quốc cái này hơn trăm năm đến có lẽ hay là lần đầu xuất hiện tinh khiết linh căn tu sĩ. Xem ra, đợi một thời gian, quý tông có khả năng xuất hiện tên thứ tư nguyên anh tu sĩ liễu tương đương. Hắc ma vương như là hay nói dẫn giống như nói. Nam trưởng lão cả kinh, ngửa mặt lên trời đánh cho cái ha ha, nói ra, chúng ta người tu đạo, nguyên vốn là nghịch thiên hành sự, tu chân trên đường, không biết có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Tinh khiết linh căn thân thể, tuy hiếm thấy, tương lai có thể không thành dụng cụ, còn muốn xem chính cô ta phải chăng cố gắng là trọng yếu hơn là muốn xem vận khí của nàng rốt cuộc như thế nào hiện tại bất quá chúc cơ kỳ tu vi nói tới ngưng kết nguyên anh thật sự là hơi sớm a -hát. ngược lại hát giáo chủ hai vị cao đồ nhiều năm trước tựu đã đến kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới được xưng là kim đan kỳ tu sĩ đệ nhất lần này tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vu nhất định đại có sở hoạch chỉ sợ dùng không được bao lâu có thể song song tiến giai liễu tương đương kể từ đó quý giáo chẳng phải là thoáng cái nhiều ra đến hai gã nguyên anh tu sĩ. t r u i e n c u a t u i n e t Hắc Ma Vương cười cười, nói ra tung tính toán như thế, đó cũng là cho chúng ta nhạc Tây Quốc tu chân giới gia tăng rồi một phần thực lực, có cái gì không ổn sao. Tuy nhiên trên mặt dáng tươi cười, ngôn từ bên trong, lại thoảng qua nhiều vài phần hàn ý. Nam trưởng lão trong nội tâm phát lạnh, bề bộn tức cười ha hà nói, hắc giáo chủ nói chỗ nào lời nói đến, Quý giáo thực lực càng mạnh, chúng ta nhạc tây quốc tu chân giới lại càng an ổn một ít. Đạo lý này, tin tưởng chư vị ở đây đồng đạo đều hiểu được đích. Cái này nam trưởng lão nhìn về phía trên mập mạp đích, đối với ai cũng cười tủm tỉm, một bộ đều không có xảo trá bộ dạng, lại cũng không phải đèn đá cạn dầu, thuận miệng một câu, tự đem mặt khác tám đại tông môn đều lay đi vào. Hắc ma vương cười hắc hắc, không cần phải nhiều lời nữa. Nam trưởng lão ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói ra buổi trưa đem giới hắc giáo chủ, chúng ta là hay không chuẩn bị mở ra truyền tống trận. Hắc ma vương nhẹ gật đầu, nói ra có thể. Cái kia tốt, hắc giáo chủ bên này thỉnh, chư vị đạo hiếu, thỉnh. Nam trưởng lão đứng dậy tương mời. Hắc ma vương hòa mặt khác nguyên anh tu sĩ đồng loạt đứng dậy, đang lúc mọi người túm tụng phía dưới, chậm rãi hướng truyền tống trận bên kia đi qua. Tại khoảng cách truyền tống trận không xa địa phương, 21 màu đen ghế bành bày thành nửa tháng hình dạng mỗi tấm ghế bành trước kia đều bày đặt một cái án vải bên trên bày biện dưa và trái cây nước trà các loại. cả truyền tống trận bốn phía sớm đã để phòng xâm nghiêm. do cửu đại tông môn tinh tuyển ra chấp pháp đệ tử hợp thành một cái phòng hộ trận hình đều đều do kim đan kỳ tu sĩ dẫn đội. truyền tống trận bốn phía rất lớn trong phạm vi không cho phép người không có phận sự tới gần. hôm nay là đánh cuộc kết quả công bố thời gian sân thượng trong thành không ít tu sĩ đều chạy tới nơi này xem náo nhiệt trong đó không thiếu dưới mặt đất chợ đêm dò xét tử hòa không ít tại dưới mặt đất chợ đêm rơi xuống tiền đặt cược người muốn trước tiên biết được đánh cuộc thắng bại những tu sĩ này dùng chút cơ kỳ luyện khí kỳ làm chủ chừng trên vạn người nhiều kim đan kỳ tu sĩ tuy nhiên cũng vì tính ra không ít trộn lẫn tại nhiều như vậy đám người ở bên trong gian tự có vẻ không chút nào thu hút liếu tương đương tất cả mọi người tại cảnh giới tuyến bên ngoài duỗi dài cổ hào hứng bừng bừng mà nhìn về phía truyền tống trận bên này. Truyền tống trận chung quanh thiết trí có cấm bay cấm chế, bất quá cái này cấm bay cấm chế trên cơ bản thuộc về cảnh cáo tính chất, chính thức cấm bay tác dụng cũng không quá lớn, không chỉ nói kim đan tu sĩ, coi như là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có thể thoải mái đột phá cấm chế, phi độn mà đi. Cũng không phải nói cửu đại môn phái quá đại ý, thật sự là không cần phải như vậy lãng phí. Bố trí to lớn cường lực cấm bay cấm chế, cần hao phí linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Đã có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ tự mình tỏa chấn, thiết trí cường lực cấm bay cấm chế, xác thực không có gì thực tế ý nghĩa. Những kia xem náo nhiệt tu sĩ, ai cũng không dám lung tung phi đột. Vạn nhất chọc giận vị nào lão quái vật, cái kia đã có thể đại họa lâm đầu liễu tương đương. Chỉ có một chút đứng ở hàng sau người, có chút giá khởi độn quang, cách mặt đất một hai trượng, lẳng lặng lơ lửng tại đó, vẫn không nhúc nhích, làm như vậy là để có thể nhìn rõ ràng tình hình trong sân. Về phần theo lệ thú cánh đồng hoang vu ra tới những người dự thi kia, thì càng gia tăng không cần lo lắng liễu tương đương. Ngoại trừ hắc bạch song sát như vậy cửu đại tông môn dòng chính đệ tử Hoàng Ngọc Uyển Nhi như vậy tại nhạc Tây Quốc hữu lấy ra tộc cử phách cùng cơ nghiệp bản thổ tu sĩ, tượng tiêu phàm trừ chín những này người từ ngoài đến, trên người đều bị rơi xuống cấm chế. Ai dám sằng bậy? Một đám nguyên anh tu sĩ tại truyền tống trận phụ cận một lần nữa nhập tọa đánh cuộc mặt khác nhân viên tín dụng, ngay tại hình bán nguyệt ghế bành trước kia, mặt khác cài đặt một cái đài, do vài tên kim đan tu sĩ tỏa chấn. Nơi này là tiếp thu đánh cuộc bia vật, cuối cùng nhất tuyên bố đánh cuộc kết quả công bố địa phương. Nhìn về phía trên, hết thảy đều rất bình thường. Hắc ma vương đại mã kim đao, trung tâm mà ngồi, trên mặt tràn đầy đắc chí vừa lòng thần sắc. Những kia những người vây xem, có không ít người ánh mắt đều tụ tập tại Hắc ma vương trên người. Một tác chính là bởi vì hắn là nhạc Tây quốc đệ nhất tu sĩ, rất nhiều người có lẽ hay là đầu một hồi nhìn thấy vị này hắc ma giáo chủ hình dáng. Thứ hai, tự nhiên bởi vì hắn là hắc bạch song sát sư phụ liễu tương đương. Từ lúc hắc bạch song sát tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vô ngày đầu tiên, sân thượng thành dưới mặt đất sòng bạc, tự không biết có bao nhiêu người đem tiền đặt cược áp tại hắc bạch song sát trên người. Dưới mặt đất sòng bạc ra tới bàn khẩu, thậm chí cao tới thập so một. Làm cho là như thế, áp hắc bạch song sát chiến thắng người có lẽ hay là nhiều nhất tương đương có ý tứ chính là thiên thai tông dưới mặt đất sòng bạc vì tiêu phàm ra tới bản khẩu là vừa so sánh với sáu nói cách khác áp tiêu phàm chiến thắng người thua chỉ cần thua một khối linh thạch thắng lời mà nói sẽ thu hồi sáu khối linh thạch chỉ là tiêu phàm với tư cách duy nhất một gã kim đan trung kỳ người dự thi cơ hội chiến thắng thật sự quá xa vời cho dù hắn miễn cưỡng tránh thoát những kia yêu thú thôn phệ cuối cùng nhất cũng sẽ ở truyền tống trận phụ cận bị mặt khác xây sĩ can rơi, gỡ yêu ta ít người đoạt bảo. Đây tuyệt đối là một hồi người mạnh là vô trò chơi, may mắn thành phần quá ít. Phàm là đem tiền đặt cược đặt ở tiêu phàm trên người những người kia, đều là chân chính dân cờ bạc. Am hiểu sâu dùng tiểu bao la, một đêm phất nhanh đạo lý. Trên cái thế giới này, ngoài ý muốn vĩnh viễn cũng có thể phát sinh. Hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành, tại nam trưởng lão phân phó hạ, cách đó không xa truyền tống đại trận, đã làm xong mở ra chuẩn bị. Buổi trưa chính, trên bầu trời hai khỏa mặt trời đồng thời vận hành đến đều tự vị trí, đem nóng bỏng quang mang, phóng đến chỗ này trên đại lục. Truyền tống đại trận ong ong mà vang lên, tung tính toàn ánh mặt trời mãnh liệt, như trước vô pháp áp chế truyền tống đại trận thượng thấu ra tới tia sáng chói mắt. Ánh mắt mọi người đều kìm lòng không được mà phóng tại truyền tống trận phía trên. Tung xem như dù bận vẫn ung dung, bất động thanh sắc hắc ma vương cũng buông xuống trong tay linh trà ánh mắt sáng ngời nhìn về phía lè lè sáng lên truyền tống trận nhạc tây quốc chín đại ma tông tất cả nguyên anh tu sĩ vì chi chuẩn bị một cái giáp lần này đánh cuộc tại cuối cùng 3 tháng về sau cuối cùng đã tới công bố kết cục thời điểm tin tưởng kết quả công bố về sau nhạc tây quốc tài nguyên phân phối lại đem khởi một cái biến hóa kinh người lần trước đánh cuộc hắc ma dạy ăn giảm nhiều thiệt thòi lớn, phu linh cốc đảo là đã chiếm không nhỏ tiện nghi, lại không biết lần này, lại đem là loại kết quả nào. chương 840, người thắng trận. Rất nhanh, truyền tống trận bên kia thì có phản ứng. Một đạo nhàn nhạt hư ảnh, tại trong truyền tống trận hương lộ ra hiện ra, rất nhanh liền lộ ra một gã 40 tuổi khoảng chừng gì đó trung niên nam tử, toàn thân hắc y, nguyên vốn phải là cực kỳ biêu hãn cái chủng loại kia. Người, bất quá giờ phút này lại có vẻ đặc biệt chật vật con mắt ngủ một nửa bên mặt đều máu me nhảy nhụa đích, cả người đều cực kỳ suy yếu, khí tức chợt mạnh chợt yếu, cực độ không ổn định. Nhìn thấy người này trung niên nam tử thảm trạng, lang tính chậm mặt lão giả lại thường thường thở vào một cái, trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười. Người này trung niên nam tử, đúng vậy đại biểu hắn đi trước lệ thú cánh đồng hoang vu dự thi người, có kim đan hậu kỳ đại thành tu vi, tuy nhiên tổn thương thành bộ dáng như vậy, nhưng tối thiểu nhất, Hắn đã muốn gom góp mở ra truyền tống lệnh bài bia vật, còn sống theo lệ thú cánh đồng hoang vu đi ra. Nói cách khác, hắn đã muốn trở thành lần này đánh cuộc đệ nhất vị người thắng trận. Về phần mù một con mắt, bản thân bị trọng thương, khí tức yếu ớt, cùng còn sống, so sánh với được coi là cái gì. Trung niên nam tử lắc đầu, mới xem như phục hồi tinh thần lại, đưa mắt vừa nhìn, độn quang cùng một chỗ, trực tiếp bay vụt đến lang tính lão giả trước người, hai tay ôm quyền, có chút bái chậm mặt lão giả ha ha cười một tiếng thân thủ hư giúp đỡ vừa đỡ nói ra tiền đạo hữu không cần đa lễ ngữ khí nói không nên lời hòa ái cho thấy đắc tâm tình thật tốt trung niên nam tử kia cũng nghiêm túc cánh tay dương lên một cái chữ vật vòng tay bay đến chậm mặt lão giả trước mặt chậm mặt lão giả thủ đoạn bắt lấy thần niệm đi đến bên trong tìm tòi trên mặt vui vẻ lập tức càng đậm rồi không ngừng gật đầu hiển nhiên trung niên nam tử lần này thu hoạch vẫn còn ngoài dự liệu của hắn làm hắn đặc biệt thỏa mãn. Tiền đạo hữu khổ cực, xem ra đạo hữu bị thương không nhẹ, chỗ này của ta có một khỏa chữa thương đan dược, đạo hữu trước ăn vào, ở chỗ này ngồi xuống điều tức. Đợi nơi đây sự tình liễu tương đương, sau khi trở về, ta hôn lại tự mình đạo hữu chữa thương. Chậm mặt lão giả thanh âm thập phần nhu hòa, ống tay áo run lên, một cái màu trắng bình ngọc bắn ra. Trung niên nam tử tiền đạo hữu cũng không khách khí, một phát bắt được, đạo một tiếng tạ, như vậy đổ ra dược hoàn, tại chỗ nuốt mà hạ, liền tại chậm mặt lão giả trước người khoanh chân ngồi xuống, hai tay nhất quyết, không coi ai ra gì mà vận công luyện hóa đan dược. Liệu khởi tổn thương đến. Tuy nhiên cử động lần này cũng không thế nào lịch sự, nhưng trọng thương trong người, thực sự bất chấp nhiều như vậy. Như chế chữa thương, làm không tốt hội ngã xuống một cái cảnh giới. Chậm mặt lão giả lập tức giơ tay lên, cái kia miếng chữ vật vòng tay chậm rãi hướng chính giữa cái kia án vải bay đi trong đó một gã cùng chậm mặt lão giả xuyên đeo đồng dạng phục sức kim đan tu sĩ, bề bộn thức thân thủ tiếp được, hướng chậm mặt lão giả cúi đầu làm lễ, lúc này mới đem chữ vật vòng tay giao cho trung tâm mà ngồi một gã dâu bạc trắng lão giả. Lão giả này mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, dâu tóc đều đều tuyết trắng. Nhìn về phía trên không có 100 tuổi cũng có 90 vài rồi, sợ so ở đây tất cả nguyên anh tu sĩ đều có vẻ tuổi già, trên người linh lực chấn động, biểu hiện người này có kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao chỉ là theo hắn giải yếu tình hình đến xem cả đời này thì tại kim đan cảnh giới dừng lại rồi đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh khả năng cực kỳ bé nhỏ bất quá mấy vị khác kim đan tu sĩ đối với hắn lại thập phần cung kính theo lão giả này phục sức đến xem cũng không thuộc về cửu đại tông môn bất luận cái gì một môn lão giả này tiếp nhận chữ vật vòng tay đem bên trong vật phẩm đồng dạng đồng dạng lấy đi ra nhẹ giọng báo ra tên lại từng cái bầy đặt tại trước mặt án vài phía trên. Lão giả thanh âm tuy nhẹ, nhỏ, nhưng ở sân mọi người đều đều là tu chân chi sĩ, cảm quan xa so với người bình thường linh mẫn, cái bọc xa xa những kia người vây xem, đều nghe được nhất thanh nhị sở, thỉnh thoảng phát ra từng đợt kinh thán chi thanh âm. Trung niên nam tử đưa trước đến cái này cái chữ vật vòng tay ở phía trong, cứ việc không có thẳng hàng bia vật, thực sự có khác nhau nhị đẳng bia vật, cùng hơn 10 dạng tam đẳng bia vật trong đó kể cả một quả cửu cấp yêu đan, cái này cũng đã rất tốt. Ngay sau đó, lại có một gã người dự thi theo trong truyền tống trận đi tới, cùng lúc đầu trung niên nam tử đồng dạng, cũng trên người mang thương, thậm chí thương thế so trung niên nam tử còn muốn trầm trọng, đã muốn trực tiếp rơi xuống một cái cảnh giới, chỉ có kim đan trung kỳ trình độ. Nhưng hắn thu thập đến bia vật, thực sự so lúc trước trung niên nam tử càng nhiều, nhị đẳng bia vật thì có ba dạng, tam đẳng bia vật gần 20 dạng, đa số lại yêu thú nội đan, xem ra người này là cái, thợ săn, chuyên gờ yêu ta ít yêu thú đích. Người này người dự thi sau khi đi ra, truyền tống trận yên lặng tốt một hồi. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, bình thường có thể còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu người dự thi, chỉ có ba thành khoảng chừng gì đó, thì ra là sáu bảy người. Nhiều nhất thời điểm, cái này phần trăm tiếp gần một nửa, ít nhất một lần đánh cuộc, chỉ có bốn người còn sống đi ra. Truyền tống trận mở ra thời gian, là hai canh giờ, đoàn lúc trong không người xuất hiện, cũng là nói được đi qua. Mặt trời dần dần hướng tây, dưới mặt đất bóng dáng bắt đầu biến dài. Chọn vẹn đợi một canh giờ, mới có danh thứ ba người dự thi bị truyền tống đi ra. Rõ ràng còn không phải hắc bạch song sát, cũng không phải tại dưới mặt đất sòng bạc đại bị nóng nâng Ngọc Uyển Nhi. Ngọc Uyển Nhi là gần với hắc bạch song sát chiến thắng đại nhiệt môn, dưới mặt đất sòng bạc khai ra bàn khẩu, cao tới 6 so 1. Về phần cái này bàn khẩu, có bao nhiêu là vì Ngọc Uyển Nhi thực lực, lại có bao nhiêu là vì nàng tươi đẹp tên, vậy thì khó mà nói liễu tương đương. Người vây xem bầy chung bắt đầu có người xì xào bàn tán. Chẳng lẽ lần này đánh cuộc, thật sự muốn đại kết quả bất ngờ. Không chỉ nói những này người vây xem tại suy đoán lung tung, ngay ngồi ngay ngắn ghế bành bên trong Nguyên Anh Tu Sĩ, không ít mắt chung đồ hiện lên vẻ lo âu, vô luận là ai, khẳng định đều hy vọng chính mình phái ra đại biểu có thể bình yên vô sự mà ra hiện tại trước mặt. Danh thứ ba người dự thi xuất hiện về sau, lại là thời gian giải yên lặng. Sẽ đi qua nửa canh giờ, đợi cho tên thứ năm người dự thi xuất hiện thời điểm, còn không thấy hắc bạch song sát cùng Ngọc Uyển Nhi những này đại nhiệt môn nhân tuyển thân ảnh, vây xem đám người tiếng nghị luận, dần dần lớn lên. Thái sư tỷ ân tính lão giả cùng cát lão quái bọn người bắt đầu bất an, mặt âm trầm, gắt gao nhìn thẳng truyền tống trận, con mắt nháy cũng không nháy xuống. Ngay hắc ma vương đều thân thủ loát chính mình nồng đậm đoàn dâu, hai hàng lông mày có chút trao lên. Lại đi qua một hồi, mặt trời lặn, cách truyền tống trận cuối cùng đóng cửa thời gian, chỉ còn lại không tới khắc chung, rốt cuộc truyền tống trận lại lại vầng sáng nóng lánh, một đạo nhân ảnh tránh hiện ra, lại cũng không phải mọi người chờ đợi hắc bạch song sát cùng Ngọc Uyển Nhi. Bên ngoài tiếng nghị luận, đã muốn trở nên ong ong, đích giống như một đoàn ong mật đang tại xoay quanh bay múa hắc ma vương hai hàng lông mày trao càng chặt hơn vừa thô vừa to bàn tay nắm thành nắm tay quả đấm so sánh dưới đại bộ phận nguyên anh tu sĩ thần sắc cũng không so hắc ma vương thoải mái đi nơi nào nhất là ân tính lão giả cái chán thậm chí chảy ra rậm rạp mồ hôi tiêu phàm sinh tử hắn ngược lại không thèm để ý chút nào mấu chốt lúc này đây nếu bị thua lời mà nói chẳng những phải không đến nửa phần chỗ tốt ngay cả mình vất vả hai mươi mấy năm luyện chế ra đến thổ ma ngẫu đều không công góp đi vào liễu tương đương trong khoảng thời gian này hắn tại sân thượng thành giao dịch hội thượng lại thật bất ngờ mà đổi đến một ít khối vô cấu tịnh thổ đã làm tốt chuẩn bị muốn dùng tại thổ ma ngẫu trên người chắc hẳn tăng thêm cái này một ít khối vô cấu tịnh thổ về sau thổ ma ngẫu uy lực vừa muốn lại tăng cường ba phần ân tính lão giả biết rõ dùng tư chất của mình muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn trở thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ trên cơ bản việt không khả năng liễu tương đương. Liền kiếm đi nhập đề, tập trung tinh thần muốn luyện chế ra một cỗ nguyên anh kỳ ma ngẫu đến, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ lăng không tăng nhiều, nhất cử áp đảo trưởng môn sư tỷ danh tiếng. Nếu như không công tổn thất rơi thổ ma ngẫu, ân tính lão giả chỉ sợ muốn chọc giận đắc thổ huyết. Thời gian một chút mà đi qua, đoàn người tâm cũng một chút đi xuống đất chìm, xem ra thật sự ra ngoài ý muốn, ngay hắc bạch song sát đều bị chiếm đóng tại lệ thú cánh đồng hoang vu. Lang tính chậm mặt lão giả thần sắc, có vẻ đặc biệt thoải mái, sau này tựa ở ghế bành ở phía trong, ánh mắt không ngừng hướng trung tâm mà ngồi Hắc Ma Vương bên kia quét tới, khóe miệng hiện lên một tia che giấu rất khá mỉa mai ý. Xem ra người tính không bằng trời tính, tối tăm chung đều có thiên ý. Hắc Ma Vương sắc mặt trở nên thập phần âm trầm. Ngay tại truyền tống trận sắp đóng cửa trước một khắc, bỗng nhiên lại ong ong mà vang lên, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Hắc Ma Vương lại càng trong hai mắt quang hoa đại phóng. Bởi vì này một hồi, trong truyền tống trận xuất hiện chính là hai đạo nhân ảnh. Trước đó, tất cả người dự thi đều đều là một mình truyền tống ra tới, duy chỉ có dưới mắt, đồng thời xuất hiện đạo hư ảnh. Hư ảnh rất nhanh trở nên rõ ràng. Bỗng nhiên, ân tính lão giả cùng các lão quái đồng thời, hả, mà một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, thậm chí kìm lòng không được mà đứng dậy. Mà hắc ma vương sắc mặt, nhưng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không hề nghi ngờ, đuổi tại truyền tống trận cuối cùng đóng cửa trước một khắc truyền tống ra đích, đúng vậy tiêu phàm cùng chữ chín. Giờ khắc này, trên quảng trường bỗng nhiên trở nên thập phần yên tĩnh. Không ít người nhìn qua tiêu phàm cao to thân hình, trợn mắt há hốc mồm. Đại ít lưu ý. Tuyệt đối bảo đại ít lưu ý. Rõ ràng nhất có hy vọng chiến thắng hắc bạch song sát cùng Ngọc Uyển Nhi, đều chết ở lệ thú cánh đồng hoang vu, Duy nhất một gã Kim Đan trung kỳ người dự thi, cũng tại cuối cùng một khắc còn sống ra hiện tại đoàn người trước mặt. Tiêu Phàm cái này vừa hiện thân, vây xem hơn vạn tu sĩ bên trong, không biết có bao nhiêu người muốn bồi đắc táng ra bại sản. Yên lặng về sau, chính là từng đợt hào quang loạn tránh, vây xem trong đám người không ít truyền âm phù ào ào bị kích phát, dưới mặt đất sòng bạc thám tử đám bọn họ, trước tiên đem cái tin tức kinh người này truyền quay lại cho sòng bạc người chủ trì biết được tiêu phàm cùng chử chín nhìn về phía trên, đều vẫn còn tương đối sạch sẽ, không coi là nhiều sao chật vật, nhưng hai người đều đều sắc mặt tái nhợt, khí tức lúc mạnh lúc yếu, phi thường không yên. Tiêu phàm lại càng theo kim đan trung kỳ đỉnh phong cảnh giới ngã xuống, theo trên người hắn linh lực chấn động đến xem, đã muốn ngã xuống đến vừa mới đặt chân kim đan trung kỳ bộ dạng, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã trở lại kim đan sơ kỳ đi. Trừ chín tình hình, so với hắn lược tốt một chút, cũng là một bộ bị thương không nhẹ bộ dáng bất quá giờ này khắc này ai còn hội quan tâm cái này đâu này chỉ cần có thể còn sống đi ra chính là lớn nhất người thắng liễu tương đương thực tế đối với tiêu phàm mà nói càng phải như vậy khóa trước đánh cuộc đều có rất ít kim đan trung kỳ tu sĩ có thể sống sót cùng ân tính lão giả cùng với các lão quái mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ thần sắc bất đồng tiêu phàm thần sắc có chút tối tăm phiền muộn ngẩng đầu nhìn qua ân tính lão giả sau lưng quét qua chỉ có vu linh cốc hắn đệ tử của hắn đứng hầu, nhưng lại không chứng kiến Trần Dương. Tiêu phàm trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ dự cảm bất tường, xem ra chính mình đối với ân tính lão giả làm người phán đoán, thật sự đúng vậy, người này không có ý định cùng hắn nói cái gì tiến dụng. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 840